nhưng không lâu sau đó, lời mời của Ly Hỏa Thánh Chủ đã phát đến trong tay Khương Hồng Võ, để hắn phải trình diện, tốt nhất lại mang mấy truyền nhân có thể ra được. Khi Khương Hồng Võ mang theo Côn Bác, còn có Yến Khinh Vũ, bọn người Khương Uyển Nhi đi đến trước đại điện Ly Hỏa, Yến Tranh cũng bồi tiếp Thường Huyền Nghĩa đến nơi này. Phong cách của đại điện Ly Hỏa rất đặc biệt, phong cách dung nhập đỉnh lô cùng liệt hỏa, bàng bạc mạnh mẽ, khí thế rộng rãi, để cho người ta không tự chủ liền có thể lòng sinh kính sợ, quỳ bái. Hoàng Kim Sư Vương đứng ngạo nghễ trước điện, kim quang sáng chói, thần tuấn uy nghiêm. Hình thể khổng lồ mang đến áp bách chấn nhiếp tâm phách người khác, để quảng trường trước đại điện đều giống như đang bao phủ ở bên trong đại dương màu vàng óng. Hơn 30 vị cường giả nhân tộc phân ra hai bên trái phải, người khoác chiến giáp, nghiêm túc cường thế, từ trong ra ngoài tản ra khí tức sát phạt. Tại trấn Nam Yêu Quốc, yêu tộc làm chủ, nhân tộc làm nô tài. Nhưng, bọn chúng rất ít chủ động bắt nhân tộc đi phục thị, đa số đều là chủ động đầu nhập vào. Có chút là sùng bái uy danh yêu quốc, muốn trở thành một phần viên của hoàng tộc, vì thế cam nguyện làm bộc. Có chút thì tránh né truy sát, tìm kiếm hoàng tộc bảo hộ, vì bảo mệnh mà cả đời làm nô tài. Khí tức thật đáng sợ. Khương Uyển Nhi và Yến Khinh Vũ đều rất sợ hãi, khí tức sư vương đập vào mặt để các nàng hô hấp đều trở nên không khoái. Cẩn thận ứng phó. Khương Hồng Võ âm thầm cảnh giác. Ha ha, tới đây, Huyền Nghĩa, Hồng Võ, giới thiệu cho các ngươi một chút. Ly Hỏa Thánh Chủ cởi mở cười to, tự mình đứng dậy đón lấy. Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình để Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa đều vội vàng không kịp chuẩn bị, Yến Khinh Vũ cùng bọn người Khương Uyển Nhi đều theo bản năng lui lại hai bước. Ly Hỏa Thánh Chủ nâng cao thân thể, cao điệu giới thiệu. Vị này là Hoàng Kim Sư Vương, trấn Nam Yêu Quốc, là Yêu Hoàng. Một trong ngũ đại yêu vương, tổ tiên đã từng là thần tọa kỵ. Điện chủ tân nhiệm của Võ Cực Điện, Phạm Ngọc Thành cũng mỉm cười nói. Các ngươi vừa tới thánh địa, còn không hiểu rõ tình huống. Trấn Nam Yêu Quốc là hoàng tộc Nam Bộ, tuế nguyệt xa xưa, từng tại mấy ngàn năm trước tiến vào đăng thiên nhất chiến, danh chấn bát phương. Điện chủ Xích Diễm Điện cười nói. Trấn Nam Yêu Quốc cùng Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta đời đời giao hảo, mối quan hệ thân mật. Còn thường xuyên đưa tới bảo dược quý giá, là khách quý. Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa thầm run trong lòng, đám gia hỏa kia muốn làm cái gì? Ly Hỏa Thánh Địa lại hướng về Hoàng Kim Sư Vương giới thiệu. Vị này là Thường Huyền Nghĩa, thánh chủ tương lai của Ly Hỏa Thánh Địa. Trước đó ở Lang Gia Hoàng Triều, là quốc quân đan quốc, khoan hậu nhân ái, tạo nghệ đan thuật rất sâu. Vị này là Khương Hồng Võ, trước kia là vương gia Lang Gia Hoàng Triều. Sau khi tiến vào La Phù Sơn Mạch, sáng tạo Bạch Hổ Tông, mưu trí siêu quần, đảm phách hơn người. Bọn hắn đều là do Tổ Sơn Trung ương tự mình sai khiến làm thánh chủ và điện chủ Diêm La Điện tương lai, một người phụ trách đan dược, một người phụ trách bảo vệ, tương lai cũng nhất định có thể làm Ly Hỏa Thánh Địa ta càng thêm vinh dự. Hoàng Kim Sư Vương cao ngạo giơ năm đầu lên, tóc mai dày đặc đón gió bay lên, bên trong đồng mâu to lớn lấp lóe kim quang, giống như là kim lôi. Khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, Lang Gia Hoàng Triều, ha ha, một biên hoang nhân quốc nho nhỏ, vậy mà đưa tới cho thánh địa hai người thừa kế. Thánh địa tuyển người, lúc nào lại tùy ý như vậy, chẳng lẽ không sợ yếu đi uy danh thánh địa để người trong thiên hạ chế giễu? Xuất thân mặc dù thấp, nhưng Tổ Sơn Trung ương đã tự mình sai xử, quả thật hiếm thấy, thân phận đã trở nên không giống với lúc trước. Tới đây, mau tới bắt chuyện đi, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa thánh địa chúng ta. Ly Hỏa Thánh Chủ nhiệt tình chào hỏi. Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa đụng ánh mắt nhau, chào hỏi đơn giản. Ly Hỏa Thánh Chủ tự mình đi tới, kéo tay Thường Huyền Nghĩa đến bên cạnh hắn. Ngồi một chút ngồi, Huyền Nghĩa, ngồi bên cạnh ta. Tương lai sau khi ta thoái vị, ngươi còn phải dẫn đầu Ly Hỏa Thánh Địa giao lưu nhiều hơn cùng trấn Nam Yêu Quốc. Thường Huyền Nghĩa cố gắng chấn định, miễn cưỡng lộ ra mấy nụ cười, nhưng ánh mắt liên tục liếc nhìn Khương Hồng Võ, quả thật có chút luống cuống. Lúc trước hắn đồng ý tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa là cảm giác nơi này có thể tiếp xúc đến đan thuật tốt hơn, có thể nuôi dưỡng càng nhiều luyện đan sư, có thể dẫn đầu truyền nhân của hắn bọn họ đi đến độ cao mới, nhưng không nghĩ tới một đầu lại đâm vào trong vũng bùn nguy hiểm hỗn loạn này, các loại âm mưu quỷ kế cơ hồ muốn bao phủ hắn. Hắn thật rất không thích ứng được. Sau khi Khương Hồng Võ ngồi xuống, hỏi, Hoàng Kim Sư Vương lần này tự mình tới, chỉ là tới bái phỏng, hay là có thỉnh cầu đặc biệt gì? Tân điện chủ Võ Cực Điện, Phạm Ngọc Thành ở đối diện giải thích nói.
Khương huynh có chỗ không biết, Trấn Nam Yêu Quốc cùng Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta liên quan thân mật, vẫn luôn có hợp tác rất thâm hậu. Hàng năm Thánh Địa đều sẽ cung cấp 100.000 viên thuốc cho Yêu Quốc cũng sẽ cung cấp số lượng lớn dược liệu cho Thánh Địa. Nếu như Yêu Quốc có cần gì, chúng ta nơi này cũng sẽ tận lực phối hợp. Lần này Hoàng Kim Sư Vương tự mình tới là đến tặng thuốc, cũng hy vọng Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta có thể vì bọn họ luyện chế một viên đan dược, gọi Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, Thiên Nhân Đan, còn có Đại La Xích Dương Đan, đều là tam đại chuẩn thánh phẩm đan dược mà Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta có thể luyện chế. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan có thể kích phát lực lượng huyết mạch, cường thịnh lực lượng linh hồn, đối với yêu thú mà nói, hiệu quả có thể so với thánh đan, chỉ cần một viên, liền có thể từ tiềm lực đến linh hồn, tăng lên trên diện rộng. Huyết mạch càng mạnh, hiệu quả càng là cường đại, chuẩn thánh đan. Đáy mắt Thường Huyền Nghĩa hiện rõ lên ánh sáng. Ly Hỏa Thánh Địa là thánh địa luyện đan, sở dĩ danh chấn phương Nam, nguyên nhân chính là chỗ này hội tụ số lượng lớn luyện đan sư, nguyên nhân thứ hai là bọn hắn cơ hồ có thể luyện chế tất cả đan dược thánh phẩm trở xuống. Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, bọn hắn có 3 phương thuốc chuẩn thánh phẩm đan dược, cùng một phương thuốc thánh phẩm chân chính, ích. Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, có một dự cảm không tốt. Giống. Sau lưng Hoàng Kim Sư Vương đi ra một ấu sư, sư tử còn nhỏ, nói là ấu sư, kỳ thật đã dài đến 10 mét. Thần tuấn phi phàm, ánh mắt lăng liệt, tản ra khí thế uy mãnh bức người. Không thể tưởng tượng nổi chính là, giữa hai cái đầu nó lại có nhô ra rõ ràng, giống như muốn mọc ra cái đầu thứ ba. Hoàng Kim Sư Vương kiêu ngạo nói. Đây là ấu tử của ta, mới vào linh hồn cảnh cũng đã bắt đầu nảy mầm 3 cái đầu, thành tựu tương lai có thể vượt xa hơn ta. Lần này, ta tự mình đến xin thuốc cho hắn, nếu như có thể kích phát tiềm lực huyết mạch càng sâu, ta tất có thâm tạ. Ly Hỏa Thánh chủ cười nói. Huyền Nghĩa, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta. Thường Huyền Nghĩa lập tức ngửi thấy mùi âm mưu. Ta một thời gian trước bị thương, thân thể cũng không đủ tinh lực. Ngươi là phó thánh chủ, trừ ta ra ngươi là người có thân phận cao nhất tại thánh địa, có tư cách lại có năng lực, không phải ngươi còn có thể là ai. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan là một trong tam đại chuẩn thánh phẩm đan dược, ngươi tự mình phụ trách, chẳng khác nào truyền thụ phương thuốc cho ngươi. Mặt mũi Ly Hỏa Thánh chủ tràn đầy hiền lành nhìn Thường Huyền Nghĩa, ân cần mà nói, cũng coi như lễ vật ta hoan nghênh ngươi tiến vào Ly Hỏa Thánh địa. Thường Huyền Nghĩa mỉm cười hoàn lễ, nhưng rốt cuộc đã hiểu ý gì. Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu trần trụi. Đan dược quan trọng như vậy. Nếu hoàn toàn chưa quen thuộc tình huống thì không thể nào một lần liền thành công. Nếu như hắn tiếp nhận, tất nhiên thất bại. Mà vật liệu để luyện chế Thái Sơ Mệnh Hồn Đan khẳng định cực kỳ quý giá đến nỗi bên trong Ly Hỏa Thánh Địa đều chưa hẳn đã đầy đủ, chỉ có thể là Hoàng Kim Sư Vương mang tới. Nếu như mình luyện đan thất bại, phế đi đan dược, bọn hắn sẽ có lý do vấn tội. Quả nhiên, Ly Hỏa Thánh chủ lại nói. Quá trình luyện chế Thái Sơ Mệnh Hồn Đan rất phức tạp. Cần có dược liệu hiếm thấy lại càng quý giá. Nhưng không cần lo lắng, ta tin tưởng năng lực của ngươi, dược liệu cũng đều đã gom góp đủ, là Hoàng Kim Sư Vương tự mình mang tới. Thường Huyền Nghĩa nói, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan là đan dược chuẩn thánh phẩm, lại được chuyên luyện chế vì hoàng tộc, ta sợ chính ta gánh vác không nổi, còn xin. Thường Huyền Nghĩa chưa nói xong đã bị Ly Hỏa Thánh chủ chặn ngang. Ta có lòng tin đối với thực lực luyện đan của ngươi. Người luyện đan sư mang từ đan quốc nơi tới đó cũng đều rất không tệ, có bọn hắn phối hợp, người hẳn là có thể luyện ra Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Khương Hồng Võ ra mặt nói. Thường Huyền Nghĩa cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Ai, Hồng Võ huynh, đây là chuyện giữa luyện đan sư, người cũng đừng xen vào. Điện chủ đan đỉnh điện cười nói chắt ngang, tiếp tục đâm kích Thường Huyền Nghĩa. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi phương thuốc, giới thiệu kỹ càng quá trình luyện chế. Hạng mục cần chú ý. Ngươi cứ việc buông tay buông chân đi làm, vừa vặn mượn cơ hội này, hướng thánh địa, hướng hoang mãng nguyên, thậm chí nam bộ, hiện ra thực lực luyện đan của các ngươi. Đúng rồi, hôm nay chúng ta đã phát ra thư mời, xin mời hảo hữu các phương tề tụ về Ly Hỏa Thánh Địa, cùng nhau chứng kiến. Điện chủ Kim Thai Điện cũng nói. Bây giờ trong thánh địa rất nhiều luyện đan sư đều có chỗ hoài nghi đối với thực lực của Huyền Nghĩa ngươi, người bên ngoài đối với ngươi cũng có chút hiếu kỳ. Lần này luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, vừa vặn có thể chứng minh thực lực của ngươi với bọn hắn, chứng minh Thường Huyền Nghĩa ngươi, gánh chịu nổi tên phó thánh chủ Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu như lần này ngươi làm xong,
chúng ta sẽ còn cân nhắc tiếp đó sẽ tổ chức thêm mấy trận đại hội luyện đan công khai, đan dược tam đại chuẩn thánh phẩm của Ly Hỏa Thánh Địa, từng cái đều giao cho ngươi. Cứ như vậy, thanh danh của ngươi sẽ được đánh ra ngoài, trong ngoài thánh địa đều sẽ lục tục tiếp nhận ngươi. Tương lai ngươi tiếp quản vị trí thánh chủ, cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Hoàng Kim Sư Vương chậm rãi gật đầu. Thánh địa không hổ là thánh địa, đều có lòng nhân ái. Thường Huyền Nghĩa, thánh chủ cùng điện chủ các điện giống như đều rất xem trọng ngươi nhỉ. Thường Huyền Nghĩa xem như đã triệt để hiểu. Cái này không chỉ là vấn đề dược liệu, mà là phải công khai, hành hình, đối với hắn. Đầu tiên là trắng trợn tuyên dương, rộng mời hảo hữu, sau đó chứng kiến hắn thảm bại. Cứ như vậy, trong trong ngoài ngoài đều sẽ chất vấn thực lực của hắn. Chờ tương lai ngày nào đó, lại cho hắn một cái chuẩn thánh phẩm đan dược, để hắn luyện chế trước mặt mọi người. Nếu như lại lần nữa thảm bại, tất cả mọi người sẽ tiếp tục chất vấn. 10 năm sau coi như Ly Hỏa Thánh chủ động thoái vị, hắn cũng không có mặt mũi tiếp quản vị trí thánh chủ kia, trong ngoài thánh địa càng sẽ không tán thành hắn. Quá độc ác, quá ác độc, đây chính là gọi là giết người chu tâm. Vương gia, nghĩ biện pháp ngăn lại, bọn hắn không chỉ là muốn đả thương ngài ấy, còn muốn phế ngài ấy đi. Nạp Lan Minh Kính không có dò xét tâm cảnh ai, đối diện cảnh giới quá cao, hắn cũng dò xét không thấu, nhưng hắn có thể đoán được mục đích của đám người này. Khương Hồng Võ cũng gấp. Làm sao phế? Lấy thất bại, phế lòng tin, cũng dùng đan dược, phế linh hồn, nói rõ ràng. Ta chỉ là đoán, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan liên quan đến loại dược liệu linh hồn, nếu như thất bại, vô cùng có khả năng sẽ tồn tại nguy hiểm tổn hại linh hồn. Đến lúc đó, lòng tin của Thường Huyền Nghĩa gặp khó, linh hồn bị thương, thực lực luyện đan khẳng định sẽ hạ xuống. Nếu như lại chuẩn bị cho ngài ấy mấy trận luyện đan công khai, ngài ấy nhất định thua lại thua, triệt để sụp đổ mất. Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đứng tại nơi hẻo lánh, khó có thể tin được mà nhìn bọn người rối trá trước điện. Hôm nay thật sự đã được mở rộng tầm mắt, thì ra hại người còn có thể làm được quang minh chính đại như thế, thì ra giết người còn có thể âm hiểm độc ác như thế. Khương Hồng Võ đứng dậy, đang muốn cưỡng ép cự tuyệt, Thường Huyền Nghĩa lại đột nhiên nhấc lên khí thế, ta xin nhận. Huyền Nghĩa, bọn người Khương Hồng Võ hơi biến sắc, lập tức muốn ngăn cản. Ta xin nhận. Thường Huyền Nghĩa lại hô to lần nữa. Hắn vẫn luôn rất thuần túy nghiên cứu đan thuật, thuần túy luyện chế đan dược, thuần túy ứng đối đạo lý đối nhân xử thế. Hắn khinh thường âm mưu quỷ kế, cũng không quen ứng phó hãm hại. Nhưng, hắn không cho phép người khác nghi vấn tạo nghệ đan thuật của hắn, không thể để cho người khác xem nhẹ, coi thường thực lực luyện đan của hắn. Đây cũng là một cơ hội, hắn phải hướng thánh địa, hướng về người trong thiên hạ. Chứng minh thực lực của Thường Huyền Nghĩa hắn, tự mình đến bảo vệ địa vị tại Ly Hỏa Thánh Địa. Đây mới là dáng vẻ phó thánh chủ Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta nên có. Ly Hỏa Thánh Chủ gật đầu với điện chủ Võ Cực Điện. Hôm nay sẽ tuyên bố tin tức với Hoang Mãng Nguyên, thông báo đến cả bằng hữu của chúng ta ở các nơi khác. 10 ngày sau, Ly Hỏa Thánh Địa tổ chức đại hội luyện đan, mời bọn họ đều tới chứng kiến. Thường Huyền Nghĩa đứng dậy. Bây giờ ta sẽ đi làm chuẩn bị. Xin mời điện chủ đan đỉnh điện truyền thụ thuật luyện đan Thái Sơ Mệnh Hồn Đan cho ta. Mời tới bên này. Điện chủ đan đỉnh điện mỉm cười đứng dậy, đưa tay mời. Trước khi đi hắn đã cùng Ly Hỏa Thánh chủ đụng ánh mắt mà không để lại dấu vết nào, ha ha, trúng kế. Khương Hồng Võ không tiếp tục ngăn cản, thấp giọng nói. Kỳ thật đây cũng là cơ hội, nếu như Thường Huyền Nghĩa thật có thể hoàn thành nhiệm vụ nhìn như không thể hoàn thành này. Hẳn là sẽ thay đổi cách nhìn của rất nhiều người đối với hắn, ổn định địa vị tại Ly Hỏa Thánh Địa. Yến Tranh nói, luyện đan sư cao ngạo nhất, cũng nhất tôn trọng đan thuật. Nếu như hắn có thể chứng minh mình quả thật có thực lực, xác thực có thể được một số tán thành. Nạp Lan Minh Kính lại nói, Thường Thúc Thúc có lòng tin là tốt, chỉ sợ bọn hắn sẽ cho thuật luyện đan giả. Khương Hồng Võ cũng có lo lắng về vấn đề này, nghĩ biện pháp, lấy thuật luyện đan thật. Trước tiên không nên manh động, để tránh chúng liên hoàn kế. Nạp Lan Minh Kính tâm tư nhanh nhẹn, nếu Ly Hỏa Thánh chủ muốn tính kế Thường Huyền Nghĩa, cũng có thể sẽ tính toán bọn hắn. Ví dụ như, đoán được Khương Hồng Võ lại phái Tâm Phúc đi trộm, cho nên làm tốt một cái dập, ngồi đợi nhập hố. Một khi bắt lấy, Ly Hỏa Thánh chủ sẽ có thể vấn trách Khương Hồng Võ. Dù sao Thái Sơ Mệnh Hồn Đan là một trong tam đại chuẩn thánh phẩm đan thuật của Thánh Địa, tương đương với mệnh của Thánh Địa. Trộm đan thuật là tội lớn.
Sau khi Thường Huyền Nghĩa rời khỏi, Ly Hỏa Thánh Chủ lại nhìn về phía Khương Hồng Võ, tỏ thái độ. Tỏ vẻ gì? Khương Hồng Võ âm thầm cảnh giác. Ly Hỏa Thánh Chủ mỉm cười, thậm chí nụ cười còn có mấy phần hiền lành. Hoàng Kim Sư Vương khó đến được một chuyến, còn mang theo hậu đại ưu tú nhất của Hoàng Kim Sư Tộc, cơ hội khó có được, còn không cùng luận bàn một chút. Luận bàn. Ánh mắt Khương Hồng Võ run lên, hỗn đản này là muốn giết người. Hai con Hoàng Kim Sư Tử nện bước đi tới phía trước, mãnh liệt run run thân thể, phát ra tiếng gào trầm thấp, con mắt tàn nhẫn tập trung vào Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, Hoàng Kim Sư Vương trước kia thường đến Thánh Địa, Diêm La Điện là Thánh Điện chiến đấu trong Ly Hỏa Thánh Địa, đều sẽ nắm lấy cơ hội luận bàn hai chiêu. Bọn chúng đến từ Hoàng Tộc, lại là hậu đại của Yêu Vương, không phải ai cũng có tư cách khiêu chiến, còn không mau an bài. Ly Hỏa Thánh Chủ mỉm cười bức Khương Hồng Võ ra tay, không phải không thể giết ngươi sao? Vậy liền mượn Hoàng Tộc tay, giết hài tử ngươi. Khương Hồng Võ nói, nó đều là linh hồn cảnh, Uyển Nhi nhà ta vừa mới đến linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, chỉ là luận bàn, cảm nhận chiến kỹ truyền thừa của Hoàng Kim Sư Tộc một chút. Ngươi có thể chọn mấy người, cùng tiến lên. Phạm Ngọc Thành cố ý kích thích nói. Diêm La Điện là lực lượng mạnh nhất Ly Hỏa Thánh Địa, cơ hội này cho tới bây giờ đều chỉ thuộc về các ngươi, nếu như Diêm La Điện không nguyện ý, nhường cho Võ Cực Điện bọn ta. Ta có hai đệ tử vừa vặn vừa mới tiến vào linh hồn cảnh. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, Võ Cực Điện ra hai người, Diêm La Điện ra hai người, biểu hiện ra võ pháp, cùng Hoàng Kim Sư Tử luận bàn mấy hiệp. Điểm đến là dừng, Khương Hồng Võ sao có thể không rõ mục đích của bọn hắn, an bài luận bàn. Cố ý tạo cơ hội cho Hoàng Kim Sư Tử, dùng, ngoài ý muốn, chụp chết bọn người Khương Uyển Nhi. Sau đó lại tùy tiện nói lời xin lỗi. Nhanh lên, ta cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Song đầu Kim Sư dẫm móng vuốt lên, nhìn chằm chằm bọn người Khương Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi quả quyết cự tuyệt. Thu hồi thương hại của ngươi đi, ta không hầu hạ. Đáy mắt song đầu Kim Sư đại thịnh hung quang, tiểu nữ tử, ngươi dám bất kính với ta. Khương Uyển Nhi khẽ nói, nơi này không phải Trấn Nam Yêu Quốc, ta cũng không phải người hầu của Trấn Nam Yêu Quốc, dựa vào cái gì phải kính ngươi. Song đầu Kim Sư giống to, muốn chết. Khương Uyển Nhi ngẩng đầu rằng co, ngươi giết chết ta thử một chút. Hoàng Kim Sư Vương đi về phía trước hai bước, khí thế kinh khủng tràn ngập quảng trường, Ly Hỏa Thánh Chủ, chúng ta là có ý tốt chỉ giáo, nhưng hình như người của các ngươi không quá cảm kích. Ly Hỏa Thánh Chủ khôi phục tư thái uy nghiêm. Khương Điện Chủ, không được làm mất cấp bậc lễ nghĩa Thánh Địa, không được làm cho Thánh Địa mất mặt. Khương Hồng Võ cũng không phải như Thường Huyền Nghĩa, hắn trực tiếp đứng dậy rằng co, Diêm La Điện từ bỏ khiêu chiến, không cần chỉ giáo. Có lỗi. Phạm Ngọc Thành trầm giọng nói. Ảnh hưởng mối quan hệ giữa Thánh Địa cùng Hoàng Tộc, chính là có lỗi. Khương Hồng Võ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn. Nếu như mối quan hệ là dùng máu thịt tới nuôi dưỡng, ta không hầu hạ. Ngươi muốn giữ gìn, dùng máu của ngươi, dùng thịt của ngươi. Điện chủ Kim Thai Điện đứng dậy, khí thế cường thịnh đè tới phía Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ, chú ý trường hợp, không được làm càn. Nếu như không có việc gì, chúng ta lui xuống trước đi. Các ngươi đều là người quen, từ từ ôn chuyện, người xa lạ như ta đây, cáo từ trước. Khương Hồng Võ chào hỏi bọn người Yến Tranh rời khỏi. Dừng lại. Hoàng Kim Sư Vương giơ lên toàn bộ 5 cái đầu. Thanh âm hùng hậu nặng nề, nương theo yêu khí kinh khủng, bao phủ quảng trường trước đại điện Ly Hỏa. Giờ khắc này, trước cửa Ly Hỏa Thánh Địa, Bách Lý Mạc Yêu đã khiêng đỉnh lô từ trên trời giáng xuống, thanh thế mãnh liệt nhấc lên cuồng phong. Kẻ nào, dám xông vào Ly Hỏa Thánh Địa? Các thủ vệ, đệ tử trấn thủ Thánh Địa khẩn trương quát hỏi. Trong này là Khương Phàm, nhanh cứu người. Bách Lý Mạc Yêu không hiểu rõ Nam Bộ, nhưng Khương Phàm có nói qua. Ly Hỏa Thánh Địa đã quy thuận Thánh Địa Nam Bộ, nơi này còn có phụ thân của Khương Phàm, còn có các thúc bá của hắn. Là ai? Các đệ tử trấn thủ Thánh Môn khó có thể tin. Khương Phàm. Bách Lý Mạc Yêu ôm Khương Phàm từ trong đỉnh lô ra, bộ dáng đẫm máu nhìn thấy mà giật mình, linh văn trên trán đã ảm đạm không ánh sáng, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt. Thật sự là Khương Phàm. Tình huống này là như thế nào? Khuôn mặt các đệ tử trấn thủ có chút động. Nhanh đi. Ngươi chờ, chờ ở đây, đừng xông loạn. Các đệ tử tranh thủ thời gian đi đến bẩm báo.
Chỉ sau chốc lát, một vị trưởng lão trấn thủ ra đón, ngươi là gì của Khương Phàm? Ta là bằng hữu của hắn, chúng ta gặp chuyện ngoài ý muốn, nhanh cứu người. Bách Lý Mạc Yêu nắm tay Khương Phàm, chú ý tình huống kinh mạch. Hắn bây giờ đang rất khẩn trương, mặt mũi trắng bệch. Kinh mạch đối với võ giả mà nói là đều cực kỳ quan trọng, nhất là đối với Khương Phàm. Dù sao tương lai phải trưởng thành đến thần văn, nếu như bởi vì sự ngoài ý muốn này mà ảnh hưởng đến thăng hoa của tương lai, hắn chính là tội nhân của toàn bộ thần triều, trăm lần chết không đền được tội. Sau khi trưởng lão xác định, tranh thủ thời gian trấn an Bách Lý Mạc Yêu. Ngươi trước chờ một lát, ta đi xin phép. Chết tiệt, còn đi xin chỉ thị, trước hết để cho ta đi đến. Bách Lý Mạc Yêu gầm thét. Rất xin lỗi, nơi này là thánh địa, chúng ta cần thông bẩm. Đi mời Khương Hồng Võ. Hắn hẳn là điện chủ Diêm La Điện các ngươi. Đương nhiên, Khương Hồng Võ là điện chủ. Nhưng ngươi nên thành thật chờ lấy. Đáy mắt trưởng lão trấn thủ hiện lên tia dị quang, bước nhanh về tới thánh địa. Bách Lý Mạc Yêu cố nén xúc động, chờ đợi lo lắng. Đám hỗn đản kia rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể tinh chuẩn phục kích bọn hắn, còn có thể di chuyển tức thời vài trăm đến hơn nghìn dặm. Mặc dù hắn có trách nhiệm, nhưng, cái này, chết tiệt, cũng quá đột nhiên, đường đường là niết bàn cảnh, phục kích hải tử. Phong cách kinh ngạc của Nam Bộ lớn như vậy sao? Nam Bộ làm việc không biết xấu hổ như vậy sao? Các đệ tử phía ngoài thánh địa đều cảnh giác hắn, liên tiếp trao đổi ánh mắt, thể hiện vẻ quái dị. Sau đó không lâu, vị trưởng lão trấn thủ kia trở về, còn mang ra một người. Người kia mặc áo đỏ, mang theo mặt nạ, lo lắng, xông lại, ta là đội viên huyết ngục, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta cần cứu người. Bách Lý Mạc Yêu tranh thủ thời gian khiêng đỉnh lô đi qua, huyết ngục, nghe Khương Phàm nói qua, là cận vệ của Khương Hồng Võ. Thánh địa có quý khách tới, điện chủ đang cùng thánh chủ tiếp đãi, tạm thời không tới được. Nhanh, trước mời vào bên trong, người giới thiệu kỹ càng tình huống cho ta, nhìn xem cần đan dược gì. Đội viên huyết ngục dẫn bọn hắn đi đến thánh địa. Ta cũng không biết gặp kẻ địch nào, thương thế hắn rất nặng, khí hải bị thương, cần tạo hóa đan. Bách Lý Mạc Yêu khiêng đỉnh lô đều muốn bay lên. Bọn thủ vệ phía ngoài thánh địa đưa mắt nhìn bọn hắn đi, khóe miệng dần dần câu lên đường cong tà ác. Tên ngu xuẩn này ở đâu ra? Hắn không biết tình huống của Diêm La Điện sao? Hắn không biết phụ trách bảo vệ thánh địa chính là võ cực điện của chúng ta sao? Hắn thậm chí ngay cả huyết ngục cũng chưa nhận ra được. Địch anh giả y như thật vậy. Chúng ta một mực chờ đợi Khương Phàm tới, đã sớm chuẩn bị tốt sân nhỏ, chính là chỗ này. Địch anh mang theo Bách Lý Mạc Yêu đến chỗ ở của hắn. Bách Lý Mạc Yêu phóng đỉnh lô tới bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí ôm Khương Phàm vào phòng, đặt lên trên giường. Ta đi gọi người. Địch anh vội vàng muốn rời khỏi, lại cố ý đứng ở cửa, quay đầu lại hỏi Bách Lý Mạc Yêu. Tha thứ ta mạo muội, ta để ngươi đơn độc ở chỗ này, có thể yên tâm không? Đương nhiên có thể, là ta được hắn mang tới. Rốt cuộc ngươi là ai? Khương Phàm gặp cái gì? Có thể hay không nói đơn giản cho ta một chút, ta thấy tình huống của Khương Phàm rất nghiêm trọng, ta muốn trực tiếp đi tìm Khương Hồng Võ điện chủ. Ta là bằng hữu của hắn, chúng ta gặp phải phục kích, ngươi tranh thủ thời gian đi nhanh đi. Cảnh giới của ngươi hẳn là đến niết bàn cảnh, ai có thể phục kích ngươi? Nhanh đi lấy đan dược. Bách Lý Mạc Yêu gầm thét. Ngươi chờ một lát. Địch anh làm bộ gấp gáp rời phòng, nhưng không phải đi tìm Khương Hồng Võ, mà là lão điện chủ Phạm Thiên Quân. Bách Lý Mạc Yêu ép buộc mình tỉnh táo lại, cẩn thận dò xét toàn diện tình huống của Khương Phàm. Khương Phàm máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, nhưng thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng, đã bắt đầu khép lại chữa trị, linh hồn cũng rất ổn định, không có nhận tổn thương. Cái này khiến Bách Lý Mạc Yêu thở phào đồng thời lại cảm thấy vô cùng kỳ quái, tấn công mãnh liệt như vậy, cho dù là có đỉnh lô ngăn cản, Khương Phàm cũng có thể bị chấn vỡ. Nhưng Khương Phàm vậy mà lại rất tốt mà. Đây quả thực là kỳ tích. Tuy nhiên, kinh mạch tổn thương vô cùng nguy hiểm, khí hải bị phá thành mảnh nhỏ, linh nguyên đã bắt đầu yên lặng. Tình huống nguy cấp. Tiểu chủ, cố chịu đựng, chúng ta đã tới Ly Hỏa Thánh Địa. Đan dược rất nhanh sẽ đến thôi. Bách Lý Mạc Yêu ngồi xuống, tùy ý nhìn gian phòng một chút. Lúc đầu không chút để ý, thế nhưng, lông mày của hắn hơi nhíu lại nhìn bố trí trong phòng. Nơi này là gian phòng sớm chuẩn bị cho Khương Phàm. Rõ ràng là đã có người ở. Lông mày Bách Lý Mạc Yêu càng nhăn càng chặt, ánh mắt càng lăng lệ.
làm sát thủ tính cảnh giác cũng chậm chậm khôi phục. Hắn cẩn thận hồi tưởng tình huống trước và sau khi tiến vào thánh địa, cùng tiến quá trình tới chỗ này, càng nghĩ càng cảm giác không đúng sức lực. Bách Lý Mạc Yêu không muốn loạn hoài nghi, nhưng cũng không dám lại thư giãn. Cổ của hắn vặn vẹo, một đôi mắt ở sau gáy mở ra, xuyên thấu qua tóc dài rậm rạp, nhìn xung quanh gian phòng. Ngay sau đó, song thứ hai, song thứ ba, song thứ tư. Tám đôi mắt phân biệt xuất hiện ở các nơi trên đầu của hắn, tầm mắt đang mở hí, tinh mang rạng rỡ, đồng thời có thể quan sát từng phương vị, không có bất kỳ góc chết nào. Sau đó không lâu, Phạm Thiên Quân từ bên ngoài tranh thủ thời gian đến, vào cửa trước đó cố ý lo lắng. Nghị Nhi đâu? Phạm Thiên Quân bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Ngươi là? Bách Lý Mạc Yêu nhìn lão nhân tóc trắng phơ, Khương Hồng Võ. Hay là gia gia Khương Phàm? Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Ngươi là ai? Phạm Thiên Quân ra vẻ tức giận chất vấn. Ta là bằng hữu của hắn. Vì sao hắn lại bị thương thành như thế này? Phạm Thiên Quân bước nhanh đi đến bên giường, sờ lên tay Khương Phàm dò xét, trên mặt rất nhanh hiện ra thể hiện tức giận, trong lòng càng âm thầm vui mừng, tiểu tử này lại bị phế đi, ông trời đã mở mắt rồi. Ta đều đã nói rồi rất nhiều lần rồi, chúng ta gặp phục kích. Đan dược đâu, hắn cần tạo hóa đan. Ngươi gấp cái gì, tạo hóa đan trong đan đỉnh điện, cách nơi này mấy chục dặm, nói đến là đến. Vậy còn không mau đi lấy. Làm càn. Ngươi biết ta là ai không? Địch Anh ở bên cạnh nói. Trước tiên đừng kích động, đã phái người đi lấy. Phạm Thiên Quân đưa tay muốn ôm Khương Phàm lên, ta dẫn hắn rời khỏi trước. Bách Lý Mạc Yêu tranh thủ thời gian ngăn lại, đi đâu? Ly Hỏa Thánh Địa có linh trì sinh linh đặc thù, trước tiên phải ngâm hắn vào đó. Phạm Thiên Quân ôm lấy Khương Phàm, bước nhanh rời khỏi. Bách Lý Mạc Yêu lập tức muốn theo sau, lại bị ngăn cản. Ta rất cảm tạ người đưa Nghị Nhi tới, nhưng ta không biết ngươi là ai, cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nơi ta muốn dẫn hắn đi lại là cấm địa của Ly Hỏa Thánh Địa, hy vọng ngươi tạm thời ở lại nơi này. Ta nhất định phải đi theo. Hy vọng ngươi có thể thông cảm cho chúng ta, cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng quy củ Thánh Địa. Địch Anh, ở lại bồi tiếp hắn. Phạm Thiên Quân cưỡng ép ôm Khương Phàm rời khỏi. Ta nhìn ngươi cũng đã mệt mỏi, trước tiên hãy ở lại nghỉ ngơi. Ta vừa vặn cũng cần hỏi ngươi mấy vấn đề. Địch Anh giữ chặt Bách Lý Mạc Yêu. Hắn là ai? Ngươi thật không biết hay là giả vờ không biết? Tới đây, ngồi xuống trước. Bách Lý Mạc Yêu không tiếp tục kiên trì. Ngươi nói nơi này là gian phòng chuẩn bị cho Khương Phàm. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn đang chờ hắn tới. Ngươi là đội viên huyết ngục. Ngươi không biết ta, công tử thì biết ta. Địch Anh nhìn Bách Lý Mạc Yêu đang đánh giá gian phòng. Thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ đổ chút thuốc phấn vào trong bình nước, nhẹ nhàng nhoáng một cái, rót nước cho hắn, trước uống ngụm nước, nước trong thánh địa đều ngâm dược dịch đặc chất, có thể định thần tĩnh khí. Bách Lý Mạc Yêu ngồi xuống, cầm lấy chén nước, lại hỏi Địch Anh, Khương Phàm nói qua, huyết ngục các ngươi sẽ có người tiếp ứng tại Hoang Mãng Nguyên, vì sao không có đi? Con mắt Địch Anh loạn lay động. Có chuyện này, có thể là điện chủ bận quá, quên đi. Chúng ta vừa mới tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa không bao lâu, cần tiếp nhận cùng thích ứng chuyện nhiều lắm. Bách Lý Mạc Yêu lại hỏi. Nửa tháng trước kia, rõ ràng là huyết ngục đã đến đúng giờ. Vậy mà lần này lại quên rồi. Nửa tháng lần kia, là như vậy, Chúng ta hành động đều là nghe theo điện chủ an bài. Lần trước, điện chủ tự mình phân phó, chúng ta đã đi qua, lần này. Địch Anh đang nghĩ ngợi ứng phó, Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên lên tay. Một tay bóp lấy cổ của hắn, trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn, cẩu vật, ngươi đùa bỡn ta. Địch Anh kinh sợ. Ngươi làm gì, ta là đội viên huyết ngục, ta là huynh đệ của Khương Hồng Võ. Bách Lý Mạc Yêu bóp lấy cổ của hắn nện ở trên bàn, quơ lấy ấm nước bên cạnh, rót hết nước bên trong vào trong miệng hắn. Không đợi Địch Anh kêu rên, lập tức kéo lấy hắn phá tan cửa phòng xông ra ngoài. Phạm Thiên Quân ôm Khương Phàm chạy đến trong rừng cây dưới núi. Vừa cẩn thận kiểm tra tình huống khắp người Khương Phàm, thuận tiện lại xác định ra đây có phải là Khương Phàm hay không. Đan điền đều nát, lại còn có thể còn sống, mệnh quá cứng rắn. Phạm Thiên Quân nhếch miệng lên nhe răng cười, giơ lên một quyền, hung hăng đánh xuống đan điền Khương Phàm. Bổ sung vài quyền trước, đánh vỡ hoàn toàn khí hải, ngay cả chữa trị cơ hội đều không có. Lại đánh rách tả tơi đầu Khương Phàm, tổn thương ý thức cùng linh hồn.
làm một kẻ nửa chết nửa sống, chờ cứu lại cũng là phế vật. Để cho thiên tài như ngươi không thể nào phách lối được nữa. Ta để cho tương lai ngươi sống không bằng chết. Nhưng, thời điểm nắm đấm của hắn phải rơi vào đan điền Khương Phàm, khóe mắt đột nhiên liếc qua liếc thấy kim quang hừng hực đột nhiên từ đỉnh núi dâng lên, nhanh chóng lao xuống nơi này. Lão tặc, ngươi đang làm gì? Bách Lý Mạc Yêu từ trên trời giáng xuống, trong tay bóp lấy địch anh, toàn thân đầy dẫy hung quang. Ta đang. Trong lòng Phạm Thiên Quân lắc một cái, đây là khí tức gì? Đang làm gì? Bách Lý Mạc Yêu dữ tợn, hình thể đột nhiên tăng vọt cao đến 5 mét, gương mặt dữ tợn, nắm lấy địch anh nhét vào trong miệng. Răng rắc một tiếng, máu tươi vẩy ra, đầu hắn nhoáng một cái, sống sờ sờ kéo xuống một cánh tay, miệng lớn nhấm nuốt, trong mắt gắt gao trở lấy Phạm Thiên Quân. Tràng diện hung tàn, nhìn thấy mà run rẩy. A, à, cứu ta, Phạm Điện Chủ cứu ta. Địch anh kinh hồn thét lên, đau đớn dẫy giụa. Hắn đang ăn ta, hắn đang ăn ta. Ngươi đang, làm gì? Bách Lý Mạc tức giận càng cảm thấy khuất nhục. Hắn ở phương Bắc đường đường là huyết sát, giết vô số người, hung danh hiển hách. Kết quả vừa mới đến phương Nam, thiếu chút nữa đã hại chết chủ tử. Thật vất vả mới tìm tới nơi cứu người. Kết quả lại có người muốn hại chết chủ tử của hắn, hắn cảm giác mình tựa như một kẻ ngu ngốc. Nam Bộ, mẹ kiếp, tất cả đều là kẻ địch sao? Người người nhìn thấy tiểu chủ nhà hắn đều muốn giết chết sao? Tiểu chủ làm sao có thể ở đây được? Phạm Thiên Quân bừng tỉnh, giận dữ quát mắng, làm càn. Nơi này là Ly Hỏa Thánh Địa, người không được dương oai. Ta đang hỏi, người đang làm gì? Bách Lý Mạc Yêu gầm thét như sấm, bắt lấy địch anh. Nhét toàn bộ vào trong miệng, răng rắc nhấm nuốt, máu tươi vẩy ra, bạch cốt vẩy xuống. Địch anh đau đớn dẫy giụa, điên cuồng phản kích, nhưng ở trước mặt Bách Lý Mạc Yêu hắn tựa như một con chuột bị bắt ăn, rất nhanh đã bị ăn sống. Ngươi, ngươi! Phạm Thiên Quân quay người liền muốn chụp chết Khương Phàm. Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên phát ra một tiếng thét tức giận, huyết nhục toàn thân vặn vẹo, kim quang bạo động, yêu khí sôi trào. Hắn đang hóa thân thành cửu đầu kim điêu. Bên trong khí lãng phát ra ánh sáng mãnh liệt, hình thể tăng vọt đến vài trăm mét. Cuồng phong gào thét, yêu khí cuồn cuộn, Phạm Thiên Quân bị hất bay. Bách Lý Mạc Yêu dương cánh gầm thét, âm thanh đoạn dãy núi hơn trăm dặm, phảng phất không gian đều bò khai vết nứt. Hắn vỗ cánh bạo kích, móng vuốt bén nhọn hung hăng chộp tới Phạm Thiên Quân. Nơi này là Ly Hỏa Thánh Địa, người không được làm càn. Phạm Thiên Quân ở giữa không trung cực lực khống chế thân thể. Mặc dù đã già nhưng bá khí vẫn như cũ, hắn nhìn hằm hằm Bách Lý Mạc Yêu, đao văn trên trán lập tức thức tỉnh. Đây không phải đao văn bình thường, mà là cự đao được khí tức sơn hà bao quanh. Ầm ầm, thiên kinh địa động, dãy núi lay động. Phạm Thiên Quân đưa hai tay về phía trước rồi nắm lại, một thanh đao lớn thành hình, khí tức sơn hà cuồn cuộn, như đang cầm một mảnh sơn lĩnh uốn lượn. Khí thế bằng bạc, uy áp thiên địa. Mảng lớn sơn lĩnh xung quanh ầm vang vỡ nát. Bị áp sập. Đao khí dâng lên, cự đao hoành không, nặng nề vô biên nhưng lại có khí tức sắc bén phá diệt vạn vật. Nhưng, oanh, cửu đầu kim điêu ở đối diện va chạm, cự đao cường hãn bị vỡ nát ngay tại chỗ, không có bất kỳ lo lắng gì. Cửu đầu kim điêu yêu dương cánh vỗ mạnh, một cái móng vuốt bắt lấy Phạm Thiên Quân, kim quang bạo động trong móng vuốt, giống như phiến lôi chỉ đang cuồn cuộn, Phạm Thiên Quân bị đánh máu thịt be bét, kêu gào thảm thiết. Đột nhiên kịch biến oanh động cả dãy núi, kinh động trưởng lão, đệ tử ở các nơi, cũng kinh đến đại điện Ly Hỏa ở mấy chục dặm bên ngoài. Bọn người Khương Hồng Võ bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày ngắm nhìn kim quang cuồn cuộn như biển lớn nơi xa, một con cửu đầu kim điêu to lớn ở nơi đó đang tức giận gáy to, hung uy cuồn cuộn, âm thanh rung động thiên địa. Khí tức thật mạnh. Bọn người Yến Tranh âm thầm kinh hồn, cho dù cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được kia khí tức hung liệt. Ai dám đến Ly Hỏa Thánh Địa ta làm càn? Ly Hỏa Thánh chủ giận dữ đứng dậy, tự mình vọt tới. Điện chủ các điện theo sát phía sau, liên tiếp kích phát linh văn, triệu ra vũ khí. Khương Hồng Võ, ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ người đâu? Chết ở đâu rồi? Khương Hồng Võ, mẹ kiếp, người đã chết rồi sao? Chín cái đầu của Bách Lý Mạc Yêu gầm thét, kim quang đầy trời, yêu khí kinh khủng, thanh chiều chói tai, khuấy động trời cao. Bao phủ các dãy núi. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Phạm Thiên Quân giống như bị giam trong lồng giam, bị hào quang màu vàng bạo kích, huyết nhục văng tung tóe, đau đớn kêu rên. Hắn là điện chủ Diêm La Điện Thoái Ẩn,
hơn nửa đời người cao ngạo cường thế, phong quang vô hạn, chưa từng nhận qua đau đớn cùng khuất nhục như vậy. Khương Hồng Võ, còn sống không? Tới đây cho ta. Bách Lý Mạc Yêu gắt gao khống chế Phạm Thiên Quân, chín đầu hét lớn, song âm bén nhọn giống như là lôi đình vạn trượng, xé rách trường không. Làm càn, ngươi biết đây là nơi nào không? Thả Phạm Thiên Quân cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ là người đầu tiên chạy tới nơi này, chấn kinh lại tức giận. Chết tiệt, tên điên này ở đâu ra? Tại sao hắn lại đến đây? Buông Phạm Thiên Quân xuống, nếu không nghiêm trị không tha. Phạm Ngọc Thành theo sát lấy đuổi tới, hồi hộp trước uy thế cường đại tràn ngập đất trời, cũng tức giận với tình huống trước mắt. Võ Cực Điện bọn hắn phụ trách trấn thủ thánh địa, sao lại tùy tiện để một cường giả niết bàn cảnh vào đến đây được? Nếu thật là làm lớn chuyện, hắn chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Khương Hồng Võ đâu? Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Sống, thật, Bách Lý Mạc Yêu tiếp tục hét lớn, chỉ chờ Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ dừng ở nơi xa, không có tùy tiện xuất hiện. Bọn hắn không rõ tình huống, càng không nhận ra cự yêu đáng sợ này. Lúc này, một nam tử gầy còm chậm rãi lại tới đây, ánh mắt quái dị nhìn lên bầu trời. Đại Bính, tới đây. Yến Tranh ở phía xa la lên. Hoàng Đại Bính, trên cổ có treo bánh nướng nặng nề khô nứt, ép tới cổ cũng hơi buông thõng. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, nhìn thấu kim quang đầy trời, tập trung vào một cái móng vuốt trong đó, ở trong đó có một thân thể đẫm máu đang nằm. Trong thức hải, Thương Vương thức tỉnh, trầm giọng nói nhỏ. Ngô Hoàng! Đại Bính, tới đây! Yến Tranh hô to, thất thần làm gì, tên cự yêu này khí thế hung hung, nhìn không phải loại lương thiện. Uy, ngươi, chính là ngươi, buông hắn xuống. Giọng Hoàng Đại Bính không lớn, lại vô cùng một ngạt. Bách Lý Mạc Yêu từ trên cao quan sát xuống, ngươi là Khương Hồng Võ. Hoàng Đại Bính dùng sức bẻ bẻ cổ, toàn thân hài cốt kịch liệt nhúc nhích, phát ra lốp bốp giòn vang. Bách Lý Mạc Yêu không hiểu mà cảnh giác, vậy mà lại cảm thấy bị uy hiếp, chín cái đầu của hắn toàn bộ tập trung vào tên gia hỏa gầy gò này, đáy mắt lấp lóe hung quang. Hắn, buông xuống. Giọng Hoàng Đại Bính đột nhiên vang dội, toàn thân dâng lên khí lãng kinh khủng, như lũ quét, như gió lốc, thanh thế to lớn. Cơ thể hắn kịch liệt tăng vọt, từ mười mấy mét đến mấy chục mét, lại đến trăm mét, cho đến hơn 200 mét. Huyết khí sôi trào, sát khí ngập trời. Hoàng Đại Bính thay đổi hoàn toàn, giống như một dã man cự thú, đạp tan mặt đất, bay thẳng lên trời. Dãy núi bạo động, vô số trưởng lão, đệ tử quá sợ hãi. Đây là quái vật gì? Đây lại là võ pháp gì? Ngay cả điện chủ Đan Đỉnh Điện đều kinh sợ. Mặc dù đã nghe nói Hoàng Đại Bính có gì đó quái lạ, có thể biến thành người khổng lồ, nhưng khi tận nhìn thấy, vẫn bị khí thế kinh khủng kia làm cho kinh hãi. Ầm ầm, hồng hoang phủ phá thể mà ra, một khí thế khủng bố kinh phá càn khôn khuấy động bầu trời, quét sạch trăm dặm núi bụi tại Ly Hỏa Thánh Địa, lại lần nữa kinh động tất cả mọi người. Ngay cả Hoàng Kim Sư Vương dừng ở xa xa đều gắt gao tiếp cận hắn, cảm nhận được áp bách hít thở không thông. Đây là vũ khí gì? Sắc mặt Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên biến đổi, một cái móng vuốt bảo hộ Khương Phàm, một cái móng vuốt vây chết Phạm Thiên Quân, chín cái đầu của hắn gáy to sắc nhọn, ánh sáng hừng hực tăng vọt trong nháy mắt, lướt qua toàn thân, trùng kích đầu lâu, hóa thành chín đoạn ánh sáng hủy diệt, đánh rách tả tơi không gian, cuồng kích hồng hoang phủ. Hoàng Đại Bính dữ tợn, tiếng giống như sấm, nâng hồng hoang phủ bổ ra một đòn kinh thiên động địa. Thiên Nô Chi Vương bên trong hồng hoang phủ thức tỉnh hồn khí. Tự mình kích phát khí thức hồng hoang, quét sạch toàn thân Hoàng Đại Bính, trùng kích hồng hoang phủ. Thái Thản huyết mạch kinh khủng ở chỗ chính là bọn hắn có được thân thể cường đại không gì sánh kịp, danh xưng tuyệt thế chiến khu, thiên địa khó táng, cho nên bọn hắn có thể tiếp nhận lực lượng cường đại vượt xa cảnh giới, bọn hắn cũng nhất định có thể huy động võ pháp người thường dùng để vận dụng vũ khí cường đại. Ầm ầm, tiếng vang kinh khủng oanh minh thiên địa, phá toái mây mù đầy trời. Chín đoạn ánh sáng theo đó mà dừng lại, toàn diện kéo căng ra tán loạn. Hoàng Đại Bính giống như thiên thạch to lớn đánh tới núi cao xa xa, sau khi liên tục oanh minh, liên tiếp phá tan năm ngọn núi cao, chôn ở trong phế tích. Chết tiệt, hắn là quái vật gì? Bách Lý Mạc Yêu quá sợ hãi, cảnh giới của tên quái vật này ít nhất phải kém hắn tam trọng thiên, vậy mà có thể chống đỡ được thế công của hắn. Giống. Phế tích nổ tung, đá vụn bắn tung trời. Hoàng Đại Bính máu me be bét khắp người, lại tăng vọt chiến ý, giống như là thiên thần, đạp không phóng tới, lần nữa vung đánh hồng hoang phủ,
ngang nhiên lao đến Bách Lý Mạc Yêu. Bách Lý Mạc Yêu kịch liệt gáy to, một khí tức cường đại làm cho người ta phải hồi hộp khuấy động cả vùng đất trời này. Trong chớp mắt, màn trời cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, giống như tất cả mọi người đột nhiên bị kéo đến bên trong không gian quỷ dị. Vặn vẹo hoắc loạn, lít nha lít nhít thân ảnh kim điêu trải rộng giữa đất trời, có đến cả hàng vạn, rung động lòng người. Mỗi thân ảnh đều chân thực lại mạnh mẽ, giống như hoàng kim đổ bê tông, ánh mắt bọn chúng lạnh đến thấu xương, phảng phất có thể nhìn thấu cả linh hồn. Giết! Bách Lý Mạc Yêu gáy to giữa trời cao, mấy vạn kim điêu cùng kêu gào, thanh âm thanh chiều bén nhọn chói tai nhức óc, vô số trưởng lão đệ tử ở khắp nơi trên các dãy núi ôm đầu quỳ xuống đất, đau đớn thảm thiết. Có một số miệng mũi chảy máu, có một số lại chết ngay tại chỗ. Mấy vạn hư ảnh kịch liệt xoay chuyển, tràn ngập đất trời. Phảng phất không gian đều đang nhấc lên gợn sóng, tràng cảnh vô cùng rung động, chiến kỹ kinh khủng. Hoàng Đại Bính lại phát ra chiến ý ngập trời, không sợ hãi, nhận lấy năng lượng khủng bố bên trong Hồng Hoang phủ, chỉ lên trời một kích, chấn động càn khôn, hồi hộp bát hoang. Thương Thiên Diệt, Luân Hồi Đoạn, ầm ầm. Hồng Hoang phủ trùng kích kinh khủng, giống như chấn vỡ cả vùng không gian, tiếng nổ vang kịch liệt nương theo tiếng tạch tạch chói tai, hư ảnh khắp trời đều diệt vong. Nhưng hư ảnh vừa mới lui tán, Bách Lý Mạc Yêu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, song chảo nắm lấy Khương Phàm cùng Phạm Thiên Quân, không thể nào dùng linh tinh, nhưng chín đầu đều thét lên, thân thể cao lớn xoay tròn, giống như là thiên thạch hung hăng đâm vào trên thân Hoàng Đại Bính. Hoàng Đại Bính run rẩy, huyết thủy phun ra, lại lần nữa rơi xuống mặt đất, Hồng Hoang phủ đều suýt chút nữa đã rời khỏi tay. Chênh lệch cảnh giới cuối cùng vẫn quá lớn. Dừng tay, ta chính là Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ nâng đao phóng lên trời, quả quyết chặn đường tại Bách Lý Mạc Yêu ngay ở phía trước. Bách Lý Mạc Yêu phát ra sát khí lạnh thấu xương, chín cái đầu mạnh mẽ lay động, thân thể cao lớn mang đến uy thế kinh khủng. Ngươi là Khương Hồng Võ từ Lang Gia Hoàng Triều tới. Đúng vậy. Ngươi có một đứa con nuôi tên Khương Phàm. Đúng vậy. Ngươi có cái gì chứng cứ? Hắn chính là Khương Hồng Võ. Bọn người Yến Tranh dứt khoát trả lời, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Đáy mắt Bách Lý Mạc Yêu lấp lóe cường quang, gắt gao tiếp cận Khương Hồng Võ. Ngươi có nguyện ý cứu hắn hay không? Khương Hồng Võ chống đỡ hùng uy khủng bố tràn ngập đất trời, khí huyết cuồn cuộn, thân thể run rẩy. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao? Ngươi có nguyện ý cứu hắn hay không? Bách Lý Mạc Yêu nhấc móng vuốt lên, đưa Khương Phàm đến trước mặt hắn. Nghị Nhi. Sắc mặt Khương Hồng Võ đại biến. Nghị Nhi. Bọn người Yến Tranh lập tức nhận ra người này, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta hỏi lần nữa, có cứu hay không? Giao Nghị Nhi cho ta, bất kỳ điều kiện gì tùy ngươi mở. Khương Hồng Võ lo lắng lại tức giận, không phải Vô Hồi Thánh Chủ nói Khương Phàm đi phương Bắc sao, làm sao lại rơi xuống trong tay đại yêu này? Cho ta tạo hóa đan. Bách Lý Mạc Yêu gáy to, sốt ruột lại tức giận. Hoàng Đại Bính mang theo Hồng Hoang Phủ xông lại, máu me khắp người, khí tức cuồng dã. Năng lượng Hồng Hoang phủ không ngừng liên tục đánh thẳng vào thân thể cao lớn của hắn, giao phó hắn thực lực càng kinh khủng hơn, hắn, cho ta. Trước khi hắn tỉnh lại, ai cũng đừng nghĩ sẽ được đến gần, cho ta đan dược. Ta muốn cứu hắn, Bách Lý Mạc Yêu chiếm cứ trời cao. Ngươi muốn cứu hắn. Nói nhảm, cứu hắn cứu hắn cứu hắn. Bách Lý Mạc Yêu sắp chịu đủ. Trước tiên giao Phạm Thiên Quân. Phạm Ngọc Thành vừa muốn hô to. Kết quả Bách Lý Mạc Yêu lại vung Phạm Thiên Quân lên trực tiếp ném vào trong miệng. Đan dược, nếu không ta ăn hắn. Bách Lý Mạc Yêu gầm thét. Bọn người Phạm Ngọc Thành nhanh chóng ngậm miệng, sợ hắn ăn thật. Nhanh đi lấy đan dược. Khương Hồng Võ lập tức thúc giục. Khoan đã, Khương Hồng Võ. Điện chủ Đan Đỉnh Điện ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, Khương Hồng Võ nơi đó tức giận gào thét. Chậm bà ngươi, Hoàng Đại Bính, đi lấy cho ta. Khương Hồng Võ, ngươi chớ có làm càn. Điện chủ Đan Đỉnh Điện thẹn quá hóa giận, vừa muốn quát tháo, Hoàng Đại Bính mang đã theo Hồng Hoang phủ sông về tổ địa Ly Hỏa Thánh Địa. Điện chủ Võ Cực Điện, Phạm Ngọc Thành lập tức nhấc lên liệt diễm, cưỡng ép chặn đánh, đan dược thánh địa, chỉ có thể do thánh chủ phân phối, các ngươi không có quyền dây vào. Đan dược ở đâu? Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên sông về sâu trong thánh địa. Hắn không có thời gian trì hoãn. Thánh địa không cho. Tự hắn sẽ đi lấy, ngăn hắn lại cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ tức giận ra lệnh, thánh địa là nơi nào, thánh chủ hắn là người nào. Điện chủ Xích Diễm Điện,
điện chủ Đan Đỉnh Điện, điện chủ Kim Thai Điện, điện chủ Thiên Nguyên Điện, các đại điện chủ xuất lĩnh phó điện chủ toàn bộ bay lên không. Mặc dù bọn hắn đa số đều là luyện đan sư, nhưng cảnh giới còn đó, đối với khống chế năng lượng là cực kỳ cường hãn. Thoáng chốc, cả mảnh trời đều lâm vào hỗn loạn. Nhưng, Bách Lý Mạc Yêu đột nhiên một thể hóa thành chín thân, vung ra bể bộn vết tích, vượt qua tất cả mọi người. Cái gì? Bọn người Phạm Ngọc Thành hơi biến sắc, quả quyết muốn quay người chặn đánh. Nhưng, không chờ bọn hắn xoay người lại, chín vị Bách Lý Mạc Yêu đã sượt qua người bỗng nhiên dừng lại, sôi trào lên kim quang đầy trời, ngưng tụ thành 108.000 sợi quang vũ. Chém! Bách Lý Mạc Yêu hét lên đầy giận dữ, 108.000 sợi quang vũ bạo kích trong nháy mắt, giống như biển động sôi trào, phấp phới giữa trời cao, hoành kích tám phương, toàn bộ che mất cường giả các điện. Điện chủ các điện thổ huyết tung bay, số lượng lớn cường giả bị xuyên thấu thành tổ ong, kêu thảm bay ra ngoài. Gương mặt Khương Hồng Võ có phản ứng, lập tức hô to. Đan dược tại Đan Đỉnh Điện, phía chính bắc, tòa màu tím kia. Tốc độ của Bách Lý Mạc Yêu nhanh kinh người, giống như chín viên thiên thạch màu vàng, xẹt qua bầu trời, bay thẳng đến Đan Đỉnh Điện cách đó mấy chục dặm. Chín thân ảnh liên tiếp va chạm, xông làm một thể, khí thế tăng vọt, đằng đằng sát khí, phá tan đại điện. Trong điện, các đệ tử và trưởng lão quá sợ hãi, nhưng không đợi ra tay đã bị ngàn sợi kim quang chôn vùi. Khi bọn người Ly Hỏa Thánh Chủ chạy đến, Bách Lý Mạc Yêu đã biến thành cửu đầu kim điêu toàn bộ đặt ở bên trên bảo điện rộng rãi, dương cánh hơn 200 mét, chín cái đầu cuồng bạo gáy to, mình mông kim quang giống như đại dương bạo động, ai dám tới gần. Ta hủy bảo điện của các ngươi. Ngươi dám hủy Đan Đỉnh Điện, cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi Ly Hỏa Thánh Địa. Mở ra pháp trận, phong bế thánh địa cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ lo lắng đuổi tới, khiếp sợ trước thực lực cường đại của cửu đầu kim điêu, càng tức giận với tình cảnh trước mắt. Nơi này chính là thánh địa, chưa từng có ai dám làm càn qua như vậy. Liền xem như năm đó Vô Hồi Thánh Chủ tiến đến phá hư, cũng đều là làm bộ làm tịch. Vậy mà tên cự yêu này cũng dám ở chỗ này hoành hành phá hư. Nhanh mở ra pháp trận. Phong cấm toàn diện thánh địa. Nhanh nhanh nhanh, đều chạy cho ta. Điện chủ các điện mặc dù tức giận, nhưng thật sự không có kinh nghiệm chiến đấu. Điện chủ tân nhiệm của Võ Cực Điện lại là vừa tới niết bàn cảnh. Bọn hắn e ngại cửu đầu kim điêu, chỉ có thể tổ chức nhân thủ mở ra pháp trận, vây khốn trước rồi lại nói. Thánh chủ, người muốn bắt rùa trong hũ, không sợ hắn cho ngươi đến trong đó nở hoa, hủy thánh địa. Hoàng Kim Sư Vương từ đằng xa đi tới, im lặng đối với bọn luyện đan sư này, đây là kinh nghiệm không đủ, hay là trí thông minh có thiếu hụt. Cự yêu kia đều đã xông vào trong nhà, người còn muốn đóng cửa. Còn xin yêu vương ra tay. Bắt kim điêu kia lại cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ lập tức thỉnh cầu. Ta có thể bắt hắn, nhưng ngươi có thể chịu đựng nổi cái giá phải trả không? Ngươi muốn điều kiện gì? Ý của ta là, nếu ta ra tay, hắn tất nhiên hủy Đan Đỉnh Điện của ngươi. Ta muốn cùng hắn đánh nhau, 3 năm hiệp đã có thể hủy nửa bên thánh địa của ngươi. Sắc mặt Ly Hỏa Thánh Chủ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Đan Đỉnh Điện, ở trong đó trưng bày lấy số lượng đan dược khổng lồ. Còn có các loại đan thuật quý giá, nếu như bị hủy, hắn chính là tội nhân của Ly Hỏa Thánh Địa. Hoàng Kim Sư Vương nói. Thánh chủ hãy tỉnh táo trước, ta thấy hắn chỉ là muốn đan dược mà thôi, trước tiên hãy ổn định lại rồi nói. Tỉnh táo, ta có thể tỉnh táo lại sao? Ly Hỏa Thánh Chủ chau mày, căm tức nhìn cự yêu đang nằm sấp trên Đan Đỉnh Điện kia. Hắn bởi vì bị Tổ Sơn thẩm phán, hoang mãng nguyên loạn cục, lực uy tín đã nhận phải chất vấn. Thật vất vả mới mời Hoàng Kim Sư Vương đến được, chuẩn bị trấn nhiếp nội bộ thánh địa, lại ổn thỏa xử trí Thường Huyền Nghĩa cùng Khương Hồng Võ. Chính là mong mỏi có thể khống cục diện, kết quả, ngược lại thì tốt rồi, một tên cự yêu lại đột nhiên xông đến thánh địa, hoành hành bá đạo, tùy ý phá hư, còn giết hại và làm bị thương các trưởng lão, đệ tử. Mà, Khương Phàm, lại có liên quan cùng Khương Phàm. Nhớ tới tên kia, Ly Hỏa Thánh Địa đã có loại xúc động muốn mắng chửi người. Khốn kiếp, đời trước ta giết cả nhà hắn sao, tại sao đời này lại đến tai họa cho ta như thế? Rốt cuộc ngươi là ai? Bọn người Khương Hồng Võ rất khẩn trương, cự yêu này rốt cuộc là địch hay bạn, tình huống của Khương Phàm lại là thế nào? Bằng hữu Khương Phàm, chín cái đầu kêu lên, âm thanh rung động trời cao, thân thể cao lớn đang sôi trào quang hải màu vàng, vừa rung động vừa kinh khủng, uy hiếp tất cả mọi người ở toàn trường. Thật sự là bằng hữu sao?
Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ khiếp sợ che miệng nhỏ, Khương Phàm lại có thể kết giao đến đại yêu khủng bố như vậy. Khương Hồng Võ lại hỏi, là ai bị thương hắn? Đợi lát nữa lại nói. Bây giờ Bách Lý Mạc Yêu chỉ mong Khương Phàm khôi phục nhanh lên. Có thể cho ta vào xem không? Khương Uyển Nhi cả gan hướng về phía trước, chính hắn sẽ ra ngoài. Bây giờ Bách Lý Mạc Yêu ai hắn cũng không tin. Phạm Ngọc Thành lập tức nói. Khương Hồng Võ, nó là tới tìm ngươi, nhìn tổn thất hắn tạo thành, nhìn hắn mang tới phá hư, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Khương Hồng Võ phản kích. Diêm La Điện phụ trách hình luật nội bộ, săn giết ngoại bộ, Võ Cực Điện phụ trách thủ vệ thánh địa, bảo hộ an toàn các điện chủ. Ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi thấy thế nào? Tạo thành phá hư lớn như vậy, nên vấn trách Võ Cực Điện. Phạm Ngọc Thành tức giận cười. Khẳng định là hắn cố xông vào, người của ta sao có thể ngăn được loại đại yêu này? Khương Hồng Võ phân phó. Mang người trấn giữ cửa tới cho ta, hỏi rõ ràng. Phạm Ngọc Thành nhắc nhở, không phải mang, là mời. Bên trong đan đỉnh điện, sau khi Khương Phàm ăn vào tạo hóa đan, kinh mạch phá toái rất nhanh bắt đầu khôi phục. Bọn chúng giao hòa với nhau, dần dần trở lại bình thường, cũng một lần nữa quấn quanh cùng mạch. Mạch máu thả ra khí tức sinh mệnh cùng tác dụng dược hiệu, tăng tốc với dung hợp kinh mạch. Sau đó không lâu, dược hiệu thẩm thấu đến khí hải, linh nguyên đang yên lặng dần tỉnh lại, điều dưỡng đan điền bị phá toái. Tiểu chủ, ngài đã tỉnh. Bách Lý Mạc Yêu phát giác được tình huống bên trong, lập tức khôi phục lại hình người, kéo lấy Phạm Thiên Quân nửa sống nửa chết, về tới trong đại điện. Nơi này là nơi nào? Khương Phàm chống người lên, nhìn xung quanh đại điện rộng rãi. Đan đỉnh điện của Ly Hỏa Thánh Địa, khí hải ngài bị thương, vừa dùng tạo hóa đan, trước tiên đừng kích thích linh lực. Bách Lý Mạc Yêu sờ lấy tay Khương Phàm, dò xét tình huống thân thể. Ly Hỏa Thánh Địa, phụ thân ta đâu? Khương Phàm ý thức vẫn còn có chút hoảng hốt, dùng sức lung lay đầu, mới thoáng khôi phục. Đều ở bên ngoài, đừng vội ra ngoài, bên ngoài có chút loạn. Hắn là ai? Khương Phàm nhìn lão nhân đẫm máu trong tay Bách Lý Mạc Yêu. Một tên hỗn đản, muốn giết ngươi. Giết ta, hắn là người của Ly Hỏa Thánh Địa. Hẳn là vậy, tiểu chủ, là ai phục kích ngài? Bách Lý Mạc Yêu vẫn không thể tiêu tan nghi hoặc trong lòng. Hoàng tử công chúa của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Chính là chuyện ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ chấp nhất như vậy, vậy mà lại đang ẩn núp ở Hoang Mãng Nguyên, không phải hẳn là nên ở La Phù sao? Trước đó Khương Phàm còn tính toán khi đến La Phù sẽ đi vòng đường xa, để phòng vấn nhất, không nghĩ tới lại bị ngăn chặn tại Hoang Mãng Nguyên. Mà đã hơn 5 tháng, bọn hắn thật có kiên nhẫn. Đại diễn Thánh Địa không có cùng Huyền Nguyệt đánh nhau sao? Sao bọn hắn lại phát hiện được ngài? Trong Hoàng Cung Huyền Nguyệt Hoàng Triều có di cốt kiếp trước của ta, bọn hắn dùng máu bên trong di cốt làm thành chu tước pháp chỉ, khí tức kia có phát hiện được ta. Khương Phàm rất may mắn, vậy mà có thể từ trong tay đám người kia trở về từ cõi chết. Lòng cũng rất đau, không chỉ có dùng 2 viên cấm nguyên châu, còn cần 2 cây linh vũ chu tước. Bách Lý Mạc Yêu do dự một lát, nói. Tiểu chủ, ta có một thỉnh cầu mạo muội. Ngài có thể giới thiệu kỹ càng tình huống của ngài cho ta hay không, nhất là kẻ địch của ngài. Huyền Nguyệt Hoàng Triều là bởi vì có xương cốt của ta, ta muốn tạm thời giữ bí mật. 2 hoàng tộc khác thì ta là phải dẫn ngươi đi Vương quốc Hắc Ám, thuận tiện giới thiệu một chút. Ta không nghĩ tới, Khương Phàm lại vuốt vuốt trên trán, chỉ về nhà mà thôi, khó khăn như thế sao? Còn có thế lực nào nữa? Ngoại trừ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, còn có Hồn Thiên Thánh Địa, Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành. Tính cả Ly Hỏa Thánh Địa, 2 Thánh Địa, 3 Hoàng Tộc. Trong lỗ mũi Bách Lý Mạc Yêu phát ra tiếng vang thấp kỳ quái. 2 cái Thánh Địa, 3 cái Hoàng Tộc. Nghiệp chướng thật, ta phải làm gì đây? Trên đường đến Nam Bộ luôn có cảm giác, Bồi Tiểu Hài Nhi, bây giờ mới biết, mình thật đánh giá thấp vị tiểu chủ tử này. Người mới mười mấy tuổi mà đã chọc nhiều kẻ địch như vậy. 10 năm, 20 năm sau thì thế nào? Chẳng phải khắp thiên hạ đều là kẻ địch rồi sao? Kiếp trước dám một mình đối địch của thiên hạ, một thế này, tiềm lực cũng rất đủ. Trách ta, đều trách ta. Khương Phàm không có trách Bách Lý Mạc Yêu, đều là hắn suy tính không đủ tất cả các mặt. Nhưng, Khương Phàm nhìn lão đầu nửa sống nửa chết, người này lại muốn giết hắn. Huyền Nguyệt Hoàng Triều phục kích coi như có thể hiểu được.
Ly Hỏa Thánh Địa lại là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tình huống nơi này không ổn định? Không nên như thế, đều đã mấy tháng, phụ thân còn không có khống chế được cục diện sao? Vô Hồi Thánh Chủ có thể cho phép như thế sao? Hay là nói Ly Hỏa Thánh Chủ cả gan làm loạn, muốn chống lại mệnh lệnh Tổ Sơn, đến cái, nghịch thiên cải mệnh? Lão gia hỏa kia có dũng khí như thế sao? Trực tiếp muốn giết ta? Xem ra tình huống rất nghiêm trọng, bên ngoài đan đỉnh điện. Trưởng lão cùng các đệ tử thủ vệ đều được mời đến nơi đây. Bọn hắn ý thức được mình đã gây họa, một mực chắc chắn là có người xông vào. Nhưng, Khương Hồng Võ bắt được càng nhiều đệ tử thánh địa, bọn hắn nhao nhao nói là đã thấy qua một vị đội viên huyết ngục, nhiệt tình, mời một người khiêng đỉnh lô tiến vào thánh địa. Phạm Ngọc Thành lập tức vấn trách Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ thì chất vấn huyết ngục, thời điểm hai bên cãi vã kịch liệt, Khương Phàm từ trong đan đỉnh điện đi ra. Nghị Nhi, bọn người Khương Hồng Võ lập tức nghênh đón, nhưng lại kiêng kỵ Bách Lý Mạc Yêu ở sau lưng Khương Phàm. Không cần khẩn trương, hắn là bằng hữu của ta. Khương Phàm nhìn thấy những người thân quen thuộc, trong lòng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, hắn thật bất ngờ khi thấy được Hoàng Đại Bính. Khương Phàm, nơi này là Ly Hỏa Thánh Địa, ai cho phép ngươi tiến vào? Ly Hỏa Thánh Chủ lập tức chất vấn, cảm xúc không lại lần nữa bị kích động. Ly Hỏa Thánh Địa bây giờ ta còn không thể tiến vào. Trong vòng 10 năm, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn là Ly Hỏa Thánh Địa của ta. Nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn không phục sao? Ngươi suy nghĩ kỹ càng hậu quả rồi. Thời gian 10 năm không phải để cho ngươi phản kháng, mà là để cho ngươi từng bước hoàn thành giao tiếp. Làm xong, ngươi có thể an độ lúc tuổi già, làm không tốt. Im miệng, ngươi tự tiện xông vào Ly Hỏa Thánh Địa, trắng trợn cướp đoạt đan dược thánh địa. Còn trọng thương phó điện chủ Diêm La Điện, chính là mạo phạm thánh địa. Khương điện chủ, tội đáng như thế nào? Ly Hỏa Thánh Chủ trực tiếp vấn đề ném cho Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ nói, ta sẽ tuân thủ quy củ, dựa theo hình luật xử lý công bằng. Nghị Nhi, trước tiên nói một chút, ngươi là tiến vào như thế nào? Khương Phàm nhìn về phía Bách Lý Mạc Yêu. Ngươi nói đi. Bách Lý Mạc Yêu nói, thủ vệ trực tiếp cho vào, rất khách khí. Giao cho một người tự xưng là huyết ngục, mời đến sân nhỏ của hắn. Vị kia đội viên huyết ngục đâu? Bọn người Thương Minh lập tức truy vấn. Ta ăn rồi. Ngươi ăn rồi, hình như tên là Địch Anh. Địch Anh. Vô số sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các đệ tử và trưởng lão thủ vệ mặt mũi trắng bệch, trước đó còn mạnh miệng, nhãn thần bây giờ đều bắt đầu trốn tránh. Bách Lý Mạc Yêu giơ Phạm Thiên Quân đẫm máu lên. Sau đó, tên ngu xuẩn này liền đến. Ôm lấy Khương Phàm liền đi. Đám người nhìn Phạm Thiên Quân, nhìn lại trưởng lão đệ tử thủ vệ, cơ bản hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hẳn là sau khi thủ vệ nhìn thấy Khương Phàm đã thông báo Địch Anh trước. Địch Anh ngụy trang thành huyết ngục, mang Khương Phàm vào thánh địa, sau đó mời đến Phạm Thiên Quân, chuẩn bị xử tử Khương Phàm. Kết quả, bị vị cự yêu này phát hiện, sau đó liền náo loạn lên. Khương Hồng Võ lập tức thét lên ra lệnh. Bắt lấy toàn bộ trưởng lão đệ tử thủ vệ võ cực điện. Ai dám phản kháng, giết chết tại chỗ. Ngươi dám? Phạm Ngọc Thành giận dữ mắng mỏ. Ánh mắt bén nhọn của Khương Hồng Võ trực tiếp quét về phía Phạm Ngọc Thành, là thánh chủ lên tiếng, muốn Khương Hồng Võ ta tra rõ vấn đề. Ai dám phản kháng, điện chủ đều có thể bắt. Phạm Ngọc Thành lập tức nhìn về phía Ly Hỏa Thánh Chủ. Ly Hỏa Thánh Chủ cảnh cáo Khương Hồng Võ nói, trước tiên cũng đều bắt lấy bọn người Khương Phàm. Bắt lại cho ta. Khương Hồng Võ bỗng nhiên phất tay. Khương Phàm cùng Bách Lý Mạc Yêu đều rất phối hợp, mặc cho hai vị đội viên huyết ngục phủ xiềng xích lên. Ta sẽ cho thánh chủ một câu trả lời chắc chắn. Khương Hồng Võ phất tay, dẫn người rời khỏi. Khoan đã, trước tiên giao Phạm Thiên Quân ra đi. Ly Hỏa Thánh Chủ ngăn cản. Võ cực điện thả Khương Phàm vào đây, khiến cho thánh địa đại loạn, Phạm Thiên Quân liên lụy trong đó, không thể trốn tránh trách nhiệm. Diêm La Điện sẽ tra rõ ràng. Khương Hồng Võ không để ý bọn hắn quát tháo, mang người rời khỏi. Sắc mặt Ly Hỏa Thánh Chủ âm trầm khó coi, quá phách lối, quá làm càn, hoàn toàn không có để vị Thánh Chủ hắn đây vào mắt. Còn muốn luận võ sao? Hoàng Kim Sư Vương đi đến phía trước. Hắn chỉ được mời đến phối hợp làm việc, không nghĩ tới lại thấy được một trò hay như thế này. Cửu đầu Kim Điêu. Khương Phàm lại còn có cường giả như vậy làm bạn. Xem ra Vô Hồi Thánh Địa ẩn giấu không ít bí mật. Ly Hỏa Thánh Chủ trầm mặc một hồi, mới hít một hơi, nói,
tìm cơ hội kích thích Khương Phàm ra tay, giết hắn cho ta. Tình huống nơi này so với chúng ta mong muốn rất phức tạp, cho nên. Cho nên cái gì? Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, mà các ngươi cất giữ, cho ta. Chúng ta đã thương lượng xong, sau khi hoàn thành, ta sẽ đích thân cho ngươi. Tình huống bây giờ so với chúng ta mong muốn đã rất phức tạp. Ta, muốn ngay bây giờ. Ly Hỏa Thánh Chủ trao mày, chần chờ liên tục, sau khi nhắm mắt trao đổi với hai bên, nói, ta có thể cho ngươi bây giờ, nhưng ngoài định mức phải thêm điều kiện. Ha ha, xử lý tiểu tử Khương Phàm kia sao, có thể. Hoàng Kim Sư Vương nhìn Ấu Sư bên cạnh, giao cho ta. Ấu Sư rất khinh thường, một con người nho nhỏ, nhẹ nhõm đã có thể giải quyết. Nếu như bây giờ liền dùng Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, huyết mạch sẽ càng mạnh hơn, cảnh giới đều có thể tăng lên. Xử lý con người, lại càng dễ. Ly Hỏa Thánh Chủ có chút đau lòng nhưng sớm muộn cũng đều phải giao ra, không kém mấy ngày nay. Diêm La Điện. Khương Phàm nghe xong Khương Hồng Võ giới thiệu, mới biết được trong vòng mấy tháng này, Nam Bộ đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ly Hỏa Thánh Chủ này không phải không phối hợp, đơn giản chính là muốn phản kháng. Khương Phàm nói, Vô Hồi Thánh Chủ có thái độ gì? Vô Hồi Thánh Chủ cũng không nghĩ tới lão tặc này lại đột nhiên trở mặt, còn bày ra một bộ buông tay đánh cược một lần. Thánh Chủ có ý tứ là tùy theo hắn náo, huyên náo càng oanh động, đưa tới nhiễu loạn càng lớn, Tổ Sơn Trung ương sẽ càng tức giận, cuối cùng khả năng không cần 10 năm liền có thể sớm bắt lấy hắn. Nhưng, chúng ta phải phòng ngừa Ly Hỏa Thánh Chủ bí quá làm liều, lôi kéo chúng ta làm đệm lưng. Cũng phải đề phòng Ly Hỏa Thánh Chủ đến cuối cùng lại nháo nhào lên, biến chúng ta thành tội nhân. Đến lúc đó, Tổ Sơn Trung ương sẽ trừng phạt chúng ta, chính là Vô Hồi Thánh Địa. Mọi người có nắm chắc khống chế cục diện không? Khương Phàm vốn cho rằng khi trở về thì có thể tùy tiện lấy dược tài ăn thánh hỏa, không nghĩ tới cục diện của Ly Hỏa Thánh Địa lại rối loạn như vậy. Cường giả niết bàn của Ly Hỏa Thánh Địa cơ bản chết trận trong lần hành động vào đại hoang kia, các điện chủ ngoại trừ Phạm Ngọc Thành. Những kẻ khác đều là luyện đan sư, thực lực tổng hợp nơi này cũng không tính là mạnh, nhưng bọn hắn lại khống chế Hoang Mãng Nguyên, còn có mối quan hệ tốt với thánh địa khác, bây giờ lại mời đến hoàng tộc, cục diện không thể lạc quan. Tuy nhiên, chúng ta làm gì chắc đó, hẳn là có thể ứng phó được. Khương Hồng Võ xác thực có áp lực, nhưng không có nghĩ qua sẽ phải lùi bước. Nơi này chính là thánh địa, là vấn đề mà hắn đã từng không cách nào tiếp xúc đến, là chiến trường hoàn toàn mới. Cũng quyết định vận mệnh tương lai của hắn cùng Khương gia, há có thể lùi bước. Khương Phàm tin tưởng năng lực của Khương Hồng Võ. Thiên Sư Tông và Thánh Nữ Tông tổn hại rất nghiêm trọng sao? Thiên Sư Tông miễn cưỡng bảo toàn được 93 người. Nhưng Thánh Nữ Tông chỉ sống được mấy người, đây là do Tông chủ Thánh Nữ Tông phán đoán kịp thời, ngay từ đầu liền đưa bọn người tịch giao vào mật đạo, mang theo linh bảo quan trọng trốn đi. 3 phút ngắn ngủi, chỉ 3 phút. Toàn bộ Thánh Nữ Tông đã bị san thành bình địa, toàn thể trưởng lão đệ tử, không một ai may mắn thoát khỏi. Tra được hung thủ. Phạm Thiên Quân thông đồng giả Thiên Vân Tước và Hoàn Nhan Kỳ chính của Hồn Thiên Thánh Địa. Phạm Thiên Quân, ta sẽ từ từ xử lý sạch, giả Thiên Vân Tước và Hoàn Nhan Kỳ chính, những tên kia cần giao cho Vô Hồi Thánh Địa ứng phó. Chuyện này chúng ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, chờ đến khi bắt được toàn bộ hung thủ, chúng ta sẽ đi La Phủ xin lỗi bồi tội. Sau một phen nói chuyện, Khương Hồng Võ đã áp giải Phạm Thiên Quân tiến vào địa lao Diêm La Điện, nắm chặt thời gian phối hợp Nạp Lan Minh Kính thẩm vấn. Cơ hội khó có được, bọn hắn muốn từ trong miệng Phạm Thiên Quân tận khả năng móc ra càng nhiều bí mật thánh địa, cùng tình huống Hồn Thiên Thánh Địa. Chúng ta lại gặp mặt. Khương Phàm nhìn Hoàng Đại Bính trước mặt khô gầy còng xuống, không nghĩ tới Hồng Hoang Phủ vậy mà lại thật sự đến trong tay hắn. Nếu như ngươi sớm nói rõ tình huống, ta đã sớm đi Bạch Hổ Tông. Hoàng Đại Bính khô cằn cười cười. Huyết mạch của ngươi. Khương Phàm rất chờ mong, có thể được Thương Vương tán thành, khẳng định không đơn giản. Mà huyết mạch cùng Linh Văn có khác nhau rất lớn, chính là có thể trưởng thành vô hạn, tựa như yêu thú, chỉ cần có thể biến đổi huyết mạch liền có thể tiếp tục trưởng thành. Trước kia ta không biết, sau khi gặp được Hồng Hoang Phủ mới hiểu được ta đây có được huyết mạch thái thản. Huyết mạch của ta vừa mới bắt đầu rất mỏng manh, sau khi được Thương Vương điều chỉnh. Bây giờ đã vô cùng tốt. Hoàng Đại Bính đã từng vì mình tuổi già mà tùy tiện sống, mọi thời gian đều sẽ dùng để tìm kiếm đan dược nhét đầy cái bao tử, không nghĩ tới lại gặp được kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi này. Mặc dù trong hư không bị hơn 100 lần xé rách để hắn đau đến không muốn sống,
nhưng khí tức hồng hoang bên trong hồng hoang phủ cùng huyết khí phong tồn, lại mang đến cho hắn cơ hội thay xương đổi thịt, càng đẩy ra cho hắn một thế giới mới. Tựa như Thương Vương nói vậy, làm sao cũng đều là chết, sớm muộn cũng đều là chết, có thể oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt đối vẫn tốt hơn không có tiếng tăm gì chết. Con đường này, người vì chết mà đi liền có thể không sợ hãi. Con đường này, người vì chết mà chiến liền có thể oanh oanh liệt liệt. Xem ra, chuyện ngươi nên biết đều biết. Khương Phàm rung động, vận mệnh có đôi khi chính là thần kỳ như vậy, hồng hoang phủ vậy mà lại gặp thái thản huyết mạch, cũng chỉ có thái thản huyết mạch mới có thể xứng với hồng hoang phủ. Ta đã biết, Thương Vương đều đã nói với ta, từ hôm nay trở đi, ta canh giữ ở bên cạnh ngươi. Không cần, ta bây giờ còn không cần bảo hộ, trước tiên ngươi hãy giúp phụ thân ta xử lý tốt chuyện Ly Hỏa Thánh Địa. Qua mấy năm, ta muốn về phương Bắc, ngươi theo giúp ta đi qua đấy. Có một nơi được gọi là Cổ Hoa Hoàng Thành, là hoàng tộc phương Bắc, nơi đó sẽ là chiến trường đầu tiên của chúng ta. Cũng được, Khương Hồng Võ làm việc rất sung sướng, ta sẽ giúp hắn mấy năm. Sau khi Hoàng Đại Bính rời khỏi, Khương Phàm nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cẩn thận cảm nhận tình huống thân thể. Kinh mạch khôi phục rất thuận lợi, khí hải cũng đã khép lại. Không nghĩ tới tạo hóa đan đã từng dùng để cứu vớt Khương Uyển Nhi cùng Tịch Nhan, vậy mà lại cứu mình một mạng. Chỉ là, nghĩ đến Cấm Nguyên Châu, hắn vẫn cảm thấy rất đau lòng. À, Khương Phàm bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, chính là linh hồn mạnh lên, giống như phủ thêm một bộ y phục ngũ sắc, rạng rỡ chấp lóe, mà lại còn cùng linh nguyên dung hợp sâu hơn. Trước đó khi vừa đột phá đến linh hồn cảnh, tình huống dung hợp tại 10%, bây giờ lại đạt tới 30%. Cảnh giới đều đẩy lên nhất trọng thiên đỉnh phong. Linh vũ cùng linh hồn ta dung hợp. Khương Phàm thật bất ngờ, cũng có chút kỳ quái, Khổng Tước ngũ sắc vậy mà thật cho hắn hai bảo bối. Đây là ý gì? Hai cây linh vũ, toàn dùng trong một ngày, tương đương với cứu mệnh hắn được hai lần. Mà nghe Đông Hoàng Như Ảnh giới thiệu, linh vũ Khổng Tước từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện tặng người khác. Đây chỉ là thù lao cho ta, hay là còn có ý nghĩa gì khác? Ấn tượng của Khương Phàm đối với Khổng Tước ngũ sắc thoáng có chỗ cải thiện, bất kể như thế nào, lần này thật sự phải cảm tạ nàng. Đáng tiếc, trong 100 năm nữa sẽ không gặp được nàng. 100 năm sau, hoặc là hắn đã chết, hoặc là hắn đã một lần nữa trưởng quản Thương Huyền. Bát hoang chiến trụ tan chảy, hay là... Khương Phàm càng cảm thấy kỳ quái hơn chính là bát hoang chiến trụ, cảm giác như biến mất một phần nhỏ. Chẳng lẽ là thời điểm bị thương nặng, bị uy lực tinh thần đánh tan, vẫn trực tiếp tan chảy? Không đúng. Sau khi Khương Phàm cẩn thận cảm nhận, lại phát hiện tình huống mới, hai tay của hắn, giống như đã trở nên cứng rắn hơn, mà càng có lực lượng hơn. Dung hợp. Khương Phàm ngồi xuống, tra xét rõ ràng hai tay. Bát hoang chiến trụ có một số chất lỏng giống như biến thành trạng thái năng lượng, triệt để dung hợp cùng hai tay. Không còn chỉ là trở nên cứng rắn giống như trước đó, bảo vệ vị trí nào đó, mà là biến thành năng lượng, thẩm thấu dung hợp đến trong tế bào, máu thịt. Ý nghĩa dung hợp chân chính. Chẳng lẽ trạng thái cuối cùng của bát hoang chiến trụ, chính là năng lượng hóa triệt để? Khương Phàm cảm thấy ngoài ý muốn càng là vui mừng hơn. Vì sao lại bắt đầu từ hai tay? Chẳng lẽ bởi vì khai phát lợi dụng hai tay càng toàn diện? Ta đã nói bát hoang chiến trụ không thể đơn giản chỉ là áo giáp như vậy. Khương Phàm hơi xúc động, từ linh hồn đến huyết nhục, vậy mà đều đạt được chỗ tốt, cái này thật là có chút hoang đường, có được tính là trong cái rủi có cái may hay không? Sư phụ, ngài hẳn phải biết phương thuốc của Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Khương Phàm vừa cảm nhận tình huống thân thể, vừa hỏi đến Đan Hoàng. Ly Hỏa Thánh Chủ rất thông minh. Vậy mà lại có thể nghĩ đến kế sách, chu tâm giết người, như thế, để loại người cao ngạo như Thường Huyền Nghĩa kia tự mình từ bỏ vị trí thánh chủ. Rất văn, cũng rất ổn, diễn xuất phù hợp với bọn lão đầu cổ hủ này. Nhưng, nếu như có thể cho Thường Huyền Nghĩa phương thuốc thật sự, lại có lão tổ tông đan hoàng vị này chỉ điểm đan dược, có lẽ Thường Huyền Nghĩa còn có hy vọng. Cứ như vậy có thể phóng đại danh uy của Thường Huyền Nghĩa, cũng có thể đề cao lòng tin của hắn. Ly Hỏa Thánh Chủ, mạng của lão tử quả thật khắc ngươi. Khương Phàm khẽ nói, chờ đợi Đan Hoàng đáp lại, nhưng đã đợi lại đợi, trong thức hải lại không hề có thanh âm nào. Sư phụ! Khương Phàm vừa nằm xuống lại lập tức ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trong thức hải không có ánh sáng thường ngày, hắc ám lại an tĩnh. 103 loại thú ấn đều yên lặng, không hề có tia sáng.
sư phụ, đừng dọa ta, sư phụ. Khương Phàm lo lắng la lên, liên tiếp kích thích ý thức. Kết quả ý thức hải lại âm u đầy tử khí, từ đầu đến cuối không hề được đáp lại. Khương Phàm luống cuống, chẳng lẽ do trận va chạm kia đã tổn thương ý thức, cũng thương tổn tới hồn niệm mệt mỏi của Đan Hoàng. Sư phụ, Khương Phàm liên tục kích thích ý thức, cũng kích thích linh hồn. Nhưng, bất luận hắn có cố gắng thế nào, trong thức hải đều không hề có phản ứng. Khương Phàm từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra chút huyết đan, còn có chút dược liệu, liên tiếp ăn vào, cũng không có phản ứng gì. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm thử nghiệm diễn dịch thú quyền mới tại ý thức hải, nhưng ý thức hải vẫn bình tĩnh, không có xuất hiện bóng người diễn dịch thú quyền giống như trước đó. Đan hoàng cổ kinh. Khương Phàm thử cảm ngộ đan thuật trong ý thức, kết quả vẫn rất an tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Sư phụ, ngài đừng dọa ta. Khương Phàm bắt đầu lo lắng đến Đan Hoàng. Hắn có thể may mắn sống đến bây giờ, càn rỡ sông sáo khắp nơi, còn có thể liên tiếp tìm được trọng bảo, phần lớn là bởi vì có Đan Hoàng làm bạn. Bất chi bất giác, đã bắt đầu thói quen, cũng bắt đầu dựa vào. Đột nhiên biến mất khỏi thức hải, Khương Phàm thật luống cuống. Tỉnh táo, thử nghỉ ngơi một ngày xem sao. Khương Phàm nhẹ nhàng hít thở, để cho mình buông lỏng tỉnh táo lại. Ý thức tổn thương. Hắn là cần tu dưỡng, ngày mai lại nhìn tình huống xem thế nào. Lúc này Phạm Ngọc Thành dẫn người xông đến Diêm La Điện, cùng Khương Hồng Võ kịch liệt thương lượng. Phạm Thiên Quân là điện chủ tiền nhiệm của Diêm La Điện, cũng là phó điện chủ đương nhiệm, người nên có nửa điểm tôn trọng, cũng không nên hắn giam. Tôn trọng, hừ. Khương Hồng Võ lạnh lùng nói, Diêm La Điện chỉ nhận hình luật không nhận người. Khương Hồng Võ, người bớt nói hình luật này với ta. Nếu như người coi trọng hình luật, nên nghiêm hình tra tấn đối với Khương Phàm, thuận tiện xử tử tên đồng bạn kia của Khương Phàm. Hắn đã giết trưởng lão Địch Anh của Diêm La Điện các ngươi. Diêm La Điện có phương pháp làm việc riêng của mình, không tới phiên Võ Cực Điện đến khoa tay múa chân. Đúng rồi, đám trưởng lão đệ tử thủ vệ kia của ngươi, ta toàn xử tử. Ngươi nói cái gì, ngươi làm gì bọn hắn? Bọn hắn không có dựa theo quy củ thông báo với Võ Cực Điện, mà là tự mình thả người đi vào. Cuối cùng khiến cho nội bộ thánh địa hỗn loạn, 7 ngọn núi cao bị hủy, hơn 1.000 người thương vong. Dựa theo hình luật Diêm La Điện, xử tử, ngươi, ngươi, ta làm chuyện đều là theo luật mà làm, cũng hy vọng Phạm Điện chủ có thể tôn trọng Diêm La Điện, không nên can thiệp thêm. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi muốn làm chuyện vọng động gì đó, trước hết nên nghĩ rõ ràng Võ Cực Điện chỉ có trách nhiệm đóng giữ, không có quyền lợi hành hình. Dám can đảm tự tiện vượt quyền. Ta sẽ nghiêm trị xử lý, tuyệt đối không nhân nhượng. Phạm Ngọc Thành vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Khương Hồng Võ mắng mỏ. Khương Hồng Võ, làm người làm việc không nên quá tuyệt tình. Nơi này là thánh địa luyện đan, không phải quân doanh, cũng không phải chiến trường. Nếu như ngươi nhất định phải dùng phương thức dã man thiết huyết kia của ngươi xử sự đến nơi này, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị Ly Hỏa thánh địa cô lập, ngươi không chiếm được sự tôn trọng của bất cứ kẻ nào. Khương Hồng Võ lạnh nhạt đáp lễ. Ta cũng khuyên ngươi một câu, con mồi tóm vào trong tay, có thể giết chết tuyệt đối không thể thả đi. Sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là 3 năm trước đây đã không có giết chết ta. Ngươi, ngươi! Phạm Ngọc Thành tức giận lại càng có cảm giác uất ức hơn. Từ thủ đoạn đến khẩu tài đều không phải là đối thủ của Khương Hồng Võ. Dù sao Ly Hỏa Thánh Địa cũng là thánh địa luyện đan, tôn quý lại kiêu ngạo, làm việc chú trọng cấp bậc lễ nghĩa. Người ngoài đến nơi này cho tới bây giờ đều là tôn trọng lại khách khí, hắn sống nửa đời người đều không có tiếp xúc qua người nào dã man như vậy. Thật không thích ứng được. Phạm Ngọc Thành hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh. Đệ tử Võ Cực Điện ta thả người vào là bọn hắn có tội, phải chết. Khương Phàm cùng đồng bạn của hắn, làm loạn thánh địa, tội đáng như thế nào? Dựa theo hình luật Ly Hỏa thánh địa, xử tử. Ngươi sẽ như thế nào xử trí? Ta xử trí không được. Không phải ngươi luôn mồm tôn trọng hình luật sao, làm sao lại xử lý không được? Ta tuân thủ chính là hình luật Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng Khương Phàm là đệ tử Vô Hồi Thánh Địa. Xét thấy hai bên Thánh Địa là tình huống đặc biệt, ta không đề nghị lại đổ thêm dầu vào đống lửa đang cháy, cho nên chuẩn bị ước đàm cùng Vô Hồi Thánh Địa. So với tự tiện xông vào Thánh Địa, giết người, ta cảm thấy sống chung hòa bình giữa Thánh Địa quan trọng hơn. Dù sao, chúng ta cũng đều là thánh địa, là vùng đất văn minh, thánh nhân vùng đất, phải để ý cấp bậc lễ nghĩa.
Khương Hồng Võ. Phạm Ngọc Thành suýt chút nữa lao tới đánh hắn. Đừng gọi tên ta, chúng ta không có quen thân như vậy, gọi ta Khương Điện Chủ. Khương Hồng Võ đưa tay tiễn khách. Ngươi chính là một tên dã man, thô lỗ, không ra gì, giống như Khương Phàm. Các ngươi bây giờ mang lên lớp ra thánh địa, nhưng vĩnh viễn không thành người của thánh địa được. Khương Hồng Võ, hãy chờ đi, ngày ngươi chết ấy, ta sẽ đích thân tưởng niệm cho ngươi. Phạm Ngọc Thành đè ép cơn giận, thời điểm đi ra khỏi đại điện vừa vặn đụng phải Nạp Lan Minh Kính. Cút, chớ cản đường. Phạm Ngọc Thành tức giận, đối diện làm vỡ nát xe lăn của Nạp Lan Minh Kính. Nạp Lan Minh Kính chật vật quay cuồng ra ngoài. Phạm Ngọc Thành quét mắt nhìn Nạp Lan Minh Kính. Một tên phế nhân, cũng xứng tiến vào Diêm La Điện. Thanh danh Diêm La Điện sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi hủy đi. Khương Hồng Võ từ trong điện đi tới, cảnh cáo nói. Phạm Điện Chủ, Nạp Lan Minh Kính là trưởng lão của Diêm La Điện ta, người vô cớ đả thương người, ta thay ngươi ghi lại một bút. Phạm Ngọc Thành đáy mắt hiện lên ý lạnh. Ta và ngươi đều là điện chủ, ngươi không thể chạm vào ta. Ta không thể chạm vào ngươi, nhưng ta có thể đụng đến trưởng lão của ngươi. Trở về nói với các trưởng lão của ngươi, trong vòng một tháng, võ cực điện. Hoàn trả gấp bội, đừng tưởng rằng dùng loại thủ đoạn đẫm máu này đã có thể khống chế Ly Hỏa Thánh Địa. Ta cảnh cáo các ngươi, Ly Hỏa Thánh Địa tuyệt đối sẽ không bị các ngươi, bị Vô Hồi Thánh Địa khống chế, tuyệt đối sẽ không. Phạm Ngọc Thành giận dữ rời khỏi. Ta không sao. Nạp Lan Minh Kính chống thân trên lên, triệu ra một cái xe lăn mới từ trong nhẫn không gian. Đã tra ra được cái gì từ Phạm Thiên Quân rồi. Khương Hồng Võ vịn hắn ngồi xuống. Hồn Thiên Thánh Chủ đã trở về, Giả Thiên Vân Tước không hề rời khỏi, nhưng cụ thể ở nơi nào, chúng ta phải mình tra. Mà, Giả Thiên Vân Tước am hiểu tốc độ, muốn tìm được và bắt hắn, cũng khó. Cụ thể có bao nhiêu người? Nạp Lan Minh Kính lắc đầu. Phạm Thiên Quân có cảnh giác đối với ta không có tra được tình huống cụ thể, nhưng ta có mấy chỗ hoài nghi. Cái đầu tiên là, bên trong Ly Hỏa Thánh Địa có người khác đang bí mật liên hệ cùng Hồn Thiên Thánh Địa, cũng không phải là Phạm Thiên Quân. Thứ hai là, nếu như Hồn Thiên Thánh Địa biết Khương Phàm đã xuất hiện, rất có thể sẽ điều động càng nhiều người đến. Cái thứ ba, ta hoài nghi, cũng có thể là lo lắng của ta. Hồn Thiên Thánh Địa còn có thể tập kích La Phù Sơn Mạch lần nữa. Khương Hồng Võ lắc đầu nói. Thánh chủ hai bên đã bàn bạc tốt, Ly Hỏa Thánh Địa thông cảm Hoang Mãng Nguyên tổn thất, Vô Hồi Thánh Địa thông cảm La Phù thương vong. Nếu như lại xuất hiện, sự kiện giặc cỏ, đừng nói Vô Hồi Thánh Chủ sẽ xé bỏ điều ước, trực tiếp phản kích, ngay cả Tổ Sơn Trung ương đều sẽ vấn trách. Trong khoảng thời gian này xác thực hỗn loạn ảnh hưởng rất ác liệt, hai bên đều sẽ không còn có đối kháng trên mặt nổi. Nhưng đối kháng hợp tình hợp lý, vẫn trong phạm vi cho phép. Ví dụ như, Lang Gia Hoàng Triều, Trong lòng Khương Hồng Võ chợt run lên. Người nói là, Lang Gia Hoàng Triều sẽ bắt lấy cơ hội La Phù mệt mỏi, khởi xướng tập kích. Lang Gia Hoàng Triều cũng không dám lại tùy tiện mạo phạm La Phù, nhưng nếu như được Hồn Thiên Thánh Địa âm thầm đến đỡ, bọn hắn khẳng định thù mới hận cũ cùng thanh toán một chỗ. Nạp Lan Minh Kính mặc dù tiến vào Thánh Địa, tiếp xúc đến vấn đề cao hơn. Nhưng ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối không có buông Lang Gia Hoàng Triều xuống. Đối với hắn mà nói, nơi đó đã không có tư cách làm đối thủ tiếp, nhưng đối với tông môn La Phù Sơn Mạch mà nói là, lại một mực là uy hiếp lớn nhất, chí mạng nhất. Khương Hồng Võ suy nghĩ kỹ một chút, xác thực có khả năng tồn tại vấn đề. Lập tức phái người thông báo Vô Hồi Thánh Chủ, để bọn hắn sớm làm chuẩn bị. Ta đã an bài, đội huyết ngục thứ ba tự mình đi đưa tin tức. Ai, mặc dù Vô Hồi Thánh Chủ từ Tổ Sơn đã định ra cách cục tương lai của Thánh Địa Nam Bộ, nhưng muốn chân chính đạt tới mục tiêu dự trù, thật không dễ dàng. 10 năm này chính là mấu chốt, phải xem chúng ta làm sao. Thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Khương Hồng Võ trầm ngâm một lát, nhìn Nạp Lan Minh Kính. Điện chủ có ý nghĩ gì? La Phù Sơn Mạch cùng Hoang Mãng Nguyên đang gió nổi mây phun, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cũng hấp dẫn số lượng lớn tán tu cường giả. Ta cần nhắc lấy danh nghĩa Diêm La Điện, mời chào đệ tử ở Hoang Mãng Nguyên. Có thể tiến hành từng nhóm, nhóm đầu tiên chỉ tuyển nhận 100 người, bao gồm cả linh nguyên cảnh, cũng bao gồm cả linh hồn. Nhóm đầu tiên tận lực đãi ngộ cho tốt, sau đó lại xem tình huống mời chào nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Đây là cơ hội tốt để gia nhập thánh địa, lại còn là thánh địa luyện đan, ta muốn đa số tán tu đều sẽ động tâm.
Do ngươi tự mình giữ cửa ải, cam đoan chiêu thu đệ tử tuyệt đối trung thành. Ngoài ra, mượn cơ hội mời chào đệ tử, bí mật mời chào một chi đội ngũ đặc thù. Bọn hắn do chúng ta khống chế, nhưng không thuộc về thánh địa. Khương Hồng Võ mặc dù đã tiến vào thánh địa, có được địa vị cùng quyền lợi rất cao, nhưng điều kiện thánh địa hạn chế quá nhiều, có một số việc cho dù là Diêm La Điện đều không tiện làm. Liền giống với chuyện La Phù gặp phải uy hiếp. Nếu như trong tay hắn có thể có một chi đặc biệt, lại tồn tại chi đội ở trong bóng tối, liền có thể kịp thời cung cấp trợ giúp. Cái này rất quan trọng. Nạp Lan Minh Kính đồng ý với đề nghị của Khương Hồng Võ, nhưng muốn giải quyết khả năng La Phù gặp phải nguy cơ, bây giờ phải nghĩ biện pháp ứng phó. Chúng ta có thể kết giao một gia tộc ở bên ngoài, bồi dưỡng thành tâm phúc minh hữu. Đội ngũ đặc biệt này liền đưa tới nơi đó, trên danh nghĩa là chi đội của bọn hắn, trên thực tế là cho chúng ta sử dụng. Điện chủ suy tính chu toàn. Bên ngoài kết giao gia tộc, nội bộ cũng phải chọn lựa mấy trưởng lão có sức ảnh hưởng, cho chúng ta sử dụng. Khương Hồng Võ đẩy Nạp Lan Minh Kính trở lại trong điện, vừa thảo luận cũng vừa trao đổi ý kiến. Khương Phàm nghỉ ngơi đến ngày thứ hai, đầu vẫn rất đau, đan hoàng cũng không có đáp lại. Ca ca, huynh khôi phục tốt rồi. Khương Uyển Nhi một mực chờ ở trong sân, nhìn thấy Khương Phàm đi ra, mừng rỡ chạy tới. Ngươi thật sự là càng ngày càng có thể dày vò. Yến Khinh Vũ nhìn Khương Phàm mà lắc đầu, đều đã tiến vào thánh địa còn không vừa lòng, nhất định phải gây họa khắp nơi. Sinh mệnh chân lý ở chỗ dày vò, để yên, còn sống thì có ý nghĩa gì? Khương Phàm nhìn thấy các nàng cũng rất vui vẻ, mà đã lâu không gặp, dáng dấp hai người đã càng duyên dáng yêu kiều, đều thành đại cô nương. Đã thích ứng sinh hoạt ở thánh địa chưa? Vừa mới đến, còn chưa thích ứng được, nhưng rất kích thích. Yến Khinh Vũ xác thực đã xinh đẹp hơn, dù sao cũng là 18 xuân xanh, thân thể nảy nở như nụ hoa chớm nở, dáng người cao gầy trội hơn, da thịt trắng tuyết, để nữ tử hâm mộ, làm cho nam tử ái mộ. Nàng kỳ thật thật không nghĩ tới mình quanh đi quẩn lại vậy mà thật tiến vào thánh địa, lại còn lại tôn chủ nam bộ, thánh địa luyện đan. Mặc dù tình huống bây giờ có chút hỗn loạn, nhưng nàng tin tưởng phụ thân và mọi người có thể xử lý tốt. Khương Uyển Nhi đã cắt đi mái tóc dài, để lại tóc ngắn tươi mát, ngũ quan xinh xắn càng lộ vẻ xinh đẹp, trên gương mặt lại có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, rất là thanh tú. Trước đó ta cứ nghĩ thánh địa đều là thánh nhân cao cao tại thượng, không nghĩ tới lại đều là phàm nhân. Khương Phàm cười. Là người liền có thất tình lục dục, ai cũng không thể ngoại lệ. Càng là ra vẻ đạo mạo, bị kích thích càng dễ dàng kích động. Nếu các ngươi đã tới Ly Hỏa Thánh Địa thì hãy cố gắng hưởng thụ, không cần cảm thấy là đến cướp đồ của người ta, phải từ trong đáy lòng coi Ly Hỏa Thánh Địa thành nhà mình. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là của các ngươi, ai khi dễ các ngươi người đó là hỗn đản, buông tay buông chân, quất hắn. Khương Uyển Nhi kéo Khương Phàm lại, hì hì cười nói. Huynh thật giống phụ thân. Ngày đầu tiên khi chúng ta tiến đến, phụ thân đứng ở trước cửa cũng đã nói câu như thế. Phụ thân vẫn luôn nhìn việc rất thấu, ngay cả Vô Hồi Thánh Chủ đều rất thưởng thức người, không phải vậy sao có thể điều đến nơi đây phối hợp Thường Huyền Nghĩa. Các muội có thể đi đến Đan Đỉnh Điện không? Ly Hỏa Thánh Địa phòng chúng ta cùng giống như phòng tặc, ngoại trừ Diêm La Điện, các đại điện khác chỉ cần tới gần liền sẽ bị đuổi đi. Tuy nhiên thường thúc thúc từ Hồng Liên Đan Thành có mang theo rất nhiều đan dược, để ở chỗ chúng ta nơi này, huynh cần thuốc gì? Ý thức của chịu chút tổn thương, cần thuốc có thể điều trị ý thức, tẩm bổ linh hồn, càng nhiều càng tốt. Muội sẽ đi tìm một chút cho huynh, chờ nhé. Khương Uyển Nhi giống như một con bướm xinh đẹp, vui mừng, bay, đi. Yến Khinh Vũ cười nói. Đã lâu ta không thấy Uyển Nhi vui vẻ như vậy. Khương Phàm ngồi vào trên băng ghế đá. Uyển Nhi nha đầu này mang quá nhiều áp lực, luôn muốn thay hai vị ca ca trấn hưng Khương gia. Nàng tu luyện rất liều, bây giờ cũng đã là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Ngũ trọng thiên, mạnh hơn rồi. Khương Phàm nhớ kỹ thời điểm Khương Uyển Nhi từ thiên khải bí cảnh trở về, mới tam trọng thiên, một năm ngắn ngủi mà thôi, thậm chí đã phá hai trọng thiên. Lấy lục phẩm linh văn làm đến trình độ này thật không dễ dàng. Nàng có thể tới ngũ trọng thiên, thật sự là đã liều cả mạng. Nhưng nhìn cảnh giới của ngươi, ai, chênh lệch giữa lục phẩm linh văn cùng thánh phẩm linh văn thật lớn như vậy sao? Yến Khinh Vũ cũng rất cố gắng, nhưng nhìn đến Khương Phàm mới biết được chênh lệch giữa hai người vậy mà đã kéo đến lớn như vậy. Ta là tình huống đặc biệt, bây giờ đã là chí tôn thánh văn. Trước đó cảm giác lục phẩm linh văn rất kiêu ngạo, bây giờ.
Yến Khinh Vũ than nhẹ, nhảy ra khỏi cái vòng lang gia hoàng triều kia, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có nhiều thứ, không phải cố gắng thì có thể làm được. Lấy mỹ mạo và khí chất của cô, chờ tương lai trưởng thành đến linh hồn đỉnh phong, lại có thân phận Diêm La Điện, toàn bộ nam tử hoang mãng nguyên đều sẽ vì cô mà điên cuồng. Ta có mỹ mạo, khí chất. Yến Khinh Vũ bị Khương Phàm chọc cười. Đối với mình không có tự tin sao? Ta không hứng thú đối với nam tử. Ai, không cần sớm phủ định chuyện mình chưa nghiệm qua. Khương Phàm muốn trấn an Yến Khinh Vũ, nhưng khi nói xong bỗng nhiên cảm giác giống như không đúng. Yến Khinh Vũ khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp vụt đỏ lên. Khương Phàm ngượng ngùng cười hai tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Nạp Lan Minh Kính sao lại tới Diêm La Điện. Yến Khinh Vũ cũng tranh thủ thời gian thuận theo nói tiếp. Là tộc trưởng Nạp Lan Sóc mãnh liệt tiến cử, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cảm giác không hiểu thấu, cũng không có mấy người để hắn vào trong mắt, nhưng hắn dần dần bày ra trí tuệ, cùng năng lực nhìn thấu lòng người, để phụ thân và mọi người bắt đầu coi trọng. Sau khi tiến vào Diêm La Điện, Khương Vương gia cùng hắn tiếp xúc mấy lần đều nhanh không thể rời bỏ hắn, mỗi ngày mang theo trên người, coi hắn là quân sư. Ngay cả phụ thân đều nói, Khương Vương cùng Minh Kính là bạn vong niên. Hắn thật sự có thể nhìn thấu lòng người. Hắn không có linh văn, là thật. Hắn có thể nhìn thấu lòng người, cũng là thật. Hắn rất có trí tuệ, đây càng là thật. Yến Khinh Vũ nhớ tới Nạp Lan Minh Kính liền có loại cảm giác là lạ. Hắn luôn là một dáng vẻ không tranh quyền thế, ôn tồn lễ độ, đối xử với mọi người rất hiền lành, nhưng cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, lại là không phải đang quan sát ngươi. Nạp Lan Sóc tự mình tiến cử. Khương Phàm như có điều suy nghĩ khẽ nói. Đúng rồi, còn có chuyện. Yến Khinh Vũ bỗng nhiên có chút kích động. Thế nào? Cổ La chết rồi. Hắn chạy, sau khi Hoàng Đại Bính tiến vào Bạch Hổ Tông, ngày thứ năm hay là ngày thứ mấy đó, Thiên Sư Tông nơi đó truyền đến tin tức nói Cổ La đột nhiên nổi điên vào đêm khuya, bộ dáng vô cùng đáng sợ, làm bị thương hơn 80 vị đồng môn, xông ra khỏi Thiên Sư Tông. Văn Thải Y trưởng lão ngăn cản, lại bị hắn làm cho bị thương nặng. Nghe nói vết thương vô cùng nghiêm trọng, tiếp tục thối rữa, lan tràn toàn thân, thịt đều rơi xuống, sau khi đưa đến Ngọc Đỉnh Tông nơi đó ở 8 ngày mới tốt xấu kiếm về một cái mạng. Đêm khuya ngày hôm đó Thiên Sư Tông đến Bạch Hổ Tông cùng Thành Bát Bảo thỉnh cầu viện trợ, điều động hơn 5.000 người tìm kiếm Cổ La. Chỉ là liên tục tìm hơn nửa tháng, không còn thấy qua Cổ La, hắn cứ như tan vào hư không vậy. Hắn có thể thương tổn được Văn Thải Y trưởng lão. Làm sao thương tổn? Khương Phàm kinh ngạc, đang tốt mà tại sao lại nổi điên, còn có thể làm bị thương Văn Thải Y là linh hồn cảnh cao giai. Sau khi Cổ La từ Thiên Khải bí cảnh trở về cứ như biến thành người khác, rất lo nghĩ rất táo bạo, còn thường xuyên mình khóa ở sau núi tu luyện. Dạ tông chủ biết hắn đạt được cơ duyên, không chút quấy rầy, không nghĩ tới hắn. Hắn đạt được cơ duyên gì? Chính là thạch kiếm kia đó. Ta nghe người của Thiên Sư Tông nói, đêm hôm đó toàn thân hắn tràn đầy hắc khí đụng phải cái gì thì cái đó liền khô nát mục giữa, hắn vô cùng táo bạo, phát ra tiếng của dã thú, con mắt còn hiện ra ánh sáng màu xanh lục, trong miệng một mực nói nhỏ nói cái gì đó. Thạch kiếm. Khương Phàm cố gắng nghĩ lại tình huống ở Thiên Khải bí cảnh, giống như có chút ấn tượng như vậy. Lúc ấy trên trời rơi xuống mảng lớn đá vụn, bọn hắn đi trễ, cái gì đều không có cướp được. Chỉ có Cổ La nhặt được một thanh kiếm. Thạch kiếm. Hắc khí. Mục nát. Khương Phàm cau mày, thanh kiếm kia chẳng lẽ có bí mật gì? Yến Khinh Vũ nói. Dạ tông chủ còn ủy thác chợ đen hỗ trợ tìm kiếm, treo giải trên trời, nhưng từ sau khi Cổ La chạy đi, đã không còn xuất hiện nữa. Nếu như hắn nổi điên, hẳn là sẽ mạnh mẽ đâm tới, chạy tán loạn khắp nơi, không thể nào trực tiếp biến mất từ vạn dặm La Phù. Chẳng lẽ là cổ kiếm chỉ dẫn lấy hắn đi nơi nào? Khương Phàm bỗng nhiên có cảm giác, bên trong rất nhiều đồ rơi xuống lúc ấy, cổ kiếm không phải dâu ria, cũng không phải tùy tiện đến rơi xuống, mà là. Nó chính là thủ phạm làm sụp đổ bầu trời. Nếu thật là như thế này, cổ kiếm tuyệt đối có bí mật rất lớn. Nhưng Cổ La chỉ là lục phẩm linh văn, có thể khống chế sao? Yến Khinh Vũ tiếc nuối nói. An Nhiên đi thánh địa, người cũng đi thánh địa. Dạ tông chủ coi Cổ La là thành tông chủ tương lai mà bồi dưỡng, không nghĩ tới đã vậy còn biến mất quá ly kỳ. Ta sẽ lưu ý hắn, nhưng... Nhưng cái gì? Chỉ sợ sau khi tìm được Cổ La, hắn đã không còn là Cổ La mà chúng ta quen biết.
có ý gì? Ta đi tìm xem, cũng coi như sư huynh đệ. Khương Phàm có trực giác, khả năng Cổ La đang gặp nguy hiểm. Khương Uyển Nhi ôm một cái hộp gấm chạy về đến, đặt trên bàn đá, trong này có 8 loại đan dược, đều là tẩm bổ linh hồn, cường thịnh ý thức, huynh xem một chút là cần cái nào. Dưỡng hồn đan, chính thiên đan, quả nguyên đan. Sau khi Khương Phàm cẩn thận lật xem thì cầm lấy dưỡng hồn đan ăn vào một viên, ta đều lấy cả, nhìn xem có hiệu quả hay không. Khương Uyển Nhi giao hộp gấm cho Khương Phàm, còn cần cái gì không? Ta cần dược liệu. Khương Phàm nhìn về phía phương hướng dược sơn của Ly Hỏa Thánh Địa, trước khi đến là cảm thấy có thể tùy tiện cầm dược liệu của Thánh Địa, không nghĩ tới vậy mà lại là tình huống như vậy. Sớm biết như thế này, lúc ấy ở đan đỉnh điện nên vơ vét sạch sẽ toàn bộ đan dược. Chờ chút, vơ vét toàn bộ. Trong lòng Khương Phàm khẽ động. Khương Phàm điều dưỡng 3 ngày 3 đêm, ý thức đã có chuyển biến tốt đẹp, không còn đau đầu nữa. Thu ấn cũng nổi lên tia sáng, chỉ là đều rất yếu ớt, miễn cưỡng hiện ra hình dáng. Đan Hoàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Phàm cơ hồ không cảm giác được hắn tồn tại. Khương Uyển Nhi nhìn thấy Khương Phàm còn đang ăn đan dược, quan tâm hỏi, ca ca, ý thức của huynh còn chưa tốt sao? Tốt hơn nhiều rồi. Khương Phàm ăn đan dược vào, yên lặng luyện hóa. Khương Uyển Nhi lo lắng nói. Cần tìm Thường Thúc Thúc kiểm tra cho huynh một chút không? Muội thấy huynh mấy ngày nay luôn ngẩn người. Yến Khinh Vũ ở bên cạnh nói. Hắn không phải ngẩn người, là đang nghĩ cách tính toán. À, hắn luôn luôn nhìn qua phương hướng dược sơn mà ngẩn người, khẳng định đang đánh chủ ý xấu gì đó rồi. Hi hi, Khinh Vũ tỉ tỉ quan sát rất cẩn thận nha. Chính hắn đều nói rồi, sinh mệnh chân lý ở chỗ giày vò. Cho nên cuộc sống của hắn đơn giản chính là, đang giày vò cùng, chuẩn bị giày vò. Khương Phàm cười khẽ hai tiếng, tiếp tục suy nghĩ cái gì đó. Ta nói đúng rồi phải không? Yến Khinh Vũ hừ một tiếng, ngồi vào bên cạnh. Ngươi có thể sáng sủa chút hay không? Mới 17 tuổi, có chút tinh thần phấn chấn được không? Đừng như người 27. Hi hi. Khinh Vũ tỷ tỷ không phải nói thích thành thục sao? Ta nói lúc nào? Lần trước cùng nhau tắm rửa, lúc nói còn ngẩn người đấy thôi. À, nhà đầu chết tiệt kia, đừng có cái gì cũng đều nói ra bên ngoài. Ca ca, huynh thích như thế nào? Khương Uyển Nhi bỗng nhiên tiến đến trước mặt Khương Phàm. Ta à, tùy duyên. Khương Phàm cười cười, đã đợi không kịp mà gọi Bách Lý Mạc Yêu vào. Tốc độ ngươi có thể có bao nhanh? So với ai? Bách Lý Mạc Yêu mong đợi nhìn Khương Phàm. 3 ngày này hắn vẫn một mực đang kìm nén sức lực muốn đi tìm đám người Huyền Nguyệt Hoàng triều kia báo thù, chỉ là Khương Phàm đã nhiều lần ngăn cản. Cùng tất cả mọi người trong Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm suy tính mưu đồ 3 ngày, bây giờ đã có tính toán. Chỉ cần bọn hắn không có vũ khí rất đặc biệt, ta hẳn là có thể nhanh hơn so với tất cả bọn hắn. Nếu như trên lưng mang mấy trăm vạn tấn đồ thì sao? Mấy trăm vạn tấn? Một ngọn núi sao, Bách Lý Mạc Yêu ngẫm lại, nói. Có ảnh hưởng, nhưng nếu cự ly ngắn hẳn là ảnh hưởng không lớn. Khương Phàm nói. Ngươi đến Hoang Mã Nguyên đi dạo, nhìn xem có thể tìm tới đám người kia hay không. Ta ở chỗ này có 2 kế hoạch, nếu như tìm không thấy, chúng ta sẽ dùng cái đầu tiên, nếu như có thể tìm được, chúng ta sẽ dùng cái thứ hai. Ta đi ngay. Chú ý ẩn nấp, nếu như bọn hắn không có ở đây, nói rõ đã từ bỏ. Nếu như vẫn còn liền có thể là đang làm bẫy. Hoang Mã Nguyên là vùng đất bằng phẳng, chỉ cần ta giữ vững 3 vạn mét trở lên, bọn hắn sẽ không nhìn thấy ta, nhưng ta có thể nhìn thấy bọn hắn. Mặc kệ tìm được hay là không, trước đại hội luyện đan một ngày, người nhất định phải trở về. Yến Khinh Vũ nhìn Bách Lý Mạc Yêu hào hứng rời khỏi, thể hiện có chút quái dị, các ngươi thật sự là bằng hữu. Tại sao ta cảm giác hắn giống như có chút sợ ngươi? Cái này gọi là tôn trọng lẫn nhau. Đến đây, ta chỉ đạo võ pháp cho các ngươi. Khương Phàm đứng dậy, chào hỏi hai nữ. Yến Khinh Vũ kháng cự. Ngươi chỉ đạo Uyển Nhi đi, ta là phong hệ linh văn, không giống với các ngươi. Ta vẫn là đề nghị kia, cô muốn phát huy ngươi ưu thế phong hệ, nên phối hợp tốt với ám khí. Ngươi lại lăng mạ phong hệ linh văn chúng ta có thể sẽ tức giận với ngươi đấy. Nàng còn không phục. Khương Phàm vừa hết lời, triển khai tư thế nói với Khương Uyển Nhi. Cứ việc tấn công, đừng sợ làm bị thương ta. Muội có thể bắt đầu. Khương Uyển Nhi nắm tay trái lại, liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ thành tinh thuẫn, tay phải hướng về phía trước,
ngưng tụ liệt diễm trường mâu, sau một tiếng quát, nàng liền xông về phía Khương Phàm. Yến Khinh Vũ vội vàng hô to. Khương Phàm, người thu lại chút đi, đừng không nặng không nhẹ làm bị thương Uyển Nhi. Đây là muội muội ta, ta làm bị thương cô, cũng thương không đến nàng. Ngươi, cũng không lâu lắm, thời điểm Khương Phàm cùng Khương Uyển Nhi đánh hừng hực khí thế, Khương Hồng Võ mang theo bọn người Yến Tranh lại tới đây. Ly Hỏa Thánh chủ phái người đến khiêu chiến. Khương Uyển Nhi tản ra liệt diễm, lui đến bên cạnh, lại là đánh cùng Hoàng Kim Sư Tử kia sao? Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định như vậy sao? Lần này không giống, trên mặt nổi là muốn khiêu chiến các ngươi, nhưng thật ra là nhắm tới Nghị Nhi. Hắn mời ra một thánh hỏa từ bên trong vạn hỏa pháp tràng, tên là Thuần Dương Chính Thiên Hỏa, nói là dùng để ban thưởng người biểu hiện ưu tú. Trưởng lão tới thông báo còn đặc biệt giới thiệu, Thuần Dương Chính Thiên Hỏa là một loại thánh hỏa có khí tức chí dương bá đạo, vô cùng thích hợp để tu luyện võ pháp cương mãnh, không chỉ sẽ thả ra uy lực mạnh hơn, sẽ còn tự mang khí thế áp bách. Khương Hồng Võ rất rõ ràng ý tứ của Ly Hỏa Thánh Chủ, ngoài mặt là mời bọn hắn tiếp tục luận bàn, nhưng lại cố ý lấy ra thánh hỏa, còn tới giới thiệu tình huống thánh hỏa, kỳ thật chính là dẫn dụ Khương Phàm ra tay. Bởi vì Ly Hỏa Thánh Chủ biết Khương Phàm có thể thôn phệ thánh hỏa khác. Nếu Ly Hỏa Thánh Chủ khẳng khái như thế, sao ta có thể để lão nhân gia ông ta thương tâm? Khương Phàm đang nghĩ ngợi nên làm như thế nào để đến bên trong vạn hỏa pháp tràng trộm thánh hỏa, vậy mà Ly Hỏa Thánh Chủ lại chủ động đưa tới cửa. Thuần Dương Chính Thiên Hỏa. Trùng hợp như vậy sao? Đây là một trong mấy loại thánh hỏa hắn mong đợi gặp phải nhất. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể lấy được thánh hỏa, nhưng nếu Ly Hỏa Thánh Chủ mời liền khẳng định có nắm chắc. Hoàng Kim Sư Tộc là một trong ngũ đại vương tộc của Trấn Nam Yêu Quốc, nhất là ấu sư kia, tựa như là một kẻ ưu tú nhất trong hậu đại của Hoàng Kim Sư Vương. Ta đã là chí tôn thánh văn, có nắm chắc, đi, chiếu cố hắn một chút. Khi bọn hắn đi đến trước đại điện Ly Hỏa Thánh Chủ, điện chủ các điện, còn có rất nhiều trưởng lão và đệ tử thân truyền đều đã chờ đợi ở nơi này. Khương Phàm, không phải hắn bị nhốt trong địa lao sao, sao lại có thể tùy tiện đi ra? Lúc mọi người nhìn thấy Khương Phàm, lập tức tức giận chất vấn Khương Hồng Võ. Đương nhiên là cố ý. Hôm nay bọn hắn chính là đào hố cho Khương Phàm, chờ hắn tới nhảy vào. Ly Hỏa Thánh Chủ nhếch miệng lên một đường cong, nhưng rất nhanh đã biến mất. Liền biết tiểu tử Khương Phàm này gánh không được thánh hỏa dụ hoặc. Khương Hồng Võ nói, ta đã liên hệ cùng Vô Hồi Thánh Địa, bọn họ nguyện ý xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn. Xét thấy hai bên đều là đồng minh thánh địa, ta và Phó Điện Chủ Phạm Thiên Quân sau khi thương lượng đều cảm thấy nên lấy đại cục làm trọng, trước tiên coi Khương Phàm là tân khách mà đối đãi. Còn cụ thể xử trí như thế nào, chờ Vô Hồi Thánh Địa tới đàm phán lại nói. Tập thể đám người trước điện nghẹn ngào, triệt để bó tay rồi. Vô Hồi Thánh Địa nơi đó nói xin lỗi. Ngươi còn cùng Phạm Thiên Quân thương lượng. Mở mắt nói lời bịa đặt sao lại có thể nói tới thông thuận tự nhiên như thế được chứ? Hắn là làm thế nào tự do chuyển đổi giữa, bá khí, cùng, không biết xấu hổ, được. Phạm Ngọc Thành đều có chút bội phục. Coi như muốn chờ đợi xử trí, cũng không thể đưa đến loại trường hợp này. Khương Hồng Võ nói. Khương Phàm ngưỡng mộ phong thái Hoàng Kim Sư Tộc, đặc biệt đến tiếp. Ta nghĩ Hoàng Kim Sư Vương cũng không để ý chứ. Giọng Hoàng Kim Sư Vương ù ù, uy thế bức người. Mặc dù ta ở Trấn Nam Yêu Quốc nhưng cũng từng nghe nói đến thanh danh Khương Phàm. Dìm nước Hoang Mã Nguyên, trêu đến người người oán trách. Cưỡng đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, còn đồ sát toàn bộ đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa, giết 8 vị thiên kiêu Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Sức một mình, bôi lên 2 chữ huyết sắc cho Thánh Địa, thật sự là nhân kiệt khó có được. Khương Phàm cười nhạt nói. Quá khen. Hoàng Kim Sư Vương hừ lạnh. Người đều đã tới, cũng đừng chỉ nhìn, có hứng thú cùng hài tử ta tỉ thí một trận hay không? Ly Hỏa Thánh Chủ cố ý biểu hiện ra vẻ mặt do dự. Sư Vương, Khương Phàm sát tính quá nặng, thủ đoạn lại tàn nhẫn, không thích hợp cho trường hợp này. Hoàng Kim Sư Vương lại nói. Sát tính nặng mới tốt, yêu quốc chúng ta cho tới bây giờ đều không có loại chuyện diễn võ này, đều là lên đài chém giết, không chết không phế không rời khỏi sàn đấu. Thế nào, Khương Phàm, người có dám hay không? Khương Phàm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Thánh địa là tỉnh thổ. Ta lại là khách, không tiện ở chỗ này chém giết. Chẳng may làm bị thương người nào, coi như không xong. Đám người run rẩy khóe mắt, thật đúng là có phụ thân nó tất có hài tử.
Hoàng Kim Sư Vương lại nói. Nếu như nơi này không tiện, chúng ta đến bên ngoài thánh địa, nơi đó khoáng đạt, tùy tiện náo. Như thế nào, chúng ta lần đầu gặp mặt liền chém chém giết giết, không tốt lắm đâu. Khương Phàm cố ý liếc mắt nhìn tượng đá bên cạnh Ly Hỏa Thánh Chủ, tượng đá đỏ bừng, khuấy động ánh lửa mãnh liệt, bên trong giống như có thứ gì đó đang va chạm táo bạo, lúc nào cũng có thể xông ra tới. Chu Tước Linh Nguyên trong khí hải bay lên gáy to, giống như đã cảm nhận được thánh hỏa kia, không kịp chờ đợi muốn thôn phệ. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, nếu hai bên đều có ý, cơ hội lại rất khó có được, ta thấy như vậy đi, các ngươi liền đến bên ngoài so một trận. Ta làm chủ nhân, cũng lấy ra một thứ, trợ hứng cho hai vị khách. Khương Hồng Võ rất phối hợp mà nói. Thuần Dương Chính Thiên Hỏa cũng không phải thánh hỏa bình thường, Ly Hỏa Thánh Chủ đều đã khẳng khái như thế, Khương Phàm, có muốn thử một chút hay không? Khương Phàm đối với Ly Hỏa Thánh Chủ nói. Ta thắng, Thuần Dương Chính Thiên Hỏa sẽ thuộc về ta. Chỉ cần ngươi có thể thắng, sẽ thuộc về ngươi. Nếu đã như thế, vậy ta liền bêu xấu. Sau khi một phen khách sáo dối trá, hai bên phối hợp rất tự nhiên cũng nhau diễn xong đùa giỡn. Nhưng, khi Hoàng Kim Ấu Sư từ phía sau thân thể cao lớn của Sư Vương đi ra, bọn người Ly Hỏa Thánh Chủ lộ ra nụ cười, mà sắc mặt của bọn người Khương Hồng Võ lại trở nên cực kỳ khó coi. Trước đó vẫn là Ấu Sư chừng 10 xích, 3 ngày ngắn ngủi vậy mà đã bỗng nhiên tăng mạnh hơn 2 mét rồi, đã trở nên càng uy vũ càng thần tuấn, cũng càng khổng lồ. Cục thịt ở giữa hai cái đầu kia hoàn toàn dài ra, biến thành cái đầu vàng óng ánh. Khí thế mạnh hơn, cảnh giới cũng đột phá. Khương Hồng Võ bỗng nhiên đứng dậy, mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, làm sao nó có thể mọc ra 3 cái đầu, cảnh giới lại là linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Đều thất thần làm gì, còn cần đặc biệt giới thiệu sao? Ly Hỏa Thánh Chủ cười lạnh, muốn lấy Thuần Dương Chính Thiên Hỏa của ta, người phải dùng mệnh đến đổi. Các ngươi giở trò lừa bịp. Khương Uyển Nhi giận dữ la mắng. Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên mọc ra cái đầu thứ 3, khẳng định là bởi vì đã ăn bảo dược vô cùng quý giá. Ly Hỏa Thánh Chủ khẳng khái như thế, cũng có thể đã làm ước định cùng Hoàng Kim Sư Vương, muốn giết Khương Phàm. Yến Khinh Vũ tức giận, đám người này quá ghê tởm, một kẻ chủ nhân thánh địa, một kẻ là yêu vương hoàng tộc, vậy mà lại liên thủ với nhau tính toán một hài tử mười mấy tuổi. Phạm Ngọc Thành thưởng thức bộ dáng kinh ngạc của bọn hắn, tâm tình thật tốt. Để cho các ngươi cuồng, để cho các ngươi phách lối, bây giờ đã sợ hãi chưa? Khương Hồng Võ trầm giọng nói. Cảnh giới của hắn là nhị trọng thiên, công bằng sao? Ly Hỏa Thánh Chủ liếc mắt Khương Phàm, thản nhiên nói. Khương Phàm đạt được vĩnh hằng chi linh, hẳn là đã là chí tôn thánh văn, nếu như luận bàn cùng cảnh giới, đối với người khác liền không công bằng. Phạm Ngọc Thành cũng nói. Khương Phàm là chí tôn thánh văn, Hoàng Kim Sư Tử cao hơn nhất trọng thiên, thực lực vừa vặn sẽ xứng đôi. Khương Hồng Võ nắm chặt nắm đấm. Huyết mạch Hoàng Kim Sư Tử, đủ để có thể so với chí tôn thánh văn. Phạm Ngọc Thành ha ha cười khẽ. Vẫn kém một chút, Khương Phàm nhà các ngươi phải càng mạnh hơn. Khương Hồng Võ lại chất vấn Hoàng Kim Sư Vương, lấy mạnh lấn yếu, đây chính là hoàng tộc. Ai mạnh ai yếu, phải chờ đánh xong lại định. Đây là quyết đấu giữa hài tử ta cùng Khương Phàm, người khác không có quyền can thiệp. Khương Phàm, người còn dám hay không? Hoàng Kim Sư Vương nói xong, còn cố ý nhìn tượng đá thiêu đốt. Ca ca, chúng ta không đánh. Khương Uyển Nhi tranh thủ thời gian khuyên Khương Phàm, giữa mỗi tầng linh hồn cảnh chênh lệch vô cùng to lớn, trừ phi linh văn khác biệt rất lớn, nếu không thì không thể nào vượt cấp khiêu chiến, huống chi lại còn là yêu thú siêu cường Hoàng Kim Sư Tử như thế này. Khương Hồng Võ cũng nhắc nhở Khương Phàm, coi chừng bị lừa. Đối mặt với dị thú Hoàng Kim Sư Tử như thế này, cùng cảnh giới hợp lại đều có thể có lo lắng, huống chi lại còn là vượt cấp. Khương Phàm cùng Tam Đầu Kim Sư nhìn nhau. Hắn đều đã có mặt để khiêu chiến, ta có cái gì không dám nhận. Tam Đầu Kim Sư cao ngạo ngẩng đầu lên, thanh âm ù ù, uy thế bức người. Tốt, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, để cho ngươi đánh 3 chiêu, trong vòng 3 chiêu, ta không hoàn thủ. Sau 3 chiêu, sinh tử mỗi người dựa vào thực lực, như thế nào? Khương Phàm nói với Ly Hỏa Thánh Chủ. Trước tiên để tượng đá cho ta phụ thân đảm bảo, miễn cho ta thắng, các ngươi lại chơi xấu. Cho hắn trước. Ly Hỏa Thánh Chủ rất sảng khoái. Kim Sư này là truyền nhân mạnh nhất của Hoàng Kim Sư Vương, lại lấy được Thái Sơ Mệnh Hồn Đan kích phát huyết mạch, cùng cảnh giới đều có thể áp chế Khương Phàm,
huống chi lại còn cao hơn nhất trọng thiên. Phía trước Ly Hỏa Thánh Địa. Ca ca, hãy cố gắng lợi dụng cơ hội ba chiêu. Khương Uyển Nhi thay Khương Phàm cổ động, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng ba chiêu kia vẫn là mấu chốt. Bọn người Khương Hồng Võ nghiêm mặt, vẫn rất muốn ngăn cản, nhưng Khương Phàm không phải hài tử bình thường, nếu đã tiếp chiến, hẳn là sẽ có tính toán của mình. Khương Phàm cùng tam đầu sư tử kéo ra cự ly 100 mét, yên lặng kích ra năng lượng chiến trụ chảy xuôi trong hai tay. Kình phong cuốn qua nơi hoang dã, bụi cỏ ngang eo đổ dạp cũng tung bay mái tóc ngắn của Khương Phàm. Gương mặt gầy gò lãnh tuấn kiên nghị, ánh mắt sắc bén như đao, áo bào bay phần phật, phác họa ra dáng người thon dài giống như cây giáo. Tam đầu sư tử lay động thân thể hùng tráng, phát ra tiếng gào trầm thấp, móng vuốt cứng rắn giữ chặt đại địa, tản mát ra khí thế cường đại kinh hồn nhiếp phách. Đừng nói là loài người, xem như yêu thú, đứng ở trước mặt nó cũng nhìn không được mà phải quỳ lạy. Đây chính là khí thế vương giả bẩm sinh. Ly Hỏa Thánh chủ đi đến phía trước, tự mình tuyên cáo, 100 dặm hoang dã phía trước đều là chiến trường của các ngươi, bây giờ. Bắt đầu, bắt đầu. Mấy ngàn người tụ tập trước Ly Hỏa Thánh địa cùng hô to lên, cảm xúc kích động, không kịp chờ đợi muốn nhìn Hoàng Kim Sư Tử ngược sát Khương Phàm. Bọn hắn là Thánh địa luyện đan, không quen chém giết, không phải đối thủ của đám người Khương Hồng Võ này, vậy thì mời một yêu thú hung tàn hơn. Cái này gọi lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo. Khương Phàm đột nhiên nói. Ngươi không cần cho ta ba chiêu, miễn cho cuối cùng các ngươi không nhận nợ. Ngươi nói cái gì? Con mắt tam đầu sư tử đột nhiên lăng lệ. Khương Phàm đưa tay khiêu chiến, ta nói, quyết chiến công bằng, không có nhường chiêu. Hắn nói cái gì? Bọn người Khương Uyển Nhi không hiểu thấu, không cho. Vậy còn có phần thắng gì? Nghị Nhi, bây giờ không phải thời điểm cậy mạnh. Bọn người Yến Tranh nghiêm túc nhắc nhở, giống ánh sáng hoàng kim bao phủ hoang dã, tam đầu sư tử bổ nhào tới, khí thế tăng vọt, cực kỳ cường đại, ba cái đầu gầm thét, sóng âm cuồn cuộn, giống động hoang dã. Bọn người Khương Uyển Nhi kinh hô, các đệ tử Ly Hỏa Thánh địa hít vào khí lạnh, nhìn đã rất uy mãnh, đột nhiên bộc phát càng là dọa người. Hoàng kim sư tử chợt phóng tới, mặt đất cũng nứt ra, hoàng kim chảo phảng phất nặng đến vạn tấn, u u trầm đục. Hào quang màu vàng nương theo khí tức huyết sát, thổi tung mấy vạn mét hoang dã. Cát bay đá chạy, bụi cỏ đột ngột nhảy lên, phấp phới giữa trời cao. Cuồng bạo, uy mãnh, rung động. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, ngưng tụ thái dương chiến y, hắn hét dài một tiếng, phát ra kim viêm thánh hỏa mãnh liệt, đối diện va chạm đập vào mặt kim quang. Ầm ầm, mặt đất vỡ nát, bụi cỏ hóa thành bột mịn, lít nha lít nhít hòn đá bay lên như mưa. Khương Phàm cường thế phá tan thanh âm thanh chiều mãnh liệt, xuyên thủng kim quang, cùng hoàng kim sư tử khổng lồ đối diện chạm vào nhau. Giống. Hoàng kim sư tử cuồng dã, tóc mai bay lên, răng nanh tùm, vung lên móng vuốt màu vàng giống như cái cối xay, khuấy động cường quang, xé rách ra uy thế rung động, hung hăng đánh về phía Khương Phàm. Một kích này, như có thể đập nát núi đá. Khương Phàm đang phóng tới đột ngột nhảy lên, tay phải hóa thành móng vuốt chu tước, trong chớp mắt chu tước huyết khí trùng kích, chiến trụ thiêu đốt năng lượng, lực lượng tăng vọt đến 700.000 cân. Keng! Trận va chạm trong nháy mắt giống như hai trọng trùy tuyệt thế cuồng bạo đánh vào một chỗ, nổ lên hỏa tinh. Trong chớp mắt, sóng âm chói tai khuấy động mấy vạn mét hoang dã. Vô số người không kịp chuẩn bị, ôm đầu kêu thảm. Sâu trong quang chiều, Khương Phàm duy trì tư thế phóng lên cao, vuốt phải hung hăng nhấc lên. Hoàng kim sư tử thì run rẩy vuốt phải. Bỗng nhiên bị quăng lên, liên lụy đến chân trước bên phải, cho đến thân thể phía bên phải đều đã mất đi khống chế. Thời gian phảng phất dừng lại. Bọn người Khương Hồng Võ đều biến sắc, ánh mắt sáng rực nhìn thấy rõ ràng màn này. A! À, Khương Phàm hét lớn, móng vuốt cắt vuốt phải Hoàng Kim Sư Tử ra, mang theo lực lượng kinh khủng nhất cả người hắn lên. Hoàng Kim Sư Tử gào lên đau đớn, bị kéo lên rồi lại đập xuống đất, trượt ra xa mấy chục mét. Liệt diễm oanh minh dưới chân Khương Phàm, không đợi rơi xuống đã nhảy vọt lên, xông về phía Hoàng Kim Sư Tử. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử rơi xuống đất bỗng nhiên đứng dậy, kim quang cuồn cuộn, cơ bắp căng cứng, lập tức muốn khởi xướng phản kích. Nhưng, Khương Phàm vừa vặn rơi xuống trên lưng của hắn, hai tay hung hăng đánh về phía cái đầu ở giữa kia. Giống. Hoàng Kim Sư Tử lay động thân thể, hai cái đầu ở hai bên tức giận mà gào thét. Tiếng như sóng chiều dâng lên bao phủ Khương Phàm. Chiến y toàn thân Khương Phàm run rẩy,
sau khi kịch liệt lấp lóe đã trực tiếp tán loạn, nhưng móng vuốt đang giao nhau của Khương Phàm vẫn hung hăng đánh vào trên cái đầu kia. Huyết nhục văng tung tóe. Cái đầu cúi xuống dưới, lại bị tươi sống xé mở hơn phân nửa. Khương Phàm chật vật bay kên, bị âm thanh khủng bố hất bay vài trăm mét, sau khi hạ xuống, khí huyết sôi trào, một ngụm máu suýt chút nữa phun ra ngoài. Thể hiện của đám người Ly Hỏa Thánh Chủ toàn bộ cứng ở trên mặt, khó có thể tin được mà nhìn cái đầu Hoàng Kim Sư Tử bị xé mở kia. Cái này sao có thể, vừa mới bắt đầu đã liền bị thương. Khương Uyển Nhi các nàng giật mình che miệng, ca ca có thể đánh lui Hoàng Kim Sư Tử, còn có thể làm nó bị thương. Chênh lệch cảnh giới đâu? Không tồn tại sao? Ngươi đang làm gì? Hoàng Kim Sư Vương giận dữ mắng mỏ tam đầu Kim Sư, đây là chém giết, ai bảo ngươi đang chơi? Quả nhiên rất mạnh, là ta coi thường ngươi. Tam đầu sư tử gầm thét, lực lượng huyết mạch cuồn cuộn trong toàn thân, lông tóc toàn thân đều trở nên cứng rắn, vết thương trên cái đầu ở giữa kia vây mà nhanh chóng khép lại, từ từ giơ lên, miệng đầy răng nanh, kim quang trong hai mắt như sấm. Chớ kiếm cớ cho mình, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, hôm nay ta không để ý chém hai cái đầu của ngươi, nấu canh uống. Khương Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, một lần nữa ngưng tụ lại thái dương chiến y. Giống, muốn chết. Hoàng Kim Sư Tử nổi giận, ba cái đầu tăng vọt ánh sáng, giống như ba mặt trời nhỏ. Ba ngọn ánh sáng như thủy triều dâng lên phun ra ngoài, hóa thành ba kim châu cỡ lớn, chói lọi không gì sánh được, năng lượng bạo động, những nơi ánh sáng đi qua, mặt đất đều vỡ nát, hình thành vết tích rộng hơn 10 thước. Thái dương thánh quyền. Khương Phàm sôi trào lên hừng hực thánh viêm, cuồn cuộn khắp trời. Hóa thành ba mặt trời nhỏ. Đặc biệt, thái dương tinh hỏa bên trong thánh viêm cùng mặt trời sinh ở không trung ra phản ứng vi diệu, giống như là vòng xoáy, tiếp dẫn uy lực thái dương. Xa xa nhìn sang, vô tận bầu trời đều nổi lên gợn sóng. Đó là võ pháp gì? Cảnh tượng kỳ dị để vô số gương mặt có phản ứng, rõ ràng nhìn thấy mặt trời ở không trung vẩy xuống quang huy, gông cùng xiềng xích vượt qua không gian và thời gian. Cộng minh cùng ba vầng mặt trời mà Khương Phàm thả ra. Ba viên kim châu hoành hành nơi hoang dã, ba mặt trời từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, hào quang màu vàng bao phủ khắp đất trời, năng lượng kinh khủng khuấy động hoang dã. Cát bay đá chạy, tràng diện rung động. Hai nguồn năng lượng của cảnh giới khác biệt đang hủy diệt lẫn nhau, ai cũng không thể đột phá ai. Tuy nhiên, bởi vì ưu thế cảnh giới, uy lực kim châu vẫn hơn năng lượng một chút. Cho nên bạo tạc hình thành năng lượng như cuồng triều đều cuốn về Khương Phàm. Những nơi năng lượng bạo tạc đi qua, mặt đất đều sụp đổ, vết nứt lan tràn khắp nơi, đá vụn bay như mưa. Khương Phàm ngưng tụ hai cánh, nhanh chóng bay ngược lại. Rầm rầm rầm. Hoàng Kim Sư Tử theo năng lượng phóng tới, ba cái đầu gầm thét, phun ra cường quang hóa thành ba lợi kiếm, mỗi cái đều đạt tới chừng 10 xích, toàn thân kim quang, giống như thần binh, khuấy động uy lực huyết mạch kim sư. Sáng chói vô địch, chém về phía Khương Phàm. Khương Phàm bay lên trời cao, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng, ba lợi kiếm tương thông với ý thức kim sư, cứ như là hóa thân của hắn, hoành kích trời cao, mạnh mẽ phách trảm. Khương Phàm phóng lên hơn 500 mét, lại đột nhiên lao xuống, hai tay mở rộng về phía sau, huyết nhục hài cốt vặn vẹo, hóa thành chu tước rực chân chính. Siêu siêu siêu, ba thanh lợi kiếm lao thẳng đến, chém ra không gian. Thiêu đốt lên kim quang, bay đến Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, phản ấn mặt trời bao quanh chu tước rực, khuấy động uy lực lượng chiến trụ, điên cuồng công kích trời cao. Rầm rầm rầm, bạo tạc kịch liệt, loạn động trời cao. Khương Phàm lại lần nữa bị đánh lui, nhưng điều làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, hắn lại không hề tổn hao gì. Ly Hỏa Thánh Chủ mày nhíu lại, nói đùa cái gì vậy, Khương Phàm không phải nhất trọng thiên sao? Hoàng Kim Sư Tử không phải cấp bậc yêu vương sao? Hoàng Kim Sư Vương ngóng nhìn trời cao, vô cùng ngoài ý muốn trước thực lực của Khương Phàm. Ca ca! Khương Uyển Nhi trừng to mắt, không tin được, ca ca mạnh tới mức này sao? Trách không được có thể đại triển thần uy tại Thánh Địa Tây Bộ. Khương Phàm ở trên không tháo chạy hơn 100 mét, khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể, không có một khắc đình chỉ, liệt diễm cuồn cuộn toàn thân, hóa thành hơn ngàn viên hỏa tinh. Tràn ngập đất trời, đánh về phía Hoàng Kim Sư Tử đã nhào tới. Ý thức bị thương, không thể phóng thích thú quyền, chỉ có thể mượn nhờ hỏa tinh quấy nhiễu. Hỏa tinh như mưa, nhanh chóng xoay chuyển, uy lực bao quanh giống như bạo tạc, che mất Hoàng Kim Sư Tử.
Hoàng kim sư tử gào thét, thân thể giống như sắt thép đổ bê tông tùy tiện gánh vác đòn tấn công này, đầu của hắn lay động mãnh liệt, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, từng luồng khí tức huyết mạch trùng kích lên đầu, ngay sau đó có thể nhìn thấy rõ ràng chín gợn sóng màu vàng vọt lên, giống như ba cơn chiều cường, chấn động đến thiên địa oanh minh. Đây là bí thuật truyền thừa của Hoàng kim sư tộc, là công pháp sư hống thật sự, âm ba công thế thiên hạ phần lớn diễn biến ở đây. Cửu đầu sư hống, mạnh nhất thậm chí có thể khiêu chiến tiếng long ngâm. Gánh chịu lấy uy lực huyết mạch, sóng âm khuấy động trời cao, đại địa vỡ nát, chém chết vạn cỏ, cảnh tượng hết sức dọa người. Thanh chiều đánh lên trời, ba đường giao hòa, uy thế liên tiếp tăng vọt gấp ba lần. Xa xa nhìn lại là thấy hình dáng hùng sư khổng lồ được tạo thành, lớn đến mấy trăm mét, phảng phất có được phong thái thượng cổ sư vương. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều như đang sôi trào. Khương Phàm lợi dụng hỏa tinh quấy nhiễu vài giây, triệt để hóa thân chu tước yêu thể, kích phát ra huyết hải của bản thân, thực lực cưỡng ép tăng vọt gấp đôi. Cảnh giới đã đạt tới đỉnh cao bỗng nhiên nhảy lên phía trước, chấn động kịch liệt giữa nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Một tiếng tiếng gáy to, âm thanh cắt cả trời cao. Khí tức chu tước tràn ngập. Khương Phàm khoác thái dương chiến y trên người, hai cánh mở ra giữa trời. Ầm ầm, bầu trời cuồn cuộn, hoàn toàn lâm vào bạo động. Tại trong kim quang, thanh chiều đầy trời, Khương Phàm hóa thân thành chu tước xé rách hết thảy mọi thứ, giống như rạch ra biển động, rạch ra màn trời. Cảnh tượng khiến toàn trường rung động. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, hắn thôi động linh lực, thiêu đốt huyết khí, cực lực khống chế thái dương chiến y. Mấy hơi ngắn ngủi qua đi, Khương Phàm xuyên thủng 300 mét chiều dâng, thái dương chiến y sụp đổ, Khương Phàm ngang nhiên xông ra khỏi sóng âm. Hai cánh căng cứng lao thẳng đến Hoàng kim sư tử. Sắc mặt Hoàng kim sư tử hơi biến đổi, nhưng huyết khí toàn thân lần nữa nhấc lên, với gào thét Khương Phàm. Kim quang cuồn cuộn khắp cơ thể, nương theo lấy huyết khí mãnh liệt, bỗng nhiên đập tới Khương Phàm. Kim quang bạo động, huyết khí lượn lờ, hóa thành một con sư tử con. Sinh động như thật, chân thực lại mạnh mẽ. Phụ ý sư vương thuật. Đây cũng là bí thuật truyền thừa huyết mạch. Hoàng kim sư tộc bẩm sinh đều sẽ nương theo một bí thuật truyền thừa, bắt đầu từ cái đầu thứ hai. Mỗi một cái đầu được mọc ra sẽ còn thêm một bí thuật. Những bí thuật này đều cực kỳ cường đại, là thứ để bọn hắn tranh hùng trong yêu tộc, bảo vệ địa vị huyết mạch cường đại. Phụ ý sư vương thuật chính là bí thuật thứ hai, có thể rời núi lấp biển, có thể gào thét mưa gió, đáng kinh ngạc hơn lôi điện cửu thiên. Sư tử con gầm thét, một uy thế kinh người tràn ngập mấy vạn mét hoang dã, ngay sau đó đại địa triệt để sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Thân thể nho nhỏ, lại như yêu vương đi tuần. Uy lực và năng lượng đáng sợ không gì sánh được. Giết! Khương Phàm gáy to, hai cánh căng cứng phóng thích trong nháy mắt, uy thế kinh khủng bay đến khi sư tử con. Chu tước bác thiên thuật. Phụ ý sư vương thuật. Hai đại bí thuật yêu tộc giao phong chính diện. Mặc dù cảnh giới Khương Phàm hơi thua, nhưng uy thế rõ ràng càng mạnh. Một trận bạo tạc mãnh liệt, phạm vi hơn trăm dặm đều rõ ràng cảm nhận được, cuồng phong mãnh liệt hòa với năng lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi tám phương. Bọn người Khương Hồng Võ nhanh chóng bước lên phía trước, thay các hậu bối chống đỡ. Nhưng, sắc mặt bọn hắn đều trở nên chấn kinh, ngay cả Hoàng Kim Sư Vương cũng vì đó mà gương mặt đều có phản ứng. Bạo tạc kinh khủng không ngừng cuồn cuộn ra, Khương Phàm cùng Hoàng Kim Sư Tử đều bị đẩy lui đến ngoài ngàn mét. Khí huyết Khương Phàm sôi trào nhưng không có bị thương, cơn thể hắn run run, lông vũ giống như sắt thép, lấp lóe kim quang. Sau một tiếng gáy to, hai cánh chấn kích. Lần nữa lao đến Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử chấn kinh, nhưng cũng kích thích lên chiến ý cường đại. Ba đầu kêu gào, chiến ý cuồn cuộn, móng vuốt đạp tan mặt đất, ngang nhiên nghênh kích Khương Phàm. Mặt trời chói chang ở trên không, tiếng gió hú vọng khắp hoang dã. Thảo nguyên mênh mông triệt để lâm vào hỗn loạn. Tiếng sư hống rung trời, tước minh chim gáy, đoạn không, chấn động đến vô số người đầu đau muốn nứt, linh hồn nhói nhói. Khương Phàm đại chiến tam đầu kim sư, từ phía trước Ly Hỏa Thánh Địa giết tới sâu trong thảo nguyên. Những nơi đi qua, mặt đất đều vỡ nát, cỏ cây bị chôn vùi, bụi đất và ánh sáng không ngừng cuồn cuộn. Bọn người Khương Hồng Võ mang người theo sát, ai cũng không nghĩ tới sẽ thấy được một trận chém giết đặc sắc như thế này. Hoàng Kim Sư Tử cường đại, trong dự liệu. Khương Phàm cường đại, vượt quá tưởng tượng, một trận ác chiến vượt qua cảnh giới, vậy mà lại đánh thành thế lực ngang nhau. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Tử liên tiếp gào thét,
sóng âm không ngừng liên tục vang lên, có hình có chất, có thể thấy rõ ràng gợn sóng màu vàng giống như biển gầm phập phồng mênh mông, tràn ngập đất trời, giống như những con sóng lớn vỗ bờ. Khương Phàm kích phát, bản thân, mượn dẫn uy lực Thái Dương, giữ vững Thái Dương chiến y, chính diện ngạnh kháng Hoàng Kim Sư Tử. Đụng nhau kéo dài, chém giết mãnh liệt. Tràng diện tàn bạo lại huyết tính, bọn hắn tung hoành trùng sát, không ngừng biến đổi chiến trường. Phía trước có phiến sơn lĩnh chập trùng, hai người liên tiếp chiến đấu đi qua, mảng lớn núi đá chia năm xẻ bảy, vỡ nát dưới thanh chiều, hóa thành dung nham trong liệt diễm. Số lượng lớn mãnh thú hoang dã hốt hoảng chạy trốn, đều không chịu nổi hai con mãnh thú huyết mạch khí thế này. Các đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa nhìn đến trợn mắt hốc mồm, trách không được Khương Phàm phách lối cường thế, trách không được có thể cưỡng đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thôi, vậy mà hắn lại cường hãn đến tình trạng như thế. Khương Phàm chỉ là gượng chống, chẳng mấy chốc hắn sẽ rơi xuống hạ phong. Đúng, Khương Phàm sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Hắn sao có thể là đối thủ của huyết mạch yêu vương được? Bọn người Phạm Ngọc Thành khẩn trương chú ý, đều suy đoán Khương Phàm đang vận dụng một loại cấm thuật nào đó để cưỡng ép tăng thực lực. Loại cấm thuật này mặc dù cường đại, nhưng thường thường chỉ dùng được trong thời gian rất ngắn. Chỉ cần thời gian vừa đến, Khương Phàm chắc chắn sẽ thua. Keng! Hoàng Kim Sư Tử huy động móng vuốt quấn quanh lấy ánh sáng màu vàng, va chạm cùng móng vuốt của Khương Phàm, bộc phát ra tiếng vang như lôi đình. Cùng lúc đó, toàn thân nó cuồn cuộn kim quang, sôi trào như sấm chiều, ngưng tụ thành kim tiên tráng kiện, số lượng kinh người, quét ngang trời cao. Khương Phàm ngạnh kháng móng vuốt to lớn, đồng thời, liệt diễm cũng cuồn cuộn sau lưng, ngưng tụ ra vòng sáng khổng lồ, bên trong xô ra tám trọng quyền. Ầm ầm, trận bạo tạc mãnh liệt chấn thiên động địa, thánh viêm cuồn cuộn kim quang. Lực lượng Khương Phàm mạnh hơn, thương nhật băng quyền càng cuồng hơn. Hoàng Kim Sư Tử chật vật tháo chạy. Khương Phàm phát ra sát ý lạnh thấu xương, thẳng tắp bổ nhào tới, móng vuốt tráng kiện vạch ra vết tích đáng sợ, đánh thẳng đến đầu Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử không đợi giữ vững thân thể liền mãnh liệt gào thét, sóng âm tiếng sư hống lại nổi lên. Khương Phàm vỗ cánh, cưỡng ép tránh lui. Không thể không thừa nhận, sóng âm sư hống Hoàng Kim Sư Tử xác thực đáng sợ, mà huyết mạch càng mạnh, thả ra uy lực lại càng mạnh. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Tử tức giận không kiềm chế được, tiếng giống liên tiếp dâng lên, liên miên bất tuyệt, nương theo lấy khí tức huyết mạch, sôi trào bầu trời. Khương Phàm nhanh chóng lao vùn vụt, thẳng tới ngàn mét trên không trung. Giờ khắc này, bản thân trong huyết hải vậy mà lại bắt đầu suy yếu, huyết khí toàn thân cũng không tiếp tục táo bạo nữa. Bát cấm thánh thiên quyết, có thời gian hạn chế. Trong lòng Khương Phàm run lên, quả quyết kích phát ra uy lực huyết mạch, cường thế trùng kích huyết hải. Kích thích, bản thân, một lần cuối cùng. Hoàng Kim Sư Tử ở phía dưới hét lớn, sóng âm cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Nó chưa từng có gặp được đối thủ khó như vậy, lại còn thấp hơn nó một trọng thiên, đây quả thực là sỉ nhục. Ba đầu cùng gầm lên, thanh chiều mạnh hơn, kim quang vô biên, sôi trào giữa bầu trời. Phóng tầm nhìn tới, vùng thế giới kia giống như biến thành cối xay thịt kinh khủng, có thể xé nát hết thảy tất cả mọi thứ cuốn vào đó. Hỏa vũ toàn thân Khương Phàm run rẩy, ngạnh kháng với sóng âm tập kích. Hắn vỗ cánh gáy to, kích thích bản thân, kích ra tinh huyết kim hoàng, nhấc lên cuồn cuộn thánh hỏa, ngưng tụ thành biển lửa mãnh liệt. Sâu trong biển lửa, có huyết quang bắt mắt đang lóe lên xen lẫn thành đồ trận phức tạp. Hoàng Kim Sư Tử mặc dù không biết Khương Phàm đang làm gì, nhưng đã nhận ra áp bách mạnh mẽ, mà còn chờ đến bây giờ mới thả ra chiêu thức, khẳng định sẽ vô cùng cường đại. Hắn quả quyết kích phát lực lượng huyết mạch, trùng kích bí thuật truyền thừa hoàn toàn mới. Tịch diệt thánh chú. Đây là truyền thừa từ cái đầu thứ ba, vừa mới lĩnh ngộ, còn không có thi triển qua. Vừa vặn thử một chút uy lực với tên Khương Phàm kia. Ầm ầm. Toàn thân Hoàng Kim Sư Tử sôi trào kim quang như là ngọn lửa cuồn cuộn. Ngay sau đó, trên trán ba cái đầu đổ ra máu tươi, phát ra thanh âm nứt xương. Cuồng phong gào thét giữa đất trời. Nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Một khí tức không cách nào nói rõ tràn ngập toàn thân nó, khuấy động cả hoang dã. Răng rắc. Chỗ máu đổ ra giữa ba cái đầu đã nứt ra ba con mắt đẫm máu. Khí tức Hoàng Kim Sư Tử biến đổi mạnh mẽ, càng uy mãnh cường thế hơn, bộ dáng đều trở nên uy nghiêm không gì sánh được, cơ thể sôi trào kim quang mãnh liệt như lửa ngưng tụ lại hóa thành hùng sư vô cùng to lớn, cao tới 100 mét, hét giận dữ với trời cao.
nó đang làm gì? Bọn người Khương Uyển Nhi rõ ràng cảm nhận được thú uy cường đại, uy thế thẩm thấu đến linh hồn để bọn hắn không cầm được mà run rẩy. Tốt, 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 giết hắn. Đám người Phạm Ngọc Thành kích động lại chờ mong, đây cũng là bí thuật truyền thừa thứ ba, là dùng thái sơ mệnh hồn đan kích phát ra tới, lần này hẳn là có thể đánh giết Khương Phàm. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Tử gào thét đột nhiên trở nên đau đớn, ba con mắt lại một lần nữa khép lại. Lấy năng lực của nó, còn chưa đủ khống chế hoàn toàn ba mắt. Nhưng, Hoàng Kim Sư Tử cuồng dã gầm thét, thiêu đốt huyết khí, lại nổi lên uy lực truyền thừa. Răng rắc, răng rắc. Trên trán lần nữa nứt ra, máu tươi chảy xuôi, mở ra vết nứt đỏ lòm, bên trong hiện ra con mắt đáng sợ. Tịch diệt thánh chú, đưa ngươi trùng nhập luân hồi. Hoàng Kim Sư Tử gào thét như sấm, cưỡng ép phóng thích bí thuật. Trong chớp mắt, hư ảnh xung quanh Kim Sư sụp đổ, nhấc lên năng lượng kinh người, ba đoạn huyết quang nổ bắn ra trời cao, kéo lấy năng lượng như cuồng chiều. Huyết quang trọ trời, giống như là cây giáo, khí tức huyết sát thảm liệt bao quanh, gánh chịu lấy một uy lực hủy diệt không cách nào nói rõ. Chu Tước, Quy Nguyên Thuật. Khương Phàm nâng hai cánh chỉ lên trời, khống chế pháp trận màu máu khuấy động liệt diễm. Ngang nhiên nghênh kích huyết quang đáng sợ. Đồ trận khổng lồ lại phức tạp, huyết quang càng giống như máu tươi đang lao nhanh, xa xa nhìn sang, cực kỳ giống một con thần điểu màu máu dục hỏa mà sinh. Lúc va chạm với nhau, trong chốc lát, đồ trận đột nhiên thay đổi hóa thành huyết điểu, toàn thân huyết hồng mang theo kim viêm. Biến cố trong chốc lát, phóng xuất ra một hung uy đáng sợ, khuấy động trời cao, hoang dã hồi hộp. Rầm rầm rầm. Nhanh chóng va chạm nhưng không có xuất hiện năng lượng bạo động như tưởng tượng, mà là dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người, huyết điểu kéo lấy liệt diễm thôn vệ huyết quang, thôn vệ khí tức huyết sát cùng hào quang màu vàng. Hỏa điểu gáy to, sau khi bay lên lại lần nữa lao xuống, thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử. Toàn trường kinh hô, khó có thể tin được mà nhìn qua giữa không trung, ngay cả Hoàng Kim Sư Vương đều bỗng nhiên biến sắc. Huyết điểu lao xuống, thân thể tại bạo động kịch liệt. Giống như một cái luyện lô kinh khủng đang diễn biến năng lượng đáng sợ bên trong. Vạn vật trở về nguyên thủy. Huyết khí, sát khí, kim quang, đều biến thành năng lượng nguyên thủy nhất, sau đó trở thành chất dinh dưỡng. Uy thế càng mạnh, gần như đã tăng gấp bội. Không, không, không thể nào. Hoàng Kim Sư Tử gầm thét, cực lực muốn khống chế huyết chú, nhưng đã hoàn toàn không cảm giác được tồn tại. Giết! Khương Phàm ở trên không dùng toàn lực khống chế. Ý thức cùng huyết điểu giao hòa, một tiếng gào rít, huyết điểu cùng thánh viêm cuồn cuộn phía sau toàn diện giao hòa, hóa thành hư ảnh Chu Tước vặn vẹo, ngang nhiên nhào về phía Hoàng Kim Sư Tử. Giờ khắc này, năng lượng đều nhận dẫn dắt ở ngay giữa mảnh đất trời này, muốn dung nhập vào bên trong hư ảnh Chu Tước. Hoàng Kim Sư Tử ngưng tụ con ngươi, muốn trốn nhưng cũng đã không kịp. Thế nhưng, hắn vẫn không cách nào hiểu được loại võ pháp đáng sợ này. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, nơi xa truyền đến tiếng gầm thét uy nghiêm, một cơn sóng âm phá nát thiên địa, khuấy động hoang dã, cưỡng ép làm vỡ nát hư ảnh Chu Tước đang lao xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Năng lượng bạo động, triệt để mất khống chế, bị thanh triều xua tan. Hoàng Kim Sư Vương nhúng tay, năm cái đầu giơ lên cao cao, kim quang trong mắt như lôi điện, nhìn chằm chằm Khương Phàm ở giữa không trung, võ pháp ngươi tu luyện là gì? Ta chỉ đồng ý chém giết. Không có đồng ý muốn chia sẻ bí mật của ta. Khương Phàm duy trì yêu thể, trên người khoác thái dương chiến y, gọi Ly Hỏa Thánh Chủ ở xa xa, người nào thắng. Sắc mặt Ly Hỏa Thánh Chủ tái xanh, đây chính là kết quả hắn dùng thái sơ mệnh hồn đan đổi lấy sao. Làm sao Khương Phàm có thể mạnh đến trình độ này? Vượt cấp. Vượt cấp tại linh hồn cảnh. Coi như hắn là chí tôn thánh văn, thế nhưng Hoàng Kim Sư Tử là sư vương tộc, tổ tiên đã từng là thần tọa kỵ. Khương Phàm khiêu khích. Nếu như Ly Hỏa Thánh Chủ còn không có cách nào phán đoán, xin mời Sư Vương lui ra, ta tiếp tục. Hoàng Kim Sư Tử giận gầm thét muốn chiến tiếp, lại bị Hoàng Kim Sư Vương ngăn lại. Khương Hồng Võ đi về phía trước nói. Các ngươi phát khởi khiêu chiến, các ngươi không chấp nhận được kết quả. Một là tôn chủ thánh địa, một là hoàng tộc yêu vương, vậy mà thua không nổi. Hoàng Kim Sư Vương nói. Chúng ta có thể nhận thua, nhưng có một điều kiện. Nói cho ta biết, linh văn thực sự của ngươi. Nhận thua còn nói điều kiện, thật là được mở rộng tầm mắt, nói cho ngươi cũng không sao, linh văn của ta, phần thiên tước. Khương Phàm dương cánh, cố ý triển hiện đường vân mặt trời trên người.
phần thiên tước. Bọn người Khương Uyển Nhi đều là lần đầu tiên biết thú văn của Khương Phàm. Chúng ta nhận thua. Hoàng Kim Sư Vương không tiếp tục kiên trì. Con của hắn biểu hiện rất tốt, phát huy ra thực lực nên có, là Khương Phàm mạnh quá ngoài ý muốn. Võ pháp của hắn có gì đó quái lạ. Tam đầu Kim Sư vô cùng không cam tâm, chúng ta sẽ tra rõ ràng. Hoàng Kim Sư Vương có thể thừa nhận kết quả, nhưng sẽ không chấp nhận kết quả này. Có thể kích phát tiềm lực võ pháp, có thể vượt cấp khiêu chiến võ pháp. Nếu như nó có thể được đến như thế, địa vị Sư Vương tộc tại Trấn Nam Yêu Quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Ly Hỏa Thánh Chủ vô cùng không muốn, cũng không thể ở ngay trước mặt các đệ tử Thánh Địa và trưởng lão chơi xấu được. Thuần Dương Chính Thiên Hỏa thuộc về ngươi. Phạm Ngọc Thành dùng sức nắm chặt nắm đấm, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Trước đó tràn đầy lòng tin, cảm thấy không có bất kỳ lo lắng gì, kết quả Khương Phàm lại hung hăng quăng cho bọn hắn một bạt tai. Khương Phàm mang lên áo giáp, từ không trung rơi xuống, nhận lấy tượng đá mà Khương Hồng Võ đưa tới. Ca ca, huynh thật lợi hại. Khương Uyển Nhi kích động, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên. Quá ngoài ý muốn, thật không thể tin được. Ca ca đã mạnh đến tình trạng này, vượt cấp chân áp Hoàng Kim Sư Tử. Mà, từ đầu đến cuối đều không có dùng vạn thú thiên hoàng quyền. Nhưng võ pháp ca ca thi triển khẳng định đều là thánh pháp, so với vạn thú thiên hoàng quyền còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ngẫm lại năm đó ở Lang Gia Hoàng Triều, bởi vì một bộ thánh pháp, Khương gia bọn hắn suýt nữa bị diệt tộc. Ngắn ngủi mấy năm, vậy mà ca ca đã tu luyện tới càng nhiều thánh pháp càng mạnh hơn. Bọn người Khương Hồng Võ đều rất rung động. Bọn hắn biết Khương Phàm rất mạnh mẽ, nhưng thật sự không nghĩ tới lại mạnh như thế này, đơn giản đều muốn vượt qua những gì bọn hắn biết được. Một trận chém giết, bắt đầu trong sự kích động, kết thúc trong trầm mặc. Các đệ tử và trưởng lão lần lượt trở lại thánh địa, mặt ngoài đều không có ai nói cái gì, nhưng rung động trong lòng thật lâu vẫn không tiêu tan được. Bọn hắn vẫn rất khó chấp nhận được kết quả, nhưng lại không thể không thừa nhận Khương Phàm nhanh nhẹn dũng mãnh. Tên điên này bây giờ đã như vậy. Tương lai còn thế nào? Thuần Dương Chính Thiên Hỏa, dùng để tăng lên cảnh giới, có thể tăng cường linh văn, hẳn là cũng có thể tăng cường ý thức. Sau khi Khương Phàm trở lại sân nhỏ, không kịp chờ đợi mà dẫn xuất Thuần Dương Chính Thiên Hỏa từ trong tượng đá. Một uy thế chí cương chí liệt lập tức quét sạch đình viện, trùng kích cây cối hoa cỏ lay động. Phần uy thế này rất kỳ lạ, không phải thuế lực mãnh thú dã man, cũng không phải thuế lực cuồng bạo băng sơn liệt địa, mà là khí thế thiên quân bá liệt. Liệt diễm hiện lên màu đỏ như máu, kịch liệt cuồn cuộn. Mặc dù đã rời khỏi tượng đá, nhưng vẫn bày biện ra hình dáng tượng đá. Nó tựa như là chiến hồn bất khuất, vĩnh hằng không tiêu tan. Thuần Dương Chính Thiên Hỏa, anh hồn chiến hỏa, tên chính thiên, ý chí bất diệt. Khương Phàm nhìn liệt diễm bá liệt cuồn cuộn trước mặt, nhớ tới lúc trước khi Đan Hoàng giới thiệu Vạn Hỏa Thiên Hạ có giới thiệu về Thuần Dương Chính Thiên Hỏa. Thuần Dương Chính Thiên Hỏa có thanh danh vô cùng lớn. Là phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt ủng hộ thánh hỏa, nó thậm chí sẽ xuất hiện bên trên quân kỳ của quân doanh, được xem như là tinh thần đồ đằng. Bởi vì Thuần Dương Chính Thiên Hỏa là chiến hồn hỏa diễm, ý chí hỏa diễm. Nếu như ai may mắn đã thức tỉnh linh văn của nó sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dũng mãnh, mà chiến ý càng mạnh, huyết tính càng đủ, uy lực của nó cũng sẽ càng mạnh hơn, thậm chí có khả năng nhanh chóng thăng hoa, đạt tới vấn đề càng mạnh, có được tiềm lực gần như vô hạn. Nhưng, nếu như nhân sinh thức tỉnh nó mà nhát gan, gặp chuyện do dự, nó sẽ dần dần suy yếu, phẩm cấp linh văn đều sẽ từ thánh phẩm suy yếu thành lục phẩm, ngũ phẩm, thậm chí là triệt để dập tắt. Thuần Dương Chính Thiên Hỏa còn có một đặc điểm, chính là nó sẽ theo cái chết của chủ nhân mà biến mất. Dù là chủ nhân thất bại tại sinh tử cảnh, triệt để hóa thân trở thành Thuần Dương Chính Thiên Hỏa, hỏa diễm cũng sẽ lập tức dập tắt. Trừ phi có phương pháp đặc biệt tiến hành bảo tồn. Lúc trước Khương Phàm còn nói đùa với Đan Hoàng rằng, Thuần Dương Chính Thiên Hỏa là tuyệt phối với hắn. Không nghĩ tới, Ly Hỏa Thánh Chủ lại chắp tay đưa lên. Ta sẽ là kết cục tốt nhất của ngươi. Khương Phàm vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh, tiếp dẫn Thuần Dương Chính Thiên Hỏa vào cơ thể, bắt đầu luyện hóa hấp thu, dung nhập chu tước linh nguyên. Liệt diễm bá đạo, bành trướng huyết khí mãnh liệt, sau khi tiến vào thân thể này đã để cho linh hồn có phản ứng, tiếp theo là bát hoang chiến trụ. Khương Phàm cảm giác linh hồn đang nhanh chóng nóng hổi, giống như muốn bốc cháy lên, có sự hào hùng đang cuộn trào, có sự nhiệt huyết đang cuồn cuộn, có cả chiến ý đang sôi trào. Chiến ý bên trong bát hoang chiến trụ đang yên lặng cũng đã bắt đầu khôi phục,
khuấy động ra khí thế bá đạo, trùng kích huyết nhục, kích thích thần hồn, cũng để cho tản đao cộng minh. Chu Tước Linh Nguyên dương cánh gáy to, hung uy mãnh liệt mà chân thực, khuấy động khí hải, trùng kích kinh mạch toàn thân. Ầm ầm. Trong sân, thuần dương chính thiên hỏa đột nhiên phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, giống như chiến hồn đang gầm thét, khuấy động khắp đình viện, ngay sau đó phóng lên tận trời, chủ động va vào người Khương Phàm. Nó giống như rất hài lòng với cơ thể của Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, cực lực khống chế trong thân thể, cuồng hoan, vận chuyển đại diệu thiên kinh tiếp tục luyện hóa thuần dương chính thiên hỏa. Trong khí hải, sóng nhiệt cuồn cuộn, linh lực cuồn cuộn. Chu Tước Linh Nguyên tắm rửa huyết quang vẩy xuống đầy trời, kích động tiếng gáy to. Bắt đầu từ hai cánh, linh nguyên màu vàng rực rỡ dần dần biến thành màu đỏ như máu, ngay cả linh văn trên trán cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, từ đêm khuya đến sáng sớm hôm sau. Khương Phàm xếp bằng ở trong đình viện, định thần luyện hóa thuần dương chính thiên hỏa. Linh nguyên linh văn là hoàn toàn biến thành màu máu đầu tiên, sau đó dần dần khôi phục lại màu vàng. Quá trình này khá dài, chính là quá trình hấp thu giao hòa. Ông! Trong cõi u minh đột nhiên có một tiếng dị hưởng, cảnh giới của Khương Phàm bước lên linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Từ thân thể đến linh hồn rồi lại đến linh nguyên đều có biến đổi toàn diện. Bởi vì được thuần dương chính thiên hỏa chấp nhận, trận đột phá cùng giao hòa này tiến hành rất thuận lợi. Nhưng, cho đến khi Khương Phàm thức tỉnh từ bên trong minh tưởng, đan hoàng vẫn không có đáp lại. Ý thức hải một lần nữa được đốt sáng lên, tất cả thú ấn cũng đều khôi phục ánh sáng, chỉ là thanh âm mà hắn mong đợi vẫn chưa từng xuất hiện. Vì sao còn không được? Khương Phàm cau mày, cố gắng nghĩ lại tình huống lúc đó. Mặc dù rất sợ đan hoàng thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại hồn niệm có thể tồn tại dưới đất 30.000 năm, không thể nào tùy tiện biến mất được. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệp mời đến đại hội luyện đan được đưa khắp Hoang Mãng Nguyên, các thành chủ lần lượt khởi hành. Rất nhiều thế lực xung quanh Hoang Mãng Nguyên cũng đều lần lượt tiếp nhận lời mời. Vì để hấp dẫn càng nhiều người đến chứng kiến, Ly Hỏa Thánh Địa còn đặc biệt biểu thị, trong lúc diễn ra đại hội luyện đan, điện chủ đan đỉnh điện sẽ đích thân chọn lựa 30 người đến tham gia, luyện chế đan dược chuyên môn cho bọn họ. Tin tức này đã gây nên oanh động, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chạy tới Ly Hỏa Thánh Địa. Trước đại hội luyện đan một ngày, mấy vạn tân khách tụ tập đến Ly Hỏa Thánh Địa, được an trí tại khu tân khách phía tây. Tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Có thành chủ các thành, cũng có cường hùng các phương, còn có rất nhiều đại biểu thế lực Nam Bộ, bọn họ đều đang nghị luận cục diện Ly Hỏa Thánh Địa trước mắt. Đều theo sát ta, đừng tách rời. Phượng Bảo Nam theo đội ngũ Phượng Thành tới đây. Là đệ nhất đại thành trước mắt tại Hoang Mãng Nguyên, tự nhiên Phượng gia sẽ nhận được ưu đãi, ngay cả thánh địa đều an bài trưởng lão tự mình đi đến mời gia chủ Phượng gia, Phượng Lăng Tiêu. Khương Phàm đâu, sao không tới? Kiều Vô Song kéo Phượng Bảo Nam, nhàm chán nhìn tràng diện náo nhiệt phía trước. Hắn hẳn là ở Diêm La Điện, sẽ không tới trong những trường hợp này. Chúng ta có nên đi tìm hắn hay không? Vẫn là đừng, trường hợp không thích hợp, không có hắn ở đây, luôn cảm thấy không có ý nghĩa. Kiều Vô Song chú ý có bảy công tử ca ở phía xa dò xét nàng, còn chỉ trỏ, nàng lập tức lộ ra thể hiện hung ác, kết quả đổi lấy là đám người kia lại tùy ý huýt sáo lên. Hắn tốt nhất đừng đến, tới cũng không phải là không có chuyện. Phượng Bảo Nam lắc đầu, đó chính là tên con buôn chiến tranh, đi đến chỗ nào là loạn chỗ đó. Khương Phàm có thể ở lại Ly Hỏa Thánh Địa chờ một thời gian hay không? Kiều Vi Nhi ôm lấy tiểu hồ ly, chăm chú trải lấy bím tóc nhỏ. Tiểu hồ ly còn bị bức bách mặc y phục vào, được một tiểu hoa nhi mang tới, ăn mặc như là sủng vật. Không nói chính xác được, Ly Hỏa Thánh Địa đang rối loạn, mặt ngoài thì dương cung bạt kiếm, phụng trộm càng là đằng đằng sát khí, nói không chừng Khương Phàm sẽ ở lại nơi này giúp phụ thân Khương Hồng Võ của hắn. Phượng Bảo Nam cũng không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Địa lại biến thành một cục diện như thế này. Hắn sinh ra ở Hoang Mãng Nguyên, trưởng thành tại Hoang Mãng Nguyên, trong ấn tượng Ly Hỏa Thánh Địa Thủy Chung là một nơi cao cao tại thượng, tôn quý thần thánh, thậm chí là không gì làm không được. Điện chủ các điện đều có thể trực tiếp quyết định vận mệnh tồn tại của các thành, không thể xâm phạm. Chớ nói chi Ly Hỏa Thánh Chủ, đơn giản là thần linh của Hoang Mãng Nguyên, tùy tiện ý nguyện. Tùy ý quyết định liền có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số người. Hắn đã thấy qua chủ thành bát hoang cuồng ngạo không ai bì nổi thành đã quỳ hai đầu gối xuống trước mặt điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình.
đã từng thấy qua rất nhiều cường giả danh chấn một phương, cam nguyện bái nhập làm thị vệ Ly Hỏa Thánh Địa, chỉ vì cầu được đan dược. Càng từng thấy qua tám phương tụ tập, chúc mừng đại thọ trăm tuổi của thánh chủ. Mà bây giờ, mảnh thánh địa giống như tỉnh thổ này vậy mà lại loạn thành một bầy, vị thánh chủ Ly Hỏa như thần linh kia tức thì bị dày vò chật vật không chịu nổi. Ly Hỏa Thánh Địa cũng đã bắt đầu thay đổi thành vùng đất binh mâu. Là người sinh trưởng ở Hoang Mãng Nguyên, thật ra thì hắn có chút sầu não. Ly Hỏa Thánh Địa có phương thuốc thánh dược sao? Kiều Thiên Mạch hỏi. Mặc dù Kiều gia bọn hắn có phương thuốc thánh dược, nhưng đó là do lão tổ từ bên ngoài mang tới từ ngàn năm trước, nghe nói đã từng gây nên oanh động quá to lớn, ngay cả thiên cung đều chú ý qua. Nếu như cổ hoa hoàng tộc không phải có thái độ trung lập, bên ngoài đều có lo lắng, Kiều gia căn bản không gánh nổi được phương thuốc này. Hình như có một phương thuốc thánh dược, còn có ba phương thuốc, chuẩn thánh phẩm, đây chỉ là bày ở ngoài sáng, nội tình Ly Hỏa Thánh Địa hùng hậu, luyện đan vạn năm, rất có thể còn có nhiều phương thuốc bí mật hơn. Kỳ thật phương thuốc thì dễ có, nhưng muốn gom góp vật liệu thù rất khó, mà muốn luyện ra được đỉnh cấp dược liệu, còn cần thuật luyện đan, hỏa diễm, đỉnh lô các loại nhân tố khác. Liền giống với thiên nhân đan, lấy lực ảnh hưởng cùng thực lực của Ly Hỏa Thánh Địa, muốn luyện chế đều phải chuẩn bị chừng 10 năm. Còn cần vận dụng số lượng lớn luyện đan sư và hỏa diễm đặc thù. Kiều Thiên Mạch gật đầu, đây là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi lần Kiều gia chuẩn bị trường sinh đan, cũng phải cần tích lũy trên trăm năm, còn cần mấy trăm vị luyện đan sư phối hợp. Phượng Bảo Nam nói, Ly Hỏa Thánh chủ công khai tổ chức đại hội luyện đan, lại còn để Thường Huyền Nghĩa tự mình cầm đao, trong này khẳng định có âm mưu gì đó. Ngày mai sẽ phải bắt đầu, ta đoán chừng sẽ là một vở kịch lớn đây. Kiều Thiên Mạch cười, cuộc sống ở Nam Bộ cũng rất đặc sắc đây. Ly Hỏa Thánh chủ có tính toán, Khương Hồng Võ cũng có đối sách, ngày mai sẽ là một trận đánh cờ. Phượng Bảo Nam cũng có chút chờ mong. Khu tân khách phía Tây náo nhiệt ồn ào, nội bộ thánh địa lại cuồn cuộn sóng ngầm. Sắc trời dần tối, Bách Lý Mạc Yêu rốt cuộc cũng về tới Diêm La Điện. Phát hiện, ở hướng đông cách thánh địa 700 dặm. Toàn bộ đều ở đó. Chỉ thấy một người. Chính là cái người khống chế tinh thần kia, không có nhìn thấy những người khác. Ta đã tra xét nhiều lần, chỉ cần hắn là tốt. Khương Phàm lập tức đứng dậy, mang theo Bách Lý Mạc Yêu đi tìm Khương Hồng Võ, phụ thân, triệu tập người, dựa theo ước định hôm trước của chúng ta, cẩn thận chuẩn bị xông vào đan đỉnh điện. Đều đã đến bây giờ, chúng ta còn không rõ được kế hoạch của ngươi. Khương Hồng Võ một mực đang cùng bọn người Nạp Lan Minh Kính lập mưu để làm sao lấy được phương thuốc thật. Nhưng hôm trước Khương Phàm đột nhiên tìm tới hắn, nói là có cách càng dễ làm hơn, nhưng phải chờ cơ hội. Khương Phàm tiếp tục thừa nước đục thả câu. Mọi người ích cứ việc chuẩn bị, còn phải để cho đám người Ly Hỏa Thánh chủ cảnh giác, hấp dẫn lực chú ý, sau đó chờ tín hiệu của ta. Tín hiệu gì? Bọn người Yến Tranh thúc hỏi. Ngày mai sẽ là đại hội luyện đan, nếu như lấy không được phương thuốc, Thường Huyền Nghĩa sẽ gặp nguy hiểm. Thường Huyền Nghĩa cũng đã liên tục nhiều lần phái người đến thúc giục, nhất định phải giúp hắn tìm được phương thuốc chân chính. Đến lúc đó mọi người sẽ biết. Khương Phàm, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng chuyện này rất quan trọng, ngươi xác định có thể làm tốt. Không phải là ta không nói, ta là sợ các ngươi chịu không được. Chờ tín hiệu của ta đi. Khương Phàm nói xong liền cùng Bách Lý Mạc Yêu rời khỏi. Điện chủ. Bọn người Yến Tranh đều nhìn Khương Hồng Võ. Chuyện quan trọng như vậy, thật muốn nghe Khương Phàm an bài. Chờ đến đêm khuya, chờ tín hiệu Khương Phàm. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị của mình, nếu như Khương Phàm làm không đúng chỗ, chúng ta liền sẽ theo tới. Tóm lại, bất luận như thế nào cũng phải lấy được phương thuốc thật. Tại thời điểm Diêm La Điện bắt đầu chuẩn bị hành động, Ly Hỏa Thánh chủ từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm, rất nhanh đã có được tin tức. Rốt cuộc Khương Hồng Võ cũng vẫn ra tay. Ly Hỏa Thánh chủ ngồi ở trong đại điện, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đoán được Khương Hồng Võ sẽ muốn tới lấy phương thuốc thật, cho nên một mực chờ đợi, chỉ là đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy động tĩnh gì, để hắn có chút khẩn trương. Người của chúng ta đã phát hiện huyết ngục bắt đầu tới gần đan đỉnh điện, còn giống như có người liên hệ cùng Thường Huyền Nghĩa. Lần này Phạm Ngọc Thành tự mình phụ trách giám sát, mặc dù võ cực điện không có cường đại như Diêm La Điện. Nhưng võ cực điện đời đời kiếp kiếp phụ trách thủ vệ thánh địa, có rất nhiều lực lượng bí ẩn, cũng có rất nhiều phương thức giám sát đặc thù, điểm này Phạm Ngọc Thành vô cùng tự tin.
Bọn hắn chờ tới bây giờ mới ra tay, sẽ có tính toán khác hay không? Ly Hỏa Thánh Chủ không dám khinh thường, nhất là người hắn đang đối mặt chính là một lão thủ chơi âm mưu. Bọn hắn đã xác định mục tiêu là Đan Đỉnh Điện, nhưng người của ta còn phát hiện, kỳ thật bọn hắn còn nhắm ngay Đại Điện Ly Hỏa, cùng Thiên Hỏa Cung. Dù sao bọn hắn cũng không biết phương thuốc thật sự cất giữ ở đâu. Tiếp tục tăng cường đề phòng, đào sâu cái bẫy này cho ta, chỉ cần bọn hắn xông đến liền bắt lại cho ta. Ha ha, điện chủ yên tâm, hết thảy 37 loại độc đan, 860 viên, toàn bộ đã được bố trí xong. Không phải đám người huyết ngục kinh nghiệm phong phú, giết người vô số sao, chúng ta không liều mạng với bọn hắn, chỉ dùng độc đan. Lần này, chỉ cần bọn hắn lộ diện, liền có thể phế bỏ toàn bộ bọn hắn. Lần này nhất định phải làm tốt. Đáy mắt Ly Hỏa Thánh Chủ hiện lên sự tàn nhẫn. Khương Hồng Võ đừng trách ta thủ đoạn, là các ngươi nhất định phải hủy Ly Hỏa Thánh Địa của ta. Trời tối người yên, Khương Phàm mang theo Bách Lý Mạc Yêu bí mật ẩn núp đến sâu trong Thánh Địa. Mặc dù toàn bộ Thánh Địa đều là núi cao chập trùng, nhưng khi bọn hắn đi tới nơi này vẫn vô cùng đặc biệt. Vài chục ngọn núi cao hơn 500 mét, vây quanh một ngọn núi nguy nga hơn 3.000 mét. Phạm vi vô cùng lớn, tung hoành mấy chục dặm. Mê vụ nặng nề nồng đậm chiếm cứ trong dãy núi, tựa như mây như biển, vô cùng bao la hùng vĩ, nếu như quan sát từ trên cao, càng giống như một cái vòng xoáy khổng lồ, hấp thu linh khí từ đất trời mênh mông, ngày đêm không ngớt. Nơi này là Dược Sơn. Bách Lý Mạc Yêu nhìn thấu mê vụ. Bên trong là thế núi chập trùng, cây rừng tươi tốt, khắp nơi đều có thể thấy được các loại lão dược, linh quả, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử mặc áo xanh du tẩu tại các nơi. Tỉ mỉ quan sát dược liệu các nơi, ghi chép tình huống sinh trưởng. Chính là chỗ này, Dược Sơn. Khóe miệng Khương Phàm lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngài đây là muốn. Chú ý ngọn núi cao nhất kia, Dược Sơn chủ phong, đã tồn tại trên vạn năm. Mê vụ ở nơi đó có pháp trận hạch tâm, quanh năm suốt tháng tắm rửa bằng năng lượng thiên địa, tạo thành rất nhiều linh tuyền, bồi dưỡng lấy rất nhiều dược liệu quý giá. Nghe nói ngay cả tảng đá đều có thể ép ra linh dịch. Ngài muốn ta dọn ngọn núi kia đi. Bách Lý Mạc Yêu trừng to mắt, trách không được mấy ngày trước lại hỏi hắn khiêng đồ mấy trăm tấn có thể chạy được không? Không không không, bên trong chủ phong cất giấu một tòa bảo các, tên là Dược Vương Các. Nó mới là hạch tâm chân chính của Dược Sơn. Đáy mắt Khương Phàm lóe ra ánh sáng cuồng nhiệt. Dược Sơn là thánh địa, trong thánh địa, hoàn toàn độc lập, ngay cả trưởng lão đệ tử đều là truyền thừa nội bộ, không liên quan với thánh địa. Nơi này đời đời kiếp kiếp bồi dưỡng dược liệu, chăm sóc dược liệu, cung cấp dược liệu cho thánh địa. Là thánh địa luyện đan, dược liệu nơi này cực kỳ phong phú, bên trong phân chia kỹ càng mấy trăm khu vực, bồi dưỡng nhiều loại dược liệu, dính đến mấy ngàn phẩm loại, mười mấy vạn loại dược liệu. Dược Vương Các tọa lạc ở nội bộ chủ phong, tổng cộng có 18 tầng, mỗi tầng đều có hoàn cảnh đặc biệt, phong tồn dược liệu tương ứng, cũng đều an bài trưởng lão đệ tử chuyên môn tiến hành bảo dưỡng. Ngài để muốn ta rời Dược Vương Các. Bách Lý Mạc Yêu hít vào khí lạnh. Nơi này là thánh địa luyện đan, dược liệu tương đương với huyết dịch, mà bảo các bên trong Dược Sơn tuyệt đối là tồn tại giống như trái tim. Tiểu chủ chơi lớn như vậy. Nếu thật là dọn đi rồi, Ly Hỏa Thánh Địa chẳng phải là điên rồi sao? Không, nào chỉ là Ly Hỏa Thánh Chủ, toàn thánh địa đều sẽ điên mất. Trách không được hắn không chịu để lộ tin tức với Khương Hồng Võ, nếu là nói ra thật. Khương Hồng Võ không chắc chắn sẽ đẻ hắn giam lại. Chết tiệt, đây là cái đầu gì chứ, ý tưởng gì cũng dám nhảy ra sao. Tốc chiến tốc thắng. Khương Phàm chào hỏi Bách Lý Mạc Yêu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần mê vụ Dược Sơn. Bách Lý Mạc Yêu hít sâu một hơi, cắn răng đuổi theo. Dược Vương Các, Vạn Hỏa Pháp Tràng, Thiên Hỏa Cung, có thể xưng tam đại cấm địa của Thánh Địa. Nơi này đề phòng nghiêm ngặt, đóng giữ rất nhiều cường giả. Nhưng bọn hắn đời đời an bình, chưa từng gặp được tập kích, cho nên từ trưởng lão đến đệ tử, trên tinh thần đều rất thư giãn. Mà Bách Lý Mạc Yêu lại là thống lĩnh sát thủ phương Bắc trà trộn vào, có thủ đoạn đặc biệt lén lút của mình, liền dễ dàng mang theo Khương Phàm tránh khỏi thủ vệ Dược Sơn, tiến vào trong sâu nhất tại Dược Sơn. Màn đêm thâm trầm, Thánh Sơn dần dần an tĩnh. Ngay cả bầu không khí náo nhiệt tại khu tân khách cũng dần dần biến mất, tân khách các phương đều lần lượt đi ngủ. Đang mong đợi đại hội luyện đan ngày mai. Phạm Ngọc Thành tự mình tọa trấn Võ Cực Điện, toàn lực giám sát Diêm La Điện. Ly Hỏa Thánh Chủ tọa trấn Ly Hỏa Đại Điện, chờ đợi tin tức Khương Hồng Võ rơi vào bẫy.
Bọn người Khương Hồng Võ thì khóa chặt đan đỉnh điện, Ly Hỏa đại điện cùng Thiên Hỏa cung, chờ đợi tín hiệu của Khương Phàm. Toàn bộ Ly Hỏa thánh địa đều theo bóng đêm nhanh chóng lâm vào bình tĩnh. Đột nhiên, một tiếng vang vừa quái dị vừa trầm muộn truyền khắp hơn trăm dặm dãy núi thánh địa. Mặt đất lay động, núi cao ù ù. Tất cả mọi người vô ý thức kéo căng thân thể, cảm giác giống như động đất. Ngay sau đó, tiếng oanh minh quái dị lần nữa vang vọng Ly Hỏa thánh địa, đinh tai nhức óc, vang vọng khắp đất trời. Lần này là thanh thế bạo tạc, mãnh liệt lại hỗn loạn. Tất cả mọi người đều bị đánh thức, tranh nhau chen lấn chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm đầu nguồn bạo tạc. Nơi đó, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Trong màn đêm, một ngọn núi cao nguy nga sụp đổ toàn bộ, bụi mù cuồn cuộn, như sóng lớn lao nhanh, đá vụn bắn tung trời, tràng diện vô cùng rung động. Từng cơn sóng mạnh mẽ làm cho mấy chục dặm núi cao xung quanh đều đang lay động. Kim quang hừng hực giữa màn trời, giống như núi lửa đang phun ra ngoài, dội thẳng trời cao. Mọi người nhao nhao nhìn ra xa, cực lực muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Một tòa đại điện vàng óng ánh, rộng rãi hùng vĩ, cao tới 100 mét, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, đang nhanh chóng bay lên không. Đó là điện gì, sao lại còn bay lên trời? Kim thai điện sao? Không đúng, kim thai điện không ở vị trí này mà. Đó là hướng nào? Giống như Dược Sơn, gần Dược Sơn có đại điện nào sao? Không có. Ly Hỏa Thánh Chủ, Phạm Ngọc Thành, điện chủ các điện, đều có chút mờ mịt. Nhưng, mờ mịt chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, con ngươi của bọn hắn đột nhiên to ra, sắc mặt kịch biến. Không phải đại điện màu vàng óng gì, đó rõ ràng chính là một con kim điêu to lớn đang nâng một tòa đại điện nguy nga bay lên không. Ánh sáng màu vàng bao phủ đại điện, nhìn kim quang sáng chói, nhưng trên thực tế. Đó lại rõ ràng là tòa cung điện màu tím. Dược Vương Các, đây không phải là Dược Vương Các. Đó chính là Dược Vương Các. Ly Hỏa Thánh Chủ lắc lư ánh mắt, khí huyết không thông, đầu ông ông lên, suýt chút nữa ngất đi. Điện chủ, đó là Dược Vương Các, có người mang theo Dược Vương Các của chúng ta bay mất. Thị vệ trước điện lớn tiếng gào thét, đầu đều giống như muốn nổ. Kim Điêu, ngọa tào, tổ tông ngươi. Ly Hỏa Thánh Chủ chửi ầm lên. Thân thể già nua trực tiếp nhảy lên, hét lớn một tiếng, nhấc lên liệt diễm ngập trời, vọt tới kim điêu ở nơi đó. A, là Dược Vương Các, có người cướp Dược Vương Các của chúng ta, đuổi theo cho ta. Điện chủ các điện toàn bộ bừng tỉnh, điên loạn hét lớn. Giữa dãy núi, tất cả trưởng lão và đệ tử cũng đều loạn thành một bầy. Có người muốn cướp Dược Vương Các của bọn hắn. Có người dám móc Dược Vương Các của bọn hắn. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Bọn người Khương Hồng Võ đều đứng trong núi rừng, kinh ngạc nhìn qua thấy Dược Vương Các đang bay lên không. Bên trong Dược Sơn Dược Vương Các. Đây chính là chủ ý của Khương Phàm. Đầu hóng gió sao? Dược Vương Các chính là căn mệnh tử của Ly Hỏa Thánh Địa. Mà, lại dám ngang nhiên cướp đi như thế. Người có chút không sai biệt lắm, trộm chút thuốc coi như xong đi, lại còn đào ra được cả tòa bảo các. Đây là muốn đi đâu? Khiêng Dược Vương Các đi Vô Hồi Thánh Địa sao? Không sợ Vô Hồi Thánh Chủ một bàn tay đánh ngươi trở về? Đứa nhỏ này nhất định phải chơi kích thích như thế sao? Giọng Yến Tranh cũng hơi run lên, trách không được trước đó sống chết không mở miệng. Hắn biết mình đang làm gì không vậy? Yến Khinh Vũ che môi đỏ, đầu ông ông. Tên điên này trước đó liên tục hỏi thăm tình huống Dược Sơn, mình còn nhắc nhở qua, không được đánh loạn chủ ý tới nơi đó. Dược thảo nơi đó đều là tiêu ký đặc thù, thiếu một viên, đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vậy mà hắn lại cướp đi toàn bộ bảo điện của người ta. Bọn người Phượng Bảo Nam nhìn qua không trung, vẻ mặt hốt hoảng. Đây cũng là kiệt tác của Khương Phàm sao? Hắn ở đời trước là bị nín chết sao, đời này đến vui chơi rồi. Thánh địa bạo động, những tiếng mắng chửi, tiếng gầm gừ, liên tiếp vang lên. Điện chủ các điện tự mình truy kích, trưởng lão các nơi chỉ huy pháp trận. Đều muốn ngăn chặn kim điêu kia. Nhưng, phản ứng của bọn hắn vẫn chậm chút, Bách Lý Mạc Yêu chở Dược Vương Các bay lên không hơn 3 vạn mét, trước khi pháp trận khép kín, cường thế thoát khốn, sau đó vỗ mạnh cánh, xông về phương đông. Đuổi theo, nhanh đuổi theo cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ muốn điên rồi, hắn kêu gọi điện chủ các nơi, dùng tốc độ cao nhất truy đuổi. Lư Kính Thiên đứng trong hoang dã mênh mông, nhìn qua hướng Ly Hỏa Thánh. Khương Phàm lại còn sống thật. Cái tên tiểu tử điên cuồng này quả nhiên mạng lớn. Nhưng,
vũ khí gì lại có thể làm cho linh hồn cảnh chống đỡ một kích toàn lực của Niết Bàn cảnh được? Lư Kính Thiên thật sự cảm thấy rất bất ngờ. Sống đến tận bây giờ, đừng nói không có trải qua, đều không có nghe nói qua. Nếu Khương Phàm còn sống, hắn liền phải động thủ một lần nữa. Chỉ là càng nghĩ, hắn đều không có nghĩ được biện pháp tốt gì, đã có thể phục kích Khương Phàm, lại có thể tránh cho mình lọt vào cái bẫy. Dù sao bên cạnh Khương Phàm còn có cửu đầu kim điêu cường đại. Cho tới hôm nay, hắn rất ít mạo hiểm hay nghĩ đến kế hoạch mạo hiểm. Khương Phàm suýt chút nữa đã chết ở trên tay hắn, khẳng định sẽ nóng lòng báo thù. Mà muốn báo thù liền sẽ phái kim điêu điều tra hắn trước, xác định vị trí. Cho nên, hắn có thể chủ động xuất hiện, để kim điêu chú ý, sau đó ngồi đợi Khương Phàm tới bắt hắn. Hắn liền tiềm phục tại nơi này, bố trí bẫy. Lư Kính Thiên nhìn thấy trong cỏ hoang nơi xa đang có một lão đầu nhi khô quắt đi tới. Trên người mặc áo thô bằng vải bố, đơn giản mộc mạc, dáng người còng xuống, đầu tóc rối bời, trên cổ còn mang theo cái bánh nướng, giống như là tên ăn mày lưu vong. Lư Kính Thiên rất cảnh giác quan sát một chút, cảnh giới tên ăn mày có chút lơ lửng, cảm giác rất kỳ quái, nhưng hẳn là linh hồn cảnh. Không có uy hiếp. Lư Kính Thiên không để ý đến, tiếp tục nhìn qua phương xa. Lão đầu nhi cách rất xa đã chú ý tới hắn, phỉnh đầu lên quan sát, đi tới phía hắn. Hả? Lư Kính Thiên khẽ chau mày, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần chán ghét. Lão đầu nhi lại mang theo nụ cười trên mặt, đi đến trước mặt hắn, vị này lão ca, cũng đang nghỉ chân ở đây sao? Lư Kính Thiên thản nhiên đáp một tiếng, tiếp tục nhìn qua hướng Ly Hỏa Thánh Địa. Lão đầu nhi thuận ánh mắt của hắn quan sát. Ngươi là muốn đi Ly Hỏa Thánh Địa? Nơi đó ngày mai sẽ phải tổ chức đại hội luyện đan, người muốn đi xin thuốc sao? Lư Kính Thiên vẫn đáp rất lạnh lùng. Nhìn lão ca ăn mặc thế này, hẳn là nhà giàu, làm sao lại đi một mình vậy? Lão ca là đang nghĩ chuyện, hay chờ người? Suy nghĩ chuyện sao? Ha ha, mấy tháng gần đây hoang mã nguyên có rất nhiều giặc cỏ, ở một mình vào ban đêm rất nguy hiểm, đêm nay lão ca và ta ở cùng một chỗ, làm bạn chứ? Lư Kính Thiên nhíu mày, rốt cuộc cũng nói một câu đầy đủ. Ta có thói quen đi một mình. Hai người vẫn tốt hơn, có thể làm bạn một chút, trò chuyện, gặp được chuyện còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lão đầu nhi gỡ bánh nướng từ trên cổ xuống, dùng sức bẻ một khối, đưa tới trước mặt Lư Kính Thiên. Lấy ra, ta không đói bụng. Lư Kính Thiên ngữ khí chán ghét, chê ta bẩn sao? Biết thì tốt. Ngươi nếm thử hương vị trước. Đây là dùng rất nhiều dược liệu quý giá trộn lại mà làm nên đấy. Lấy ra. Ha ha. Lão đầu nhi cũng không giận, từ bên cạnh đá đến một tảng đá, ôm bánh nướng ngồi xuống, vừa ăn vừa nói, lão ca đang làm gì đấy. Lư Kính Thiên tức giận, lại rất bất đắc dĩ, ta ở đây chờ người. Có phải ngươi, Lão đầu nhi gặm bánh nướng, không có hiểu ý tứ của hắn. Có phải ngươi nên chuyển sang nơi khác hay không? Người của các ngươi lúc nào thì đến? Nhanh thôi. Ta ăn xong liền đi. Khuyên ngươi mau ăn, ăn xong đi mau. Đuổi ta sao? Lão đầu nhi tiếp tục gặm bánh nướng, trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười như thói quen. Hoang nguyên lớn như vậy, ngươi muốn nghỉ ngơi, có thể tùy tiện tìm một chỗ. Lão đầu nhi cười cười, không nói thêm lời, cứ ngồi trên tảng đá như vậy, một bên gặm bánh nướng, một bên nhìn Lư Kính Thiên. Cho ngươi nửa phút, ăn xong liền đi. Nếu không ta đưa ngươi đi. Đáy mắt Lư Kính Thiên hiện lên sự hung ác. Lớn tuổi, dễ bị ngại nha. Lão đầu nhi ngửi ngửi y phục mùi vị, nhún nhún vai tiếp tục gặm bánh nướng. Nửa phút đồng hồ sau. Ngươi còn không đi, Lư Kính Thiên thật có chút nổi nóng. Tên ăn mày này là cố ý sao? Hay là không hiểu ánh mắt? Quả nhiên người xuất thân thấp hèn đều không có tố chất gì. Mấy ngụm cuối cùng, lão đầu nhi cầm lấy bánh nướng, tiếp tục gặm. Lư Kính Thiên lại nhìn về trước mặt, không tiếp tục để ý. Lão đầu nhi vỗ vỗ y phục, đứng dậy uốn éo người. Vị này lão ca, người xác định người ngươi muốn chờ, đêm nay sẽ đến. Lư Kính Thiên thở ơ, lựa chọn không nhìn. Mắt không thấy tâm không phiền. Lão đầu nhi lại cố ý đứng ở bên cạnh hắn, đưa cổ nhìn hắn. Sắc mặt Lư Kính Thiên có chút trầm xuống. Lão gia hỏa, chớ chọc ta. Lão đầu nhi cười ha ha. Ngươi là đang đợi Khương Phàm sao? Sắc mặt Lư Kính Thiên hơi biến đổi, ngươi nói cái gì? Lão đầu nhi ý cười càng sâu, hay là chờ Kim Điêu? Ngươi là ai?
Lư Kính Thiên lập tức cảnh giác, ý thức dò xét xung quanh hoang dã. Lão đầu nhi bước lên đại địa rắn chắc, bố trận. Lư Kính Thiên kích phát linh văn, tiếp cận lão đầu nhi, rốt cuộc ngươi là ai? Nói rõ ràng, nếu không ta giết ngươi. Lão đầu nhi vẫn là bộ dáng kia, giống như cười mà lại không phải cười, không tức giận không buồn bực, không nóng không vội, ta là ai có quan trọng không? Ngươi là do Khương Phàm phái tới, hắn là có lời gì muốn truyền đạt? Hắn nhờ ta tới, đưa lễ cho lão ca ngươi. Tặng cái gì? Ha ha! Ngươi cười cái gì? Lão đầu nhi lắc lắc một khối bánh nướng còn lại trong tay, thu vào nhẫn không gian, tiếp đó lại lật đi ra, chỉ là lần này phía trên lại dính đầy máu tươi. Đưa cái này, màn thầu máu. Ha ha! Đây là, máu của ai? Lư Kính Thiên mơ hồ đoán được. Đương nhiên là máu Tiêu Lạc Sư. Đến đây, ăn màn thầu máu này, quay người về Huyền Nguyệt Hoàng Triều đi. Tìm cơ hội thích hợp để Tiêu Lạc Lê tự mình tới xin lỗi. Như thế này hai bên còn có chỗ trống để hòa giải. Nếu không, Huyền Nguyệt Hoàng Triều các ngươi phải gặp xui xẻo rồi. Đây là cuồng ngạo, hay là ngu xuẩn? Ngươi trở về cảnh cáo Khương Phàm, hắn đã gây sai người rồi. Đừng tưởng rằng có thánh địa bảo hộ thì có thể vô pháp vô thiên, Huyền Nguyệt Hoàng Triều là chí tôn Hoàng Triều, là Huyền Nguyệt Hoàng tộc, vô hồi thánh địa không thể trêu vào. Lão đầu nhi đưa màn thầu máu đến trước mặt Lư Kính Thiên. Ta hỏi ngươi, ăn hay là không ăn? Cút! Đầu ngón tay Lư Kính Thiên bùng lên cường quang, đánh nát màn thầu máu. Vậy thì coi là cự tuyệt. Lão đầu nhi lắc đầu, đưa tay chỉ về phương xa. Làm gì? Ngươi xem một chút nơi đó là cái gì? Lư Kính Thiên thuận mắt trông qua, trong màn đêm đen kịt, một mảnh kim quang hừng hực chợt ẩn chợt hiện, sau một lát, nhanh chóng sáng tỏ, chiếu rọi cả màn đêm, thẳng đến nơi này. Cửu đầu kim điêu. Từng tiếng gáy to bén nhọn vang vọng giữa bầu trời đêm. Cửu đầu kim điêu sôi trào lên kim quang kinh khủng, trở dược vương các lướt qua trời cao, lao thẳng tới Lư Kính Thiên. Khương Phàm phóng tới trong cung điện, tất cả dược liệu có thể thu, toàn bộ đều chuyển vào thanh đồng tiểu tháp của hắn. Cho dù đã làm chuẩn bị, nhưng vẫn còn đánh giá thấp số lượng dược liệu dự trữ bên trong dược vương các. Mỗi tầng đều cao 5 mét, trải rộng các kệ hàng cùng ngăn tủ. Từ tầng đầu tiên thanh lý đến tầng thứ 13, hắn đều thu cả bộ, lại nhét tràn đầy tầng đầu tiên của thanh đồng tiểu tháp. Bất đắc dĩ, Khương Phàm đành mở lồng giam tầng thứ 2 ra, đều ném dược liệu từ tầng thứ 13 đến tầng 15 trong dược vương các vào. Cho dù như thế, vẫn không thể nào đổ hết được. Khương Phàm chỉ có thể lấy đi nhẫn không gian của Tiêu Lạc Sư, chứa đựng dược liệu từ tầng thứ 16 đến tầng thứ 18. Đoán chừng, số lượng dược liệu đã đạt tới 100 vạn. Không hổ là thánh địa luyện đan. Tiểu chủ, chúng ta sắp đến rồi. Bách Lý Mạc Yêu nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm lao ra khỏi dược vương các, trong tay kéo lấy Tiêu Lạc Sư đang điên cuồng giãy giụa. Khương Phàm, thả ta ra, ngươi còn có đường sống, nếu không Huyền Nguyệt Hoàng Triều tuyệt đối không tha cho ngươi. Đừng tưởng rằng thánh địa có thể giữ được ngươi. Ngươi tàn sát hoàng tộc là phạm vào tối kỵ, không cần Huyền Nguyệt Hoàng thất hỏi tội, vô hồi thánh địa liền sẽ ngươi ngoan ngoãn đưa qua. Thừa dịp ta còn nguyện ý đàm phán với ngươi, tốt nhất ngươi nên nắm cơ hội. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Tất cả thân nhân bằng hữu của ngươi đều sẽ sống không bằng chết. Tiêu Lạc Sư tức giận gào thét, đau đớn giãy giụa. Linh lực toàn thân hắn đều bị rút khô, hai chân cũng bị đánh gãy, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhìn vào mắt ta, ngươi biết ta là ai không? Khương Phàm nắm lấy tóc của hắn, kéo tới trước mặt mình. Ngươi là tên ngu xuẩn tìm đường chết. Ha ha, vì sao Chu Tước Pháp chỉ có phản ứng với ta, lại vì sao có thể bị ta khống chế? Huynh muội các ngươi là thật sự không rõ, hay là không dám nghĩ đến chuyện đó? Ngươi phải chết, trước khi chết, thả suy nghĩ của ngươi ra, to gan đoán một chút, ta là ai? Tiêu Lạc Sư nhìn khuôn mặt dữ tợn gần ngay trước mắt kia, mày nhíu lại. Ngươi là ai? Ta để cho ngươi đoán, ngươi là lười nhác. Hay là không dám, Khương Phàm cười lạnh hai tiếng, khống chế Tiêu Lạc Sư quỳ gối ở phía trước, trong tay triệu ra tàn đao, giơ lên cao. To gan mà đoán cho ta. Tiêu Lạc Sư quên cả giãy giụa, quên cả phản kháng, lông mày càng nhăn càng chặt. Rốt cuộc Khương Phàm là ai? Có thể sinh ra phản ứng cùng pháp chỉ, lại có thể khống chế pháp chỉ, đương nhiên là có liên quan với huyết mạch Chu Tước. Linh văn của Khương Phàm rất có thể là hậu đại Chu Tước. Lại còn là hậu đại vô cùng đặc biệt,
to gan đoán. Phượng Hoàng sao? Không thể nào. Hắn chỉ là thánh phẩm linh văn. Lư Kính Thiên nhảy vọt lên, nhìn chằm chằm phiến ánh sáng mãnh liệt nơi xa kia. Cửu đầu kim điêu. Không sai. Còn có, Khương Phàm, không sai, hắn quả nhiên đến rồi. Khương Phàm, thả hoàng tử điện hạ ra, nếu không Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ truy nã ngươi khắp thiên hạ. Lửa giận của hoàng tộc, ngươi không chịu đựng nổi. Giọng Lư Kính Thiên hòa với linh lực, truyền khắp hoang dã rộng lớn, hắn cũng đã bắt đầu khống chế pháp trận tinh thần chôn sâu ở dưới mặt đất. Phạm vi pháp trận vô cùng khổng lồ, trải rộng hơn 30 dặm hoang dã. Uy lực vào ban đêm sẽ càng cường đại hơn. Hắn lấy thân làm mồi, chính là muốn dẫn Khương Phàm mắc câu. Mặc kệ Khương Phàm có cái tính toán gì, mang theo bao nhiêu người, chỉ cần tiến vào pháp trận, toàn bộ tinh không liền sẽ bạo loạn. Ai cũng không có chỗ để trốn. Tiêu Lạc Sư, nghĩ ra chưa? Khương Phàm giơ tàn đao lên cao, lưỡi đao sắc bén lại bị kim quang chiếu rọi xuống mà lạnh thấu xương. Ngươi là ai? Ngươi là tên ngu xuẩn. Ngươi căn bản không biết, một hoàng tộc có được thực lực khủng bố đến cỡ nào, có được lực ảnh hưởng cường đại đến cỡ nào. Tiêu Lạc Sư uốn éo người, tóc dài bay loạn, căm tức nhìn Khương Phàm. Ngươi còn là tên điên không biết sống chết, tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn tàn nhẫn sát hại 7 vị thiên kiêu hoàng triều, còn có Thương Vân Tước, ngươi đã làm ra hành động đáng lên án. Nếu như không phải bởi vì thân phận thánh địa của ngươi, hoàng thất ở nơi đó đã có thể đè ép, ngươi đã sớm bị bọn họ xé sống. Hôm nay, nếu như ngươi dám giết ta, hoàng thất sẽ tự mình đến Vô Hồi Thánh Địa đòi người. Không, bọn hắn sẽ đến Thánh Địa Trung Ương đòi người. Khương Phàm nhe răng cười. Ta để cho ngươi đoán thân phận ta, không phải để cho ngươi hù dọa ta. Ta lặp lại lần nữa, ngươi phải chết, có nói cái gì cũng đều không cứu được ngươi. Một cơ hội cuối cùng, cho ngươi một lời nhắc nhở, trong tổ tử Huyền Nguyệt Hoàng Triều, phòng ấn xương cốt ai? Chu tước chân chính, đó là xương cốt thần linh. Tiêu Lạc Lê giống to, đây chính là vũ khí mạnh nhất của hoàng thất bọn hắn, chấn nhiếp tất cả cường tộc phương Tây. Tiếp tục, Huyền Nguyệt Hoàng Triều có đoạn lịch sử đã được mai táng, phát sinh ở ngàn năm trước. Ha ha, người người biết sao? Ngàn năm trước, chủ nhân Thương Huyền, phần thiên thần hoàng, cũng là chủ nhân Huyền Nguyệt Hoàng Triều, là chủ nhân mà Tiêu gia các ngươi quỳ xuống hầu hạ. Làm sao ngươi biết? Ngàn năm trước, một trận chiến đăng thiên kiều, Huyền Nguyệt Hoàng Triều phụng mệnh đóng giữ Mạc Phủ Tinh Hà. Kết quả thì sao? Trên sử sách các ngươi đã viết như thế nào? Tổ tông ngươi các giải thích với các ngươi như thế nào? Đáy mắt Khương Phàm lấp lóe huyết mang, gắt gao nắm chặt tàn đao đều đang run rẩy. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thời khắc cuối cùng tại đăng thiên kiều, thiên môn Tây Nam đột nhiên sụp đổ, nhân hoàng Huyền Nguyệt dẫn tam đại hoàng đạo Thương Huyền lao thẳng đến thần giáo Tây Nam trú quân. Nói đi, trên sử sách các ngươi đã nói như thế nào? Ngươi, quên rồi, Tiêu gia còn không có xấu hổ đặt bút. Tiêu Lạc Sư, tiến vào địa ngục đi, đụng phải lão tổ tông Tiêu gia, nói cho hắn biết. Chủ tử bọn hắn đã trở về. Khương Phàm nhấc tàn đao ở cao cao bỗng nhiên rơi xuống. Chủ tử, ngươi là... Tiêu Lạc Sư ngưng tụ con ngươi, một cái suy nghĩ đáng sợ đột nhiên xông vào trong đầu. Phốc phốc, tàn đao đập tới cái cổ Tiêu Lạc Sư, máu tươi dâng trào, đầu lâu rơi xuống đất. Bách Lý Mạc Yêu dương cánh gáy to, kim quang sôi trào, trở dược vương các nhào về phía Lư Kính Thiên ở xa xa. Điện hạ, Lư Kính Thiên kêu lên đầy sợ hãi, giết, trực tiếp giết ở ngay trước mặt hắn. Tên điên này thật không sợ trời không sợ đất sao, đây chính là hoàng tử hoàng tộc mà. Lão già, người đang chờ ta sao? Đến đây, ta ngay ở chỗ này, người đến đây. Khương Phàm nắm lấy Tiêu Lạc Sư đầu, hướng về phương xa mà gào thét. Khương Phàm, người sẽ bị Huyền Nguyệt Hoàng Triều dùng toàn lực truy nã. Coi như Tổ Sơn Trung Ương cũng ngăn không được. Lư Kính Thiên tức giận hô to, vẫn đứng ở nơi đó không hề động, mà lại yên lặng tính toán khoảng cách. Nhanh, lập tức xông vào. Chỉ cần tiến vào hắn pháp trận. Cả phiến thiên địa đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Không gian vặn vẹo, tinh hà bạo động. Đừng nói là Khương Phàm, cả kim điêu kia đều sẽ bị chôn vùi tươi sống. Đây là siêu cấp sát trận của Tinh Túc Các, uy lực tuyệt luân. Ngàn năm trước, thời kỳ Tinh Túc Các cường thịnh nhất cường đại nhất, các chủ đời kia thậm chí sức một mình, cuốn lấy qua thánh nhân. Đến đây. Tên điên, tên ngu xuẩn, người không có cơ hội đợi được Huyền Nguyệt truy nã, đêm nay. Ngươi sẽ chết, chờ một chút.
đó là cái gì? Lư Kính Thiên bỗng nhiên chú ý tới phía sau cửu đầu kim điêu còn giống như có từng vầng sáng lớn đang sôi trào. Vừa rồi kim quang kim điêu quá thịnh, cản trở ánh mắt, bây giờ khoảng cách được rút ngắn, xa xa, phiến ánh lửa kia cũng đã vô cùng sáng tỏ. Lư Kính Thiên càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Người của Ly Hỏa Thánh Địa. Có vẻ giống như còn có Hoàng Kim Sư Vương. Đây là có chuyện gì? Khương Phàm điều động toàn bộ người của Ly Hỏa Thánh Địa đi ra rồi. Cái này sao có thể? Bọn người Khương Hồng Võ không phải bị Ly Hỏa Thánh Địa xa lánh hãm hại sao? Làm sao lại phối hợp Khương Phàm? Lư Kính Thiên cực lực nhìn về phương xa, thanh thế quá lớn, liệt diễm ngập trời, cơ hồ đốt thấu cả bầu trời đêm, xa xa nhìn lại, giống như dáng chiều nghịch chuyển thời không mà đến, đỏ thấu hết nửa bầu trời. T. Đây là Ly Hỏa Thánh Địa xuất động toàn thể sao? Cái tên tiểu tử điên cuồng này thật đáng sợ, vậy mà lại có thể làm được loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục phục kích Khương Phàm không? Một khi mình mở pháp trận tinh không ra, thanh thế sẽ vô cùng to lớn, đến lúc đó thân phận sẽ bại lộ. Hoàng tộc cùng Thánh Địa tuyên chiến. Đây chính là tối kỵ. Nhất là Huyền Nguyệt Hoàng Triều bọn hắn đã quanh quẩn một chỗ tại biên giới hoàng tộc. Địa vị ngập tràn nguy hiểm. Lão ca, cái màn thầu máu này, người còn ăn không? Lão đầu nhi hô to với Lư Kính Thiên, trong tay lại nhiều thêm mấy cái màn thầu máu. Lư Kính Thiên không để ý đến lão gia hỏa dâu ria này, cau mày, do dự. Nhưng, không ăn sao? Lão đầu nhi chính là Hoàng Đại Bính, hắn ha ha cười lạnh hai tiếng, một ngụm nuốt vào màn thầu máu, nhắm hai mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Sau đó, toàn thân hài cốt run rẩy kịch liệt, da thịt giống như sóng cả kịch liệt chập trùng. Hả? Thứ gì? Lư Kính Thiên cảm giác được một khí tức cường đại đang khôi phục, lập tức quay đầu nhìn sang. Giống. Hoàng Đại Bính phát ra tiếng gào thét cuồng dã, thanh âm to lớn lại hùng hậu, chấn động cả hoang dã, giống như một thượng cổ man thú gào thét, rung động lòng người. Huyết khí bạo động như núi lửa phun trào, sát khí cuồn cuộn khắp trời cao. Hài cốt toàn thân hắn đều như lôi đình trầm đục, khiến cho người khác phải dùng mình. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Lư Kính Thiên, Hoàng Đại Bính giống như đang giải trừ phong ấn, khí tức tăng vọt, thân thể bành trướng, biến thành người khổng lồ 200 mét. Hai mắt giống như cái hồ máu, bên trong khí lãng đang sôi trào lóe ra ánh sáng kinh khủng, toàn thân đều là cơ bắp tráng kiện, giống như từng con cự mãng quay quanh, nhìn thấy mà giật mình. Từng vết tích huyết sắc xuyên qua toàn thân, giống như máu chảy đang lao nhanh. Dâng lên đầy huyết khí. Lão tặc, Hoàng Đại Bính thay đổi khí chất hoàn toàn, thân thể cao lớn, khí thế bạo động, phảng phất tiên dân thượng cổ gào thét với trời. Mẹ kiếp, ngươi lại là quái vật gì? Lư Kính Thiên bỗng nhiên biến sắc, lập tức phát nổ mà nói tục. Ngươi đến nhầm nơi rồi. Bộ dáng lẫn khí thế của Hoàng Đại Bính đều vô cùng khủng bố. Sau khi kích phát huyết mạch thái thản, khí thế phát tán đủ để vượt trên cảnh giới mang tới uy hiếp. Bất luận là con người hay là yêu thú đều sẽ cảm thấy áp bách khó có thể chịu đựng được. Lư Kính Thiên kinh sợ lui lại vài trăm mét, ngắm nhìn kim điêu nơi xa đã xông vào vòng phục kích, thể hiện hung ác, quả quyết mở ra pháp trận. Chết hết đi cho ta, nghịch loạn tinh thần. Ầm ầm. Hơn 30 dặm hoang dã lay động mãnh liệt, tinh quang sáng cho chiếu thấu mấy trăm mét địa tầng, chiếu thấu bụi cỏ, bắn rọi trời cao. Pháp trận chôn sâu dưới mặt đất, tại giờ phút này đã có thể thấy rõ ràng. Phức tạp, huyền diệu, giống như là bát quái em mờ dương, lại như tinh hà đang giao thoa. Từng luồng uy thế kinh người bộc phát, liên miên bất tuyệt, khuấy động trời cao. Màn đêm bạo động, mây mù tán loạn, có thể thấy rõ ràng tinh không sáng chói. Bên trong thâm không vô tận, ức vạn ngôi sao, đều như đang nhận lấy cảm ứng. Trong chớp mắt, tinh quang càng thêm sáng chói, đột nhiên đè ép tới. Một khí tức mênh mông thê lương tràn ngập đất trời giáng lâm. Bao phủ cả vùng thiên địa này. Từng tiếng nỉ non thê lương như cổ nhân ngâm vịnh, cũng giống như vượt qua thời không, phiêu nhiên mà tới. Hoàng Đại Bính, Bách Lý Mạc Yêu, toàn bộ bị vô tận tinh quang bao phủ, giờ khắc này, thân thể đều giống như nhận lấy khống chế mãnh liệt, linh lực đang biến mất, thân thể đang mất khống chế. Chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp Hoàng Đại Bính. Khương Phàm trước tiên đã trốn vào trong miệng Bách Lý Mạc Yêu. Các ngươi, đi chết đi. Lư Kính Thiên đưa tay chỉ lên trời, khống chế tinh thần. Trong chớp mắt, hắc ám bạo động, tinh quang nở rộ. Vô số ngôi sao kịch liệt phóng đại, phảng phất vượt qua thâm không đang thực sự đánh tới. Lít nha lít nhít,
số lượng khổng lồ, rung động lòng người. Hơn 30 dặm lại giống như 3 vạn dặm. Tinh không nghịch loạn, càn khôn sụp đổ, năng lượng kinh khủng bao phủ hoàn toàn Hoàng Đại Bính cùng Bách Lý Mạc Yêu. Nhưng, Hoàng Đại Bính đột nhiên phát ra tiếng gào thét to lớn, âm thanh chấn động thâm không, nhấc lên thanh triều cuồn cuộn. Hắn đưa tay triệu hồi Hồng Hoang Phủ ầm vang mang theo một uy thế cường đại chém chết luân hồi, khuấy động mà ra, cuồn cuộn không dứt. 9 cái đầu của Bách Lý Mạc Yêu nhau nhau gầm thét, cũng bộc phát lên cường quang vô biên. Hắn kịch liệt bay lên, hung hăng vung Dược Vương Các ra, hai cánh chấn kích, xông về phía Hoàng Đại Bính. Đó là cái gì vũ khí? Ánh mắt Lư Kính Thiên ngưng tụ nhìn chằm chằm cự phủ này. Nhưng không đợi thấy rõ ràng, cự phủ chém mạnh xuống, băng diệt 9 tinh cầu to lớn, uy thế kinh khủng quét sạch thâm không, trực tiếp xé mở một vết nứt. Hồng Hoang Phủ oanh minh giống như là thần linh mang theo Hoàng Đại Bính xông ra vết nứt. Bách Lý Mạc Yêu mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, tinh thần đều bị diệt, cũng theo sát lấy Hoàng Đại Bính liền xông ra ngoài. Trong màn đêm cách mấy chục dặm bên ngoài, bọn người Ly Hỏa Thánh Chủ đang điên cuồng đuổi bắt. Hoàng Kim Sư Vương, chỉ cần ngươi có thể đoạt lại Dược Vương Các, giết tên Kim Điêu kia, ta lấy danh nghĩa Ly Hỏa Thánh Chủ cam đoan với ngươi. Từ nay về sau, trong vòng 10 năm, hàng năm sẽ tự thân vì ngươi luyện chế 3 viên đan dược, là mỗi năm. Chỉ cần ngươi có thể gom góp dược liệu, chỉ cần ta có thể làm được, bất kỳ đan dược gì cũng đều có thể. Ly Hỏa Thánh Chủ tức giận không kiềm chế được, mở ra điều kiện cao nhất mà mình có thể làm được. Bên trong Dược Vương Các có hơn 100 vạn dược liệu quý giá, có chút đều là bí bảo quý giá mấy chục năm đến mấy trăm năm. Mà, ý nghĩa của Dược Vương Các càng quan trọng hơn, việc này liên quan căn cơ thánh địa. Nếu quả thật bị kẻ trộm cuốn đi, mặt mò của hắn đều không có nơi để đặt, những lão tổ tông đang ngủ say kia các đều có thể đứng lên mắng hắn. Tốt, có câu nói này của thánh chủ, Kim Điêu chắc chắn sẽ phải chết. 5 cái đầu của Hoàng Kim Sư Vương cùng kêu lên, thanh triều cuồn cuộn, khuấy động hơn 10 dặm trời cao. Gợn sóng kinh khủng liên miên chập trùng, cực kỳ chấn động. Bọn người Phạm Ngọc Thành liều mạng thúc giục linh văn, toàn thân giống như thiên thạch đang thiêu đốt, xẹt qua bầu trời đêm, vọt mạnh về phía trước. Lửa giận trong đôi mắt bọn hắn phảng phất muốn đốt thấu không gian. Kim Điêu, Khương Phàm, khẳng định là hai tên điên này. Chuyện khác, coi như có thể khoan nhượng có thể tiếp nhận. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đám gia hỏa kia vậy mà lại vô pháp vô thiên xông vào Dược Sơn, làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Bọn hắn coi Ly Hỏa Thánh Địa là nơi nào. Coi như Vô Hồi Thánh Chủ tới cũng không dám lỗ mãng như thế. Tên điên, thổ phỉ, khốn kiếp, đây chính là đám lưu manh ác ôn. Bắt hắn lại, ta muốn hắn kéo tới trước mặt Vô Hồi Thánh Chủ, tự tay xé sống hắn. Điện chủ Kim Thai Điện đều đã không còn lý trí như thường ngày, con mắt sung huyết giá giống như mãnh thú. Còn có Khương Hồng Võ, thân là một thành viên của Thánh Địa, dám mạo phạm Dược Sơn, hủy diệt cấm địa. Liền xem như người của Tổ Sơn Trung ương đến cũng đừng hòng bảo vệ được hắn. Chúng ta vốn là Ly Hỏa Thánh Địa, lại bị bọn hắn quấy rối thành hình dáng ra sao rồi. Qua đêm nay, triệt để chỉnh đốn Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa là của chúng ta. Ai cũng không cướp đi được. Bất luận người nào dám mạo phạm Tổ Sơn, đều phải chết, đều phải chết. Điện chủ các điện đều điên cuồng gầm thét, không hề có phong phạm nho nhã trước đó nữa. Nhưng, lúc bọn hắn đang khí thế hung hăng xông về phía trước, phương xa đột nhiên nở rộ lên ngôi sao đầy trời, hình thành pháp trận khổng lồ mà quỷ dị. Phạm vi vô cùng khổng lồ, tinh thần nghịch loạn bên trong, năng lượng bạo động. Đó là năng lượng gì? Tinh không chiếu ảnh. Hoàng Kim Sư Vương và những người khác liên tiếp dừng lại, khiếp sợ nhìn qua phương xa. Tinh không lộng lẫy, ánh sáng rạng rỡ, nuốt sống cửu đầu Kim Điêu đang cuồng xông đến. Sau khi hỗn loạn dài đến nửa phút, tinh quang biến mất, cửu đầu Kim Điêu đã không thấy đâu nữa. Người đâu? Dược Vương Các của chúng ta đâu? Tên điên này chơi dịch chuyển không gian với chúng ta sao? Ta muốn xé sống hắn. Ly Hỏa Thánh Chủ dâng lên lửa giận. Suýt chút nữa tức ngất đi. Một đám lão gia hỏa sống hơn nửa đời người, một mực sống an nhàn sung sướng, kiêu ngạo tôn quý, nhưng từ sau khi tiếp xúc đến Khương Phàm, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Giống như toàn bộ thế giới đều trở nên ghê tởm hỗn loạn. Súc sinh, súc sinh. Giọng Ly Hỏa Thánh Chủ đều mang mấy phần nghẹn ngào. Mấy ngày trước,
lúc vừa gặp mặt còn từng hiện lên những năm tháng trước đó, ba lần đụng phải Khương Phàm, ba lần đều không có kết cục tốt, tuy nhiên lần thứ ba này so với hai lần trước khá tốt hơn một chút, không nghĩ tới, nhẫn nhịn mấy ngày, lại đến cái càng lớn, càng ác hơn, đều dám mang dược vương các của hắn đi. Khốn kiếp, làm sao ngươi dám đào núi của ta đi? Súc sinh, lão phu không đội trời chung với ngươi. Giờ khắc này, bên trong Ly Hỏa Thánh Địa hoàn toàn loạn. Không chỉ có các trưởng lão đệ tử trong Thánh Địa loạn thành một bầy, ngay cả các tân khách được mời đến đều luống cuống. Không có người nào không rõ ràng dược vương các quan trọng như thế nào. Nơi đó là thần thánh, càng là yên tĩnh. Nơi đó tự như là trái tim của Ly Hỏa Thánh Địa, không ngừng liên tục cung cấp dược liệu. Kết quả, không còn nữa. Bị người khác đào đi rồi. Cái đầu gì lại có thể nghĩ ra chủ ý như thế này? Tên điên nào có thể làm được chuyện như vậy? Các lão tổ tông thoái ẩn bế quan của Ly Hỏa Thánh Địa đều liên tiếp xuất quan, tự mình chỉ huy mở ra pháp trận, đóng chặt thánh địa. Trong lúc này, bọn người Khương Hồng Võ thừa dịp nhiễu loạn xông vào đan đỉnh điện, lấy được phương thuốc thái sơ mệnh hồn đan. Chỉ là người chui vào Thiên Hỏa Cung cũng ngoài ý muốn lục ra được phương thuốc. Hai phương thuốc hoàn toàn khác biệt, khó phân biệt thật giả. Bọn hắn đều dứt khoát giao cho Thường Huyền Nghĩa, để chính hắn bằng vào kinh nghiệm tiến hành phán đoán. Về phần võ cực điện đã sớm chuẩn bị thuốc độc, theo bọn người Phạm Ngọc Thành nổi điên lao ra, căn bản không có cơ hội dùng. Từ hướng này có thể hiểu, Khương Phàm điên cuồng hành động cũng coi là cứu được rất nhiều người. Đêm khuya, đám người Ly Hỏa Thánh Chủ trở về, đi thẳng đến Diêm La Điện. Bắt Khương Hồng Võ lại cho ta, Yến Tranh, Côn Bác, toàn bộ đều bắt hết. Ly Hỏa Thánh Chủ nổi giận đùng đùng, tự mình thét lên ra lệnh. Cường giả võ cực điện, còn có điện chủ các điện tự mình động thủ, như lang như hổ nhào vào tới. Nhưng, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Khương Hồng Võ lại an ổn ngồi ngay ngắn ở trong điện, ngay cả Khương Phàm cũng đều vẫn còn ở đó. Khương Phàm, bắt lại cho ta. Ly Hỏa Thánh Chủ cuồn cuộn lửa giận, cơ hồ là gầm hét lên. Thánh Chủ, đây là ý gì? Khương Hồng Võ đứng dậy giằng co. Ngươi nói là ý tứ gì? Khương Phàm xông vào cấm địa, cuốn đi dược vương các, hôm nay xem như Vô Hồi Thánh Chủ có đích thân đến, cũng không giữ được hắn. Thánh Chủ, trước khi nói chuyện, có thể dùng đầu óc hay không, Khương Phàm chỉ là linh hồn cảnh, bản lĩnh lớn bằng trời cũng không cuốn dược vương các đi được. Đừng vọng tưởng qua loa tắc trách, không phải Khương Phàm tự mình làm, là Khương Phàm an bài bằng hữu của hắn làm. Không phải hắn mà là bằng hữu hắn, là người Khương Phàm nói. Tự mình mang về. Xin mời các vị tỉnh táo hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Thời điểm Khương Phàm mang Kim Điêu về, Khương Phàm là nửa sống nửa chết, đúng không? Ai làm Khương Phàm bị thương thành như vậy, kỳ thật chính là hắn. Hắn đánh Khương Phàm thành trọng thương, trà trộn vào đến, sau đó lấy đổ sát Khương gia chúng ta làm uy hiếp, ép buộc Khương Phàm thừa nhận là bằng hữu. Đừng biên cố sự cho ta. Hắn là người của Huyền Nguyệt Hoàng Triều Tây Bộ. Cái gì? Hắn là người của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, bắt Khương Phàm, trà trộn vào Ly Hỏa Thánh Địa, là đang mưu đồ dược vương các. Người của hắn tiếp dẫn ở bên ngoài, cũng là Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nếu như các ngươi điều tra thêm về Huyền Nguyệt Hoàng Triều, hẳn có thể biết đó là ai. Nói bậy nói bạ, các ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Ly Hỏa Thánh Địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều không thù không oán, tại sao bọn hắn lại muốn tới cướp đoạt dược vương các? Cái này thì ngươi nên đến tìm bọn họ hỏi. Khương Phàm chỉ là người bị hại. Đúng, ta biết các ngươi coi trọng chứng cứ. Cái này chính là chứng cứ. Khương Phàm đưa cho Khương Hồng Võ một cái đầu. Hoàng tử của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Lạc Sư. Tại thời điểm Khương Phàm phản kháng, một mực dấu ở trên người. Ta không biết kẻ nào là Tiêu Lạc Sư. Ngươi có biết hay không, điều tra thêm sẽ biết. Còn có chứng cứ thứ hai, người di chuyển Kim Điêu cùng Dược Vương Các, cũng là người của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, chính các ngươi cha. Lư Kính Thiên, Hoàng Kim Sư Vương bỗng nhiên nói. Mặc dù Trấn Nam Yêu Quốc ở phương Nam, Huyền Nguyệt Hoàng Triều lại ở Tây Bộ, cách nhau mấy chục vạn dặm, nhưng cùng thuộc Hoàng tộc, hắn vẫn có chút hiểu rõ đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Người biết, bọn người Phạm Ngọc Thành đều nhìn qua. Trong Huyền Nguyệt Hoàng Triều có một tinh túc các, là một trong những thế lực cường đại nhất, quan trọng nhất của Hoàng Triều. Các chủ đương nhiệm của tinh túc các, hẳn là Lư Kính Thiên. Cũng chỉ có hắn mới có thể nghịch loạn tinh không, di chuyển mục tiêu trong thời gian ngắn. Nghe nói tinh túc các còn có một luân bàn, khoảng cách di chuyển có thể đạt tới hơn 1000 dặm, thậm chí càng xa hơn.
Hoàng Kim Sư Vương bắt đầu cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là Huyền Nguyệt Hoàng Triều thật? Mặc dù khó có thể hiểu được, nhưng chuyện phát sinh ở trước mắt hắn chính là đại trận tinh thần do Lư Kính Thiên mở ra, sau đó đã cuốn đi Kim Điêu cùng Dược Vương các kia. Mà, thời điểm Kim Điêu vừa mới xông vào Ly Hỏa Thánh Địa, cũng đúng là nắm lấy Khương Phàm nửa sống nửa chết, còn đánh cùng người của Khương Hồng Võ một trận. Rõ ràng là không biết Khương Hồng Võ, không biết Huyết Ngục, ai cũng không biết. Nếu thật là bằng hữu của Khương Phàm, cái này sao có thể? Khương Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Kim Sư Vương, lão ca, người đúng là thần trợ công. Ta biết các ngươi rất tức giận, nhưng mời các ngươi cẩn thận tưởng tượng tình huống lúc đó. Ta bị bắt vào tới đây, Kim Điêu còn không biết phụ thân ta, lúc ấy các ngươi không có cảm thấy không hợp lý sao? Thánh chủ, các vị điện chủ, tạo thành tổn thất cho thánh địa, ta thật rất xin lỗi, nhưng ta chỉ là người bị hại. Ly Hỏa Thánh chủ cẩn thận suy nghĩ, nhưng, muốn cái dám, khẳng định chính là do Khương Phàm làm, mặc dù rất khó giải thích tình huống lúc đó. Khương Phàm, đây là kế hoạch của ngươi. Ánh mắt Ly Hỏa Thánh chủ vẫn lăng lệ, khí thế kinh khủng bao phủ Khương Phàm. Thánh chủ, giữa chúng ta có ân oán, nhưng không cần chuyện gì cũng đều đẩy lên trên người của ta. Cũng hy vọng ngài không nên quá xúc động. Nếu như sự thật rõ ràng bày ở trước mắt chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều tập kích Ly Hỏa Thánh Địa, ngài lại nhất định phải giết chết ta, Vô Hồi Thánh Địa khẳng định sẽ khởi xướng trả thù. Đến lúc đó lại nhắc lên chiến tranh giữa Thánh Địa Nam Bộ, chỉ sợ Tổ Sơn Trung ương sẽ thực sự thu hồi kỳ hạn 10 năm. Khương Phàm tùy ý ứng phó, chẳng cần biết bọn họ tin hay không, chỉ cần người bên ngoài tin tưởng là được. Tiểu tử, ta biết đều là ngươi làm. Nếu như ngươi muốn mượn cơ hội này gây nên chiến tranh giữa thánh địa cùng hoàng tộc, chờ Tổ Sơn tra rõ ràng, Vô Hồi Thánh Địa đều không gánh nổi ngươi. Thánh chủ, không có chứng cớ, đừng vu oan, ta còn hoài nghi là ngài đang thông đồng với Huyền Nguyệt Hoàng Triều hãm hại ta đây. Ngài biết Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng ta có thù, liền liên hệ bọn họ đến phá hư Dược Sơn, sau đó giá họa cho ta, sau đó lại đến Tổ Sơn cầu đáng thương. Vì tính toán ngươi, ta lại tìm hoàng tộc hợp tác. Sẽ còn hủy Dược Sơn, ngươi thật đề cao bản thân mình sao? Khương Phàm đưa tay tiễn khách. Thánh chủ không cần lãng phí thời gian tại chỗ ta đây, nếu như ta là ngài, bây giờ hẳn là đã tổ chức người tiếp tục đuổi bắt cái người tên là Lư Kính Thiên, các chủ tinh túc các kia rồi, từ nơi này đến Huyền Nguyệt Hoàng Triều cách 20-30 vạn dặm, nói không chừng các ngươi còn có thể ngăn hắn lại, đoạt lại Dược Vương các. Ly Hỏa Thánh chủ khó mà bình tĩnh nổi, nhưng đột nhiên xuất hiện một tên Lư Kính Thiên. Đầu mâu lại trực chỉ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, bọn hắn thật không thể ở ngay trước mặt Hoàng Kim Sư Vương trực tiếp giết Khương Phàm. Trước khi chuyện không có tra rõ ràng, người ở lại Diêm La Điện cho ta, không được bước ra nửa bước. Sau khi đưa tiễn Ly Hỏa Thánh Chủ, Khương Hồng Võ lập tức tiếp cận Khương Phàm, thể hiện trở nên vô cùng nghiêm túc, chuyện này rõ ràng chính là vụ oan giá họa, Ly Hỏa Thánh Địa không ngốc, Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ cực lực phủ nhận. Nếu như kinh động đến Tổ Sơn, bọn hắn khẳng định sẽ tra rõ ra mặt. Đến lúc đó, người phải làm sao? Bọn người Yến Tranh nhìn thấy Ly Hỏa Thánh Chủ đã đi, thoáng thở phào, nhưng vẫn rất khiếp sợ. Đừng nói Ly Hỏa Thánh Địa đầu ông, bọn hắn đều có chút không tiếp thu được. Dược Vương các, đều mang đi toàn bộ. Còn trực tiếp giá họa cho Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Huyền Nguyệt Hoàng Triều là chí tôn Hoàng Triều, là hoàng tộc chân chính. Mối quan hệ giữa hoàng tộc cùng Thánh Địa từ đầu đến cuối rất phi diệu. Xưa nay chưa từng xảy ra chiến tranh. Khương Phàm đột nhiên làm như thế, không chỉ kích thích Ly Hỏa Thánh Địa, còn sẽ dẫn phát hiểm nghi Thánh Địa khai chiến với hoàng tộc. Đây không phải điên cuồng, đây quả thực là hồ nháo. Khương Phàm vẫn một mặt lạnh nhạt, thậm chí khóe miệng còn mang theo vài phần ý cười, Huyền Nguyệt Hoàng Triều thuộc về hoàng tộc Tây Bộ, Thánh Địa Trung ương sẽ không trực tiếp nhúng tay vào, mà sẽ chỉ ủy thác phụ trách Thánh Địa Tây Bộ. Nói cách khác, tôn chủ Tây Bộ, đại diện Thánh Địa. Đại diễn Thánh Địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều có thù, nếu như bọn hắn đạt được thụ ý này, sẽ chất vấn Huyền Nguyệt Hoàng Triều đầu tiên, tại sao lại tới Nam Bộ, có phải muốn tới săn giết đệ tử Thánh Địa hay không? Bọn người Yến Tranh có chút hoảng hốt, khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm. Ngươi còn đi mưu hại cho đại diễn Thánh Địa. Khương Hồng Võ nghiêm túc nói. Nếu như là sự kiện bình thường, Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ kiêng kỵ đại diễn Thánh Địa chất vấn. Cũng không nguyện ý lại nổi lên xung đột. Nhưng người đầu tiên là giết rất nhiều thiên tài Huyền Nguyệt, lại giết hoàng tử Huyền Nguyệt, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như đại diễn Thánh Địa ép quá,
Huyền Nguyệt Hoàng Triều rất có thể sẽ phản kích. Hơi không cẩn thận, còn có thể gây nên dung chuyển cho toàn bộ Tây Bộ, liên lụy rất nhiều thế lực. Ngươi đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Khương Phàm gật đầu. Nghĩ đến, náo đi, dù sao không liên quan với ta. Khương Hồng Võ đều có chút nổi nóng. Coi như Huyền Nguyệt thật bị Đại Diễn Thánh Địa kiềm chế lại, Ly Hỏa Thánh Địa nơi này cũng muốn nháo đến đáy, dù sao ngươi cũng đã mang Dược Vương Các của bọn hắn đi. Ngươi biết Dược Vương Các đối với Ly Hỏa Thánh Địa mà nói là, đại biểu cho cái gì không? Khương Phàm nhún nhún vai. Ai nói ta rời đi? Rõ ràng là Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm, tất cả mọi người đều thấy được. Huyền Nguyệt Hoàng Triều không thừa nhận, ta sẽ thừa nhận sao? Ngươi! Khương Hồng Võ ngưng nghẹn im lặng. Đám người trao đổi ánh mắt, đúng là có chuyện như vậy, nhưng tại sao lại cảm thấy là lạ? Khương Phàm nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói. Bách Lý Mạc Yêu ném Dược Vương Các vào tinh không, đến lúc đó sẽ cùng theo Lư Kính Thiên Tử bên trong tinh nghịch loạn không lao ra. Hắn không biết Dược Vương Các, cũng không biết đó là vật gì, khẳng định sẽ cảnh giác một hồi, lại vòng quanh quan sát một hồi. Ngày mai sẽ là đại hội luyện đan, rất nhiều người đang trên đường đi tới nơi này trong đêm. Các ngươi nói, nếu như nhìn thấy tinh không phá toái, một tòa cung điện khổng lồ giáng lâm, có thể đi qua điều tra tình huống hay không? Khẳng định sẽ như thế. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ tận mắt thấy Lư Kính Thiên ra ra vào vào trong Dược Vương Các, sau khi quanh quẩn một chỗ một hồi, phá toái tinh không rời khỏi. Quanh quẩn một chỗ làm gì? Bọn hắn tự nhiên sẽ đoán được là đang vơ vét dược liệu bên trong. Chúng ta tới vuốt một vuốt, Ly Hỏa Thánh Chủ tận mắt nhìn thấy. Lư Kính Thiên rời Dược Vương Các đi. Mà rất nhiều người tại Hoang Mãng Nguyên lại tận mắt thấy Lư Kính Thiên đang di chuyển dược liệu. Các ngươi nói, chuyện này còn có thể có liên quan gì với ta? Chẳng quan tâm Lư Kính Thiên hắn giải thích thế nào, sự thật bày ở trước mặt, chính là hắn làm, chính là Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm. Bọn người Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, cảm giác bị Khương Phàm dẫn đi vòng vào. Ngay cả Nạp Lan Thanh Cảnh đều bấm đốt ngón tay, bắt đầu vuốt mạch suy nghĩ. Kim Điêu thì sao? Yến Khinh Vũ thể hiện quái dị, gia hỏa này nhìn ngốc qua Dược Sơn Phát 3 ngày, liền tính toán ra kế hoạch điên cuồng lại hùng vĩ như thế. Kim Điêu phối hợp Hoàng Đại Bính đuổi theo hắn, nếu như đuổi kịp, liền giết, như thế này kế hoạch sẽ liền hoàn mỹ. Nếu như đuổi không kịp thì sao, hắn có thể vượt qua tinh không? Hoàng Đại Bính sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hắn di chuyển phương hướng, đi đường vòng về Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Bách Lý Mạc Yêu sớm tiến vào Huyền Nguyệt. Trước khi các phương còn chưa biết tình huống, đến gần tinh túc các lộ mặt, cố ý để cho người ta nhìn thấy có Kim Điêu hạ xuống tinh túc các. Như thế, Lư Kính Thiên hắn sẽ hết đường chối cãi. Khương Phàm nói xong, ngửa tựa ở trên ghế ngồi, nở nụ cười. Trong điện lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Khương Phàm. Khương Hồng Võ cũng hơi nhíu mày, không biết nên nói Khương Phàm khôn khéo hay là điên cuồng, hắn làm thế nào mưu đồ ra một cái bẫy như thế này. Người sáng suốt đều biết là Khương Phàm làm, nhưng tất cả chứng cứ cũng đều chỉ đến Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tùy tiện tưởng tượng, giống như trăm ngàn chỗ hở. Tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác không có kẽ hở nào. Trong này thậm chí còn dính đến thù hận giữa Đại Diễn Thánh Địa cùng Huyền Nguyệt, cùng các mặt như Lư Kính Thiên xuất hiện tại Nam Bộ. Nạp Lan Thanh Cảnh rất nhanh đã quấn đi ra mạch suy nghĩ của Khương Phàm. Ngươi làm bố cục, có loại hỗn loạn tinh diệu. Cũng nhất định sẽ phát triển theo hai phương hướng. Đầu tiên, chuyện này sẽ chìm xuống. Huyền Nguyệt Hoàng Triều buông tay, Ly Hỏa Thánh Địa buông tay, Tổ Sơn Trung Ương cũng buông tay. Các phương bình an vô sự, không có người bắt ngươi. Còn có một khả năng, càng náo càng lớn, cuối cùng hình thành cục diện khẩn trương không thể nào đoán trước được, cũng tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi. Ý kiến cá nhân ta, có khuynh hướng thiên về cái thứ hai. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người bắt người vấn trách. Khương Phàm nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh, âm thầm thưởng thức, người này quả thật có chút trí tuệ. Ý kiến cá nhân ta, cũng có khuynh hướng về cái thứ hai. Chuyện Tô Thiên Tịch đã để Đại Diễn Thánh Địa vô cùng tức giận, nhưng bọn hắn là tôn chủ Tây Bộ, địa vị và thân phận hạn chế, bọn hắn không thể nào tùy tiện báo thù Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nếu như Thánh Sơn Trung Ương tự mình an bài bọn hắn phụ trách, bọn hắn sẽ tóm chặt lấy cơ hội. Hung hăng đối kháng với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Mà Huyền Nguyệt Hoàng Triều chết nhiều truyền nhân thiên tài như vậy, lại bị vụ oan giá họa, từ hoàng thất đều sẽ rất tức giận, nếu như bị kích thích, chắc chắn sẽ khởi xướng phản kích. Nếu như Ly Hỏa Thánh Địa lại loạn xen vào, chuyện khẳng định sẽ càng náo càng lớn.
sau đó thì sao? Nạp Lan Thanh Cảnh nhìn Khương Phàm. Đây là vấn đề lớn nhất trong kế hoạch, nếu như có thể giải quyết, kế hoạch liền xem như hoàn mỹ, nếu như không thể, toàn bộ kế hoạch chính là trận nháo kịch tìm đường chết. Ta đã bày bố cục tại Huyền Nguyệt, 3 năm sau, bọn hắn không chết cũng tàn phế. Mục đích chân chính mà Khương Phàm cuốn Dược Vương Các đi, kỳ thật ngay ở chỗ này. Lợi dụng Ly Hỏa Thánh Địa tức giận, khiến cho Tổ Sơn Trung ương vấn trách. Lợi dụng thù hận của Đại Diễn Thánh Địa để cho Huyền Nguyệt Hoàng Triều đối kháng. Cứ như vậy, Huyền Nguyệt sẽ lâm vào nguy cơ, Kiều Vô Hối có thể nắm lấy cơ hội đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành bố trí huyết sát, phát triển lực lượng, thuận tiện, lửa cháy đổ thêm dầu. 3 năm sau, sự kiện càng náo càng lớn, Huyền Nguyệt càng ngày càng loạn. Bất Tử Thiên Bia cường thế nhúng tay, dẫn hoàng tộc trọng thương Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Tầng tầng giảm dần, vòng vòng đan xen. Sau mấy tháng, khi Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhận được tin tức, thời điểm tức giận tại trận vụ oan hãm hại này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, âm mưu thật sự là đang nương theo trận sự kiện hoang đường này đến quét sạch bọn họ đi. Người bố cục hoàng tộc, bố cục gì? Bọn người Khương Hồng Võ lại bị kinh động, đứa nhỏ này mấy năm không gặp, lá gan đều lớn như vậy sao? Ta làm việc có chừng mực, các ngươi yên tâm đi, ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì, cũng còn không có sống đủ. Khương Phàm xua tay, không nói thêm lời. Bọn người Khương Hồng Võ không tiếp tục quá phận truy vấn, nhưng bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái. Khương Phàm rõ ràng còn là Khương Phàm kia, nhưng lại giống như không phải Khương Phàm kia. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Chuyện này đối với Thánh Địa kích thích quá lớn, ta đề nghị ngươi vẫn là nên sớm rời khỏi. Khương Phàm nói, bọn hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm nơi này, ta không đi được. Chờ sau khi trời sáng, Dược Vương Các hấp dẫn bọn hắn đi, ta lại rời khỏi. Chỉ là ta nếu như chạy, bọn hắn có khả năng sẽ ra tay với các ngươi. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta có thể ứng phó. Huống chi, chuyện này lại truy cứu thế nào, đều không liên lụy đến trên người chúng ta. Khương Phàm về đến trong phòng. Cẩn thận xem xét dược liệu trong thanh đồng tiểu tháp. Thật sự là rất nhiều, bên trong rều đã nhét tràn đầy. Cũng may thời điểm hắn di chuyển đều mang cả dược liệu và toàn bộ kệ hàng đi, cho nên không gian rất toàn diện, các loại dược liệu cũng đều có tiêu chí. Bát biện ngọc linh chi, hỏa dương linh diệp, lục giác bạch thủ ô. Đều có, quá tốt rồi. Khương Phàm kích động nắm chặt nắm đấm, bên trong có toàn bộ dược liệu thông thường mà hắn cần. Cũng có dược liệu vô cùng quan trọng. Đủ. Không hổ là Dược Sơn Thánh Địa luyện đan, các loại dược liệu cần gì cũng đều có. Ta xem một chút xem còn có cái gì. Cho ta niềm vui bất ngờ. Vui mừng, Khương Phàm trầm xuống, ý thức tiếp tục dò xét, sau khi quét sạch tầng đầu tiên liền chuyển đến tầng thứ 2. Nơi này cất giữ chính là dược liệu tầng thứ 13 đến tầng 15 trong Dược Vương Các. Bắt đầu từ tầng 13, số lượng dược liệu rõ ràng đã giảm bớt. Không còn là để thành đống thành dương, mà là cất giữ một gốc đặc biệt. Nhưng phẩm cấp càng ngày càng cao, lại hiếm thấy và quý giá. Thi khuẩn ngàn năm. Khương Phàm phát hiện vui mừng mà hắn muốn tại một chỗ trong thiết lao. Thi khuẩn ngàn năm, đây là một trong những thuốc dẫn hắn cần. Loại dược liệu này thường sinh ra tại bên trong vùng đất cực M đầy xác chết. Còn nhất định phải là vượt qua vạn bộ thi thể trồng chất, mới có cơ hội sinh ra loại thi khuẩn có kịch độc này. Chỉ cần chạm thử liền sẽ bị thi khí ăn mòn, cũng trong thời gian rất ngắn lan tràn toàn thân. Thi khuẩn sinh trưởng thời gian càng dài, độc tính càng khủng bố, uy hiếp cũng sẽ càng lớn. Nhưng, nếu như có thể trưởng thành ngàn năm, thi khuẩn sẽ dị biến thành thục, có được dược hiệu cực kỳ đặc biệt, khởi tử hồi sinh. Chỉ cần chết không cao hơn 7 ngày, sau khi dùng sẽ có tỷ lệ sống lại nhất định. Nhưng loại khởi tử hồi sinh này không phải là sống lại thật sự. Mà là biến thành hoạt thi không có ý thức. Cho nên chỉ có thể dùng để luyện dược, còn cần dược vật đặc thù cân bằng, mới có thể kích phát ra công hiệu khởi tử hồi sinh kia. Khương Phàm không nghĩ tới có thể tìm được tại Ly Hỏa Thánh Địa. Cứ như vậy, hắn chỉ còn thiếu Hoàng Tuyền Trúc, Hồi Hồn Huyết Anh, Địa Ngục Sinh Sinh Hoa, Tinh Phách Thái M, cùng Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Còn gì nữa không? Khương Phàm tiếp tục kiểm tra trong thiết lao, rất nhiều đồ quý giá. Còn có những thứ chưa từng nghe thấy, nhưng đều không phải là thứ hắn cần. Ta xem trong này một chút. Khương Phàm xuất ra nhẫn không gian giành được từ chỗ Tiêu Lạc Sư. Trong này cất giữ chính dược liệu từ tầng thứ 16 đến tầng 18, đều là chút bảo dược vô cùng quý giá.
nhưng vẫn không tìm được thuốc dẫn mình muốn. Khương Phàm nằm ở trên giường, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra một cái bình ngọc. Vừa rồi tìm thuốc dẫn có chú ý tới, trên đó viết, sinh mệnh cam lộ. Bình ngọc rất lớn, bên trong lại chỉ nổi lơ lửng ba giọt nước, giống như là trân châu óng ánh, tỏa ra tia sáng trong suốt, lại như là tinh linh có sinh mệnh, vui sướng nổi lơ lửng. Bồi bổ thân thể đi, sinh mệnh cam lộ, hẳn là rất không tệ. Khương Phàm đổ ra một giọt, nắm ở trong tay. Cam lộ nở rộ ánh sáng mang theo khí tức mát mẻ, những chỗ ánh sáng phảng phất vạn vật khôi phục, khiến cho tinh thần thanh thản. Hoa cỏ trong phòng vậy mà bắt đầu tùy tiện mở rộng, nhanh chóng sinh trưởng. Sư phụ, ngài cũng bồi bổ đi, sớm tỉnh lại một chút. Khương Phàm phóng cam lộ tới trong miệng, không đợi cẩn thận cảm nhận, cam lộ thuận yết hầu chảy xuống. Ngay sau đó ánh sáng tăng vọt, giống như là ngôi sao, sáng chói không gì sánh được, thân thể Khương Phàm đều chiếu thông thấu, có thể thấy rõ huyết quản, kinh mạch, thậm chí là xương cốt cùng nội tạng của hắn. T. Khương Phàm nhìn không được mà giật mình một cái, có cảm giác sảng khoái không nói ra được, thật giống như sinh mệnh đã được tắm rửa bằng linh dịch, từng cái tế bào cao thấp đều đang mở rộng. Cảm giác thoải mái, kỳ diệu từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tuần hoàn qua lại. Khương Phàm thoải mái nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy say mê. Cam lộ thấm vào lấy da thịt, tư dưỡng huyết nhục, càng lan tràn về linh hồn. Không thể tưởng tượng nổi chính là, ngay cả linh nguyên đều đang gáy to trong khí hải, bay lên nhảy múa, tàn đao đều phá tan khí hải, tắm rửa lấy tia sáng. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Khương Phàm có cảm giác mê huyễn, nằm ở nơi đó thoải mái lại hoảng hốt. Giờ khắc này, cái gì cũng hắn đều không muốn nghĩ, cái gì đều không muốn làm, cứ như vậy, nằm. Nằm, nghị nhi. Khương Hồng Võ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Khương Phàm ra, muốn cùng Khương Phàm nói chuyện thật tốt. Trước đó ở ngay trước mặt của nhiều người như vậy, có mấy lời không tiện nói quá mức, cho nên tự mình tới đây, để phụ tử nói chuyện. Tính ra, phụ tử bọn họ cũng đã lâu không có ngồi xuống nói chuyện rồi. Nhưng, trong phòng rất an tĩnh, không có lời đáp lại nào. Khương Hồng Võ nghĩ là Khương Phàm ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng mở màn che lên, đi đến bên giường quan sát. Kết quả, mặt mũi Khương Phàm tràn đầy say mê, một mặt tươi cười quái dị. Hai tay vừa đúng lúc đặt ở phần eo hướng xuống, ngẫu nhiên còn khẽ động bên trên. Mà nơi đó, cao ngất như mâu. Đây là đang làm gì? Khương Hồng Võ ngẩn người, giật mình đã hiểu. Hắn rón rén lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Sau đó, Khương Hồng Võ nhếch miệng hiện ra đường cong. Thời gian trôi qua thật nhanh, đều đã 17 tuổi. Hai tử trưởng thành rồi.